Trọng khải mạc thế chương 383, lâm siêu cuồng bạo. Nàng giơ hai tay lên, vô số dây leo đang xen hiện ra, trên đỉnh mỗi một cái dây leo đều biến thành gai nhọn xoắn ốc, hướng về phía vũ dực phi xà vương thú đâm tới. Hống. Vũ dực phi xà vương thú vỗ cánh một cái, đánh rơi tất cả dây leo, tiếp tục vung đuôi mạnh mẽ quật xuống. Trầm một tiếng, quốc kim hương không có thời gian tránh né, cả người bị quật trúng bay ngược ra ngoài, Miệng phun ra máu tươi tạo ra một vệt đỏ trong không trung. Bộ phàm sắc mặt tái xanh, nhưng không có đuổi theo đỡ quốc Kim Hương, tuy rằng nàng rất muốn làm như vậy, nhưng nàng biết nhiệm vụ lúc này của mình chính là ở đây phòng thủ. Phạm Hương ngữ sắc mặt phức tạp, nhìn bộ phàm một người cuối cùng đứng trước mặt mình, nàng nhẹ nhàng cắn chặt môi dưới, từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, nhìn qua một đám tham mưu đứng xung quanh đang run cầm cập, từng bước từng bước hướng về phía bên ngoài đi tới, đi tới sau lưng bộ phàm ngẩng đầu nhìn vũ dực phi xà vương thú ngươi bộ phàm nhận ra được phạm hương ngữ vội vàng nói mau trở về phạm hương ngữ không để ý nàng mà là nhìn vũ dực phi xà vương thú nói với bộ phàm ngươi lui xuống trước đi để ta giải quyết nó âm thanh của nàng nhẹ nhàng mười phần bình tĩnh bộ phàm ngớ người không biết nói cái gì vũ dực phi xà vương thú nhìn thấy phạm hương ngữ đi ra ngoài nhất thời gầm nhẹ một tiếng Thân thể hạ xuống, cái miệng lớn như cái chậu máu há ra muốn đem nàng nuốt lấy, cầm dưới cũng há ra hết cỡ, hầu như có thể đem toàn bộ tháp chỉ huy nuốt trọn. Cái gì? Bộ phàm nhìn bầu trời bỗng nhiên trở nên đen thui, miệng trắng mở rộng vô hạn, nàng hoàn toàn biến sắc, vội vàng kéo phạm hương ngữ chuẩn bị xoay người nhảy xuống đất. Đúng lúc này. Ô! Tự hồ xa xa phía chân trời, lại phản phất như ở gần bên tai, một tiếng gào thét vang vọng truyền tới. Ầm. tiếng va chạm mãnh liệt nổ ra miệng rắn to lớn sắp nuốt cả tòa tháp chỉ huy bị chấn bay ra ngoài phạm hương ngữ cùng bộ phàm choáng váng nhóm người tham mưu ở trong phòng chỉ huy cũng choáng mọi người thông qua tinh võng quan sát thấy cảnh này tất cả đều trợn to hai mắt ở trên tháp chỉ huy xuất hiện một bóng người cao 5 mét toàn thân mặc áo giáp đỏ như máu dữ tợn cả người sát khí nồng nặc là lâm siêu Phạm Hương Ngữ nhìn bóng người như một con ác ma trước mặt, mặc dù không có tuyến lệ, nàng cũng cảm giác được trong lòng phát hoảng, con mắt ánh lên sự cảm động, nhưng không hề có một giọt nước mắt nào. Rốt cục đến rồi. Bộ phàm thở vào nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi như thủy triều kéo tới, nàng cùng lăng vũ, quốc kim hương cùng với tất cả mọi người, đều đã sức cùng lực kiệt, chỉ còn một chút hơi sức chống đỡ, hiện tại, rốt cục đợi được. Lâm siêu ánh mắt xẹt qua xung quanh, khi nhìn thấy lăng vũ, Hắc Nguyệt, Quốc Kim Hương, lị mấy người đang nằm hôn mê bất tỉnh dưới mặt đất, sát ý trong người không cách nào ác chế bạo phát, ý niệm hủy diệt mạnh mẽ dâng lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về hướng Vũ Dực Phi xà vương thú. Hống. Sau khi bị đánh bay ra, Vũ Dực Phi xà vương thú tức giận quay đầu lại, cầm dưới bị lõm xuống một lỗ, đau đớn kịch liệt kích thích sát ý của nó, nó nhìn chầm chầm vào lâm siêu, không nghĩ tới con mồi này lúc nãy chạy trốn bây giờ lại dám trở lại, Lúc trước nó không ngờ được vũ khí của Lâm Siêu lại không đồng bộ tần suất được, thế nhưng lần này nó đã có chuẩn bị, nó chắc chắn sẽ không để cho con mồi này có thể chạy thoát một lần nữa. Vèo. Lâm Siêu buông tay ra, cổ thương từ lòng bàn tay vuông góc rơi xuống phía dưới, tuy rằng cổ thương thanh mảnh, nhưng trọng lượng chính là nghìn cân, rơi xuống dưới mặt đất đường phố, vang lên một tiếng nổ nặng nề, mọi người còn sống sót nhìn thấy cảnh này liền kinh ngạc. Bắt đầu đi. Lâm siêu nhìn chầm chầm vào vũ dực phi xà vương thú, thấp giọng nói một câu. Ngươi nên chuẩn bị tinh thần. Trên cánh tay phải lộ ra một cái miệng, trịnh trọng nói, sau khi ta đem toàn bộ tế bào thần tính giao cho ngươi khống chế, thì ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, lấy đẳng cấp hiện tại của ngươi, rất khó để điều động sức mạnh của tế bào thần tính, nó sẽ kích thích tất cả mặt trái, tạp niệm bên trong cơ thể ngươi ra. Ngàn vạn lần không thể để cho những tạp niệm này thống trị ngươi, bằng không không còn đường quay đầu ta biết lâm siêu trầm giọng nói vào lần thứ nhất thuần phục anubis lâm siêu có hỏi qua tác dụng của nó ngoại trừ có thể hút máu tươi chuyển hóa thành nguồn năng lượng tế bào cùng thể năng ngoài ra còn có thể kích hoạt tế bào thần tính trong cánh tay phải để cánh tay phải bùng nổ ra sức mạnh của tế bào thần tính thế nhưng ở trạng thái này cánh tay phải nhất định phải liên tục được bổ sung máu tươi mới có thể có đủ nguồn năng lượng khởi động tế bào thần tính trong cánh tay phải nếu không thì cánh tay phải sẽ thôn vệ hết máu tươi của bản thân để làm nguồn năng lượng khởi động. Hơn nữa, ở trong trạng thái này, tế bào thần tính sẽ kích thích ra hết thảy tạp niệm cùng giết chóc, nếu như không cách nào áp chế lại những tạp niệm này, sẽ triệt để sa đọa, không có cách nào thức tỉnh. Ý niệm giết chóc của Lâm siêu nặng bao nhiêu? Kiếp trước, trong 19 năm sinh tồn, từ khi 6 tuổi, hắn nhất định phải nỗ lực sinh tồn, bất kể là giết quái vật hay người muốn giết mình mỗi giờ mỗi phút đều là không khí u ám bao quanh cũng làm cho tâm tính của hắn tràn ngập ý niệm giết chóc mãnh liệt cùng khí tức thô bạo sau khi sống lại hắn cũng không có hưởng thụ được mấy ngày tươi sáng đẹp đẽ của thời đại trước mà ngay lập tức chuẩn bị sinh tồn trong tận thế tiếp tục ngày qua ngày giết chóc cùng máu tươi ý niệm giết chóc tích lũy ở trong lòng hắn đã sớm đạt đến một mức độ kinh thế hải tục bằng không lúc trước bạch miêu xâm lớn đầu óc của hắn đã không bị hắn ngăn chặn mặc dù nói hắn có lực ý chí cấp ép nhưng Lâm Siêu vẫn không chắc chắn trăm phần trăm có thể áp chế được. vốn là hắn có một phương pháp có thể đem mọi chuyện trước mắt đơn giản giải quyết, chỉ cần để Bạch Tuyết hỗ trợ là tốt rồi. lấy sức mạnh của Bạch Tuyết, chỉ cần gọi ra vực sâu nhân cách, liền có thể dễ dàng giết chết phủ dực phi xà vương thú, dẹp yên tất cả. thế nhưng Lâm Siêu có một loại trực giác, nếu để cho vực sâu nhân cách đi ra quá nhiều, sớm muộn sẽ có một ngày Bạch Tuyết sẽ không áp chế nổi vực sâu nhân cách việc để sa đọa. Nếu như, nhất định phải có một người xuống địa ngục. Vậy hãy để cho ta đi xuống. Ít nhất, bản thân ta đã từng một lần bò ra từ trong địa ngục. Ta bắt đầu rồi. Anu biết trên cánh tay phải nói, âm thanh dần dần trở nên yếu ớt. Cánh tay phải. Trong nháy mắt nóng rực như lửa. Giống như trong cánh tay phải ẩn giấu một quả bom, đột nhiên muốn nổ tung lên toàn bộ cánh tay như là bị ngọn lửa mấy ngàn độ bao quanh, biên cuồng đốt cháy, một giây đồng hồ không tới, Lâm Siêu liền đau đến mức chết đi sống lại. Trong lúc đau đớn, ý niệm giết chóc chôn giấu trong cơ thể Lâm Siêu mãnh liệt cuồn cuộn xuất hiện, giống như ma quỷ bao trùm toàn bộ không gian trong đại não, ý niệm giết chóc mãnh liệt không thể áp chế từ trong lòng tuôn ra. Giết giết giết. Giết. Lâm Siêu chậm rãi mở mắt ra, con mắt nguyên bản màu đen biến thành màu vàng kim, giống như hai ngọn lửa màu vàng trên cánh tay phải của hắn hiện ra bí ngân màu vàng như một cái mạng nhện quỷ dị mọc đầy toàn bộ cánh tay thậm chí có một bộ phận bí ngân lan ra trên vai kéo dài tới cổ chỉ là tất cả những thứ này đều bị huyết nha chiến giáp bao phủ ở bên ngoài không cách nào nhìn thấy hống vũ dực phi xà vương thú ngửa mặt lên trời gầm rít một tiếng tức giận bay về hướng lâm siêu cái miệng lớn như chậu máu há ra từ bên trong miệng phun ra một luồng nọc độc trong suốt Lấy thể tích to lớn của nó phun ra nọc độc, giống như trong vòi chữa cháy phun nước ra, lấy tốc độ gấp 6, 7 lần tốc độ âm thanh bay về hướng Lâm Siêu. Phốt Lâm Siêu không có né tránh, đầu cúi xuống giống như đang suy nghĩ, cả người bị nọc độc mạnh mẽ phun trúng, đem thân thể của hắn đánh bay đi, va và chạm vào trên lầu của một tòa nhà làm việc. Ầm. Uhm. Toàn bộ nhà lầu bị va chạm biến thành một vùng phế tích sụp đổ. Tất cả mọi người đều choáng váng bộ phàm trái tim nhảy một cái, vội vàng một lần nữa đứng trước mặt Phạm Hương Ngữ bảo vệ. Ào ào ào. Đúng lúc này, bên trong phế tích vừa mới sụp đổ, truyền ra âm thanh xi si măng đổ vỡ, bên trong tràn ngập khói bụi, một bóng người chậm rãi đứng lên, phạm vi xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một luồng gió, đem tất cả khói bụi thổi ra, hiển lộ ra lâm siêu, bóng người mặc áo giáp màu đỏ máu dữ tợn. Nhẹ nhàng thở một hơi. Lâm siêu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vũ dực phi xà vương thú ánh mắt ánh lên sự tàn bạo giết hai bàn chân bỗng nhiên phát lực giống như đạn pháo bay đi trong chớp mắt vũ dực phi xà vương thú còn chưa kịp phản ứng mạnh mẽ va chạm vào trên đầu nó sau đó một tay nắm vào vảy giáp trên cầm nó một tay nắm lại thành quyền mạnh mẽ đấm tới ầm uhm. ầm uhm. nắm đấm tầng tầng đánh vào cầm trên của vũ dực phi xà vương thú mỗi một quyền hạ xuống đều làm cho vảy giáp trên cầm nó cùng với máu thịt bên trong, đánh lỏng xuống, toàn bộ thân thể vũ dực phi xà vương thú hơn trăm thước dưới nắm đấm của lâm siêu, bị đánh cho bầm dập liên tục lùi về phía sau. Chết, chết. Lâm siêu gầm thét dữ dội, nắm đấm vung lên điên cuồng nện xuống. Vũ dực phi xà vương thú thống khổ liều mạng di động thân thể, vung vẫy cái đầu, muốn đem lâm siêu ở trên đầu hất ra ngoài, thế nhưng lâm siêu dùng một tay nắm chặt vào vảy giáp của nó, thêm vào hoàng kim long giật liên tục vỗ cánh giữ thăng bằng, căn bản là không cách nào hất được lâm siêu ra, chỉ có thể chịu đựng từng quyền từng quyền oanh kích. ầm um, ầm um. tiếng quyền va chạm nặng nề vang vọng truyền ra khắp không trung, coi như là thông qua tinh võng quan sát cũng có thể nghe thấy rõ ràng, như thợ rèn từng búa từng búa nện lên thanh sắt, mỗi một quyền vang lên đều làm cho người ta khiếp vía. trong lúc chịu đựng nắm đấm công kích, đầu của vũ dực phi xà vương thú bị đánh nghiêng về phía sau, cái bụng trắng như tuyết lật ngửa ra. Hai cánh tàn tạ không còn cách nào khống chế thân thể, nặng nề hướng về phía mặt đất rơi xuống. Ầm. Uhm. Thân thể khổng lồ của vương thú va chạm trên mặt đất, phạm vi ngàn mét xung quanh giống như gặp phải 12 cấp địa chấn, mặt đất nứt ra lượng lớn vết nứt, mấy tòa nhà gần đó cũng bị lay động, nếu như không phải mấy tòa nhà đều được gia cố qua, dưới rung động như vậy đã sớm sụp đổ. Ầm ầm ầm. Vô số cửa kính bị cuồng phong chấn nát, khói bụi bay lên đầy trời vũ dực phi xà vương thú thân thể khổng lồ ngã ngửa vào trong một tòa nhà hai cánh không trọn vẹn giống như hai cánh tay nâng thân thể lên cái miệng lớn như chậu máu giữ tận bùng nổ ra tiếng gào phẫn nộ ầm ầm sau khi nó ngã xuống mặt đất âm thanh nổ vang trên đầu nó vẫn không hề dừng lại lâm siêu vẫn bám chặt vào đầu nó chẳng biết lúc nào đã nắm lấy vẫy giáp phía sau gáy của nó nâng cánh tay hoàng kim mạnh mẽ điên cùng công kích mỗi một quyền đập ra Vậy giáp cứng như sắt thép lập tức nứt toát ra máu tươi từ trong khe hở bắn ra rầm 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 nắm đấm nhanh chóng mà mạnh mẽ cái đầu của vũ dực phi xà vương thú bị lực phản chấn ép sâu vào trong mặt đất đem mặt đất ép lõm vào trạng nứt biến thành một hố sâu trong nháy mắt liền bị đánh hơn trăm quyền toàn bộ cái đầu của vũ dực phi xà vương thú đều bị đánh vùi vào hố sâu mười mấy mét tất cả mọi người một mảnh yên lặng như tờ hành hung vương thú đây là sức mạnh cỡ nào trong đó người rung động nhất là Diệp Vương, bản thân hắn là cao thủ ngang với quái vật cấp cấp S, tay chân lanh lẹ, sau khi nhóm đầu tiên lui lại đến lớp tường thành thứ hai, nhóm người lị cùng hắc nguyệt đến ngăn cản vương thú thì hắn liền trốn ở một góc tường thành, dùng mắt trái phân tích cùng ghi chép lực chiến đấu của bọn họ. Đều không ngoại lệ, những người này điểm chiến lực đều là 400 điểm trở lên, trong đó cao nhất là ba người cự nhân kia, mỗi người đều hơn 1.000 điểm chiến lực, làm cho hắn không tưởng tượng nổi chính là, Lúc trước ở phòng họp, cái người có bề ngoài xấu xí mà hắn trào phúng. Lúc chiến lực toàn bộ bộc phát, lại có thể sánh ngang cùng vương thú, đơn độc cuốn lấy vương thú hình cầu màu đen. Khi Lâm Siêu lần nữa xuất hiện, hắn lập tức lần thứ hai lén quét hình Lâm Siêu, hắn tin tưởng, đến lúc này rồi, người đàn ông này sẽ không giấu nghề nữa, trừ phi hắn muốn căn cứ bị phá hủy. Chỉ là, khi phân tích ra điểm chiến lực, hắn hoàn toàn há hốc mồm, ngây người 2.560 điểm chiến lực Đây là điểm chiến lực hiện tại của Lâm Siêu So với vương thú còn cao hơn mấy trăm điểm Mà không bao lâu sau Đột nhiên điểm chiến lực bắt đầu điên cuồng tăng vọt Từ 2.560 điểm Nhanh chóng tăng lên 3.000 điểm Đồng thời 0.5 giây sau Đột phá 4.000 điểm Mãi cho đến cuối cùng Tăng lên tới 5.829 điểm dao động tăng giảm khoảng 100 điểm mới dừng lại 5.800 điểm chiến lực đây chính là sức mạnh cuối cùng của người này." Diệp Vương hoàn toàn ngây người. Hắn toàn lực bộc phát, điểm chiến lực cũng chỉ là khoảng 400 điểm, ngay cả số lẻ cũng không bằng sức mạnh của hắn ta là gấp hắn 10 lần trở lên. Khái niệm này nghĩa là gì? Hai người sàng sàng nhau. Có một chút ưu thế hoặc nắm được kẻ hở, liền có thể phân ra thắng bại, huống hồ trên lệch là gấp 10 lần trở lên nếu như không phải nhìn thấy lâm siêu đang hành hung con vũ dực phi xà vương thú kia hắn thậm chí hoài nghi là máy móc lại bị trục trặc là cao tầng ở căn cứ hắn biết một ít bí ẩn của nhân loại nhân loại cao nhất chỉ có thể tiến hóa đến cấp 7, cũng chính là gấp 500 lần thể chất coi như là mãn giai tiến hóa giả phối hợp với năng lực cũng chỉ có thể đạt khoảng một ngàn điểm chiến lực lại phối hợp với kỹ xảo chiến đấu bùng nổ ra một nghìn năm trăm điểm chiến lực đã coi như là cao thủ trong cao thủ đạt đến 2.000 điểm chiến lực, hoặc là có năng lực nghịch thiên, hoặc là là kỹ năng chiến đấu vượt quá tưởng tượng. Nhưng 5.800 điểm chiến lực, quả thực so với quái vật còn kinh khủng hơn. Trong khi Diệp Vương đang dạy ra, Lâm Siêu vẫn tiếp tục vung lên nắm đấm, không ngừng hướng về phần gáy của vũ dực phi xà vương thú mạnh mẽ đấm vào, phần vẫy giáp bảo vệ đã sớm bị đánh cho biến hình, vạn vẹo không còn ra hình dáng, máu tươi chảy ra lên láng. Máu! Máu! Lâm siêu hai mắt đỏ đậm, yết hầu bên trong phát ra tiếng gầm nhẹ, đem cánh tay phải chọc vào bên trong huyết nhục của vũ dực phi xà vương thú. Cục cục trên cánh tay phải mọc ra từng sợi từng sợi mạch máu vạn vẹo, từ trong cơ thể vũ dực phi xà vương thú điên cùng hút lấy máu tươi, nuốt vào trong cánh tay phải. Hống. Lâm siêu ngửa mặt lên trời điên cùng gào thét, cả người máu me đầm đìa, như tuyệt thế ác ma, máu tươi chảy ròng ròng trên cánh tay phải, lòng bàn tay nắm một khối thịt, Khối thịt rất nhanh bị héo rút Biến thành một khối thịt khô màu xám Giết Giết Lâm siêu trong lòng chỉ có sát niệm cùng ý chí hủy diệt Ta muốn hủy diệt Ta muốn máu tươi Giết hết Toàn bộ giết sạch Lâm siêu gầm thét mạnh mẽ vung lên nắm đấm Tiếp tục điên cuồng đập ầm ầm vào trên đầu của vũ dực phi xà vương thú Toàn bộ mặt đất ầm ầm sụp xuống Bị áp lực khổng lồ áp súc Lần thứ hai sụp xuống một khoảng lớn Hống vũ dực phi xà vương thú phát ra tiếng trống thống khổ bên trong con mắt to lớn hiện ra mấy phần sợ hãi sức mạnh mang tính áp đảo cỡ này nó dĩ nhiên không có sức lực chống đỡ hơn nữa làm cho nó sợ hãi nhất chính là năng lực tần suất của nó được bảo vật tăng cường gấp 10 lần vẫn không có cách nào đồng bộ tần suất cùng với cánh tay phải của lâm siêu hô vũ dực phi xà vương thú vung đuôi rắn lên quật về hướng lâm siêu nó hiện tại chỉ muốn tránh xa kẻ này không cho hắn tới gần thân thể của mình, sức mạnh của hắn quá kinh khủng, một kẻ loài người chỉ bằng vào sức mạnh liền có thể áp chế một con vương thú không cách nào đánh trả, chuyện này quả thật là không dám tưởng tượng. Nhưng lại phát sinh ngay ở trên người mình. Ầm. Uhm. Lâm Siêu nhất thời bị đuôi rắn quật trúng, quét bay ra ngoài. Tuy rằng cánh tay phải đã kích hoạt được sức mạnh tế bào thần tính, thế nhưng giác quan của Lâm Siêu vẫn là trạng thái hoàng kim cự nhân, giờ khắc này dưới ý chí cuồng bạo căn bản không có bận tâm sau lưng, trực tiếp bị đập văng ra mấy chục mét vào bên trong một tòa nhà lớn, liên tục xuyên qua bảy, tám vách tường, mới giảm được lực xung kích. Được huyết nha chiến giáp tiêu trừ lực va chạm, Lâm Siêu cũng không có bị tổn thương gì, thế nhưng trong lòng ý niệm giết chóc lại càng hừng hực, hắn gầm thét lên, bàn chân dẫm một cái, như một tia chớp màu máu bắn ra, ngay lúc vũ dực phi xà vương thú mới vừa ổn định thân thể. Tàn nhẫn va chạm vào cái bụng trắng như tuyết của nó. Dết, yes, dết yes. lâm siêu giơ tay phải lên điên cuồng đấm ra ầm um, ầm um. nắm đấm trúng vào trên vảy giáp sức mạnh cuồng bạo mãnh liệt xuyên thấu qua toàn bộ thân thể của vũ dực phi xà vương thú nhất thời bị đánh bay ngược ra sau hơn trăm mét liên tục va vào hai tòa nhà lớn mới dừng lại ngay khi dừng lại lâm siêu đã truy kích tới lần thứ hai điên cuồng đấm nó ầm um, ầm um, ầm um. mỗi một quyền đánh ra thân thể vũ dực phi xà vương thú lại bay ngược ra ngoài nó giơ cái đuôi lên cùng với đôi cánh tàn tạ muốn dùng cái đuôi quấn vào tòa nhà ổn định lại thân thể thế nhưng trên người lực xung kích thực sự quá lớn đuôi nó ôm lấy cái gì món đồ đó cũng nhổ bay theo một đường đánh bay trong căn cứ xuất hiện một đường thẳng giống như bị xe ủi đất ủi ven đường tất cả các kiến trúc đều bị ủi nát kéo dài tới lớp tường thành thứ hai uhm một tiếng nổ kịch liệt vang lên thân thể vũ dực phi xà vương thú va chạm vào tường thành đem toàn bộ tường thành chấn động mãnh liệt a à, đi a à, chết đi lâm siêu vẫn còn ý thức cũng chưa hoàn toàn bị ý niệm giết chóc chiếm cứ chỉ là trong lòng tràn ngập ý niệm tàn bạo cùng giết chóc hắn cầm lên một tiếng ông cái đuôi của vũ dực phi xà vương thú vung lên mạnh mẽ hướng xuống đất đập xuống ầm Vũ Dực Phi xà vương thú dài trăm mét bị sức mạnh của cánh tay phải kéo lên treo lủng lẳng trên không trung, liên tục bị đập xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất đều chấn động mãnh liệt. Tất cả mọi người nhìn ra một màn này, nhiệt huyết sôi trào. Đây là sức mạnh cỡ nào a? À? Hống Lâm Siêu ngửa mặt lên trời gầm thét, vung thân thể khổng lồ của Vũ Dực Phi xà vương thú lên mạnh mẽ cuột xuống va chạm vào bên trên tường thành, tường thành kiên cố bị chấn nứt ra toàn bộ thân rắn lõm vào bên trong chết lâm siêu lần thứ hai gầm lên một lần nữa ném thân thể của nó đập xuống mặt đất làm cho mặt đất nứt ra một cái rãnh sâu hoắm đôi cánh to lớn của vương thú phi xà bị va chạm mãnh liệt nhất thời toàn bộ nứt toát máu tươi chảy lên láng hai cái cánh thịt vốn đã tàn tạ giờ khắc này thật sự rách nát không thể tả khung xương cánh hoàn toàn bị bẻ gãy hiển nhiên bây giờ không còn khả năng bay nữa ầm uhm. ầm uhm ngay khi lâm siêu chuẩn bị cuộc nó tiếp phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh mãnh liệt lâm siêu quay đầu lại nhìn thấy đà sơn vương thú hai mắt đỏ sẫm thân thể to lớn cao trăm mét bắt đầu chạy tới một vài kiến trúc kiên cố dọc đường đều bị nó giẫm nát hết bởi vì thể tích quá lớn đà sơn vương thú không cách nào chạy nhanh bằng không tứ chi sẽ không gánh chịu được trọng lượng của thân thể giống như một con voi bình thường nếu như nhảy lên trên cao nửa mét sau đó rơi xuống đất tứ chi sẽ bị trọng lượng của thân thể ép gãy Ờ, Đà Sơn Vương thú phát ra một tiếng thét dài, nó đã nhìn ra tình huống không tốt, nếu như để Lâm Siêu đánh chết Vũ Dực Phi xà Vương thú, chỉ còn lại một mình nó, chạy cũng không chạy thoát nổi Lâm Siêu, chỉ có thể bị Lâm Siêu mài đến chết, hơn nữa bây giờ Lâm Siêu muốn đánh chết nó, cũng không cần nhiều thời gian như lúc trước. Vì lẽ đó, nó không thể để cho Vũ Dực Phi xà Vương thú bị giết chết. Ầm. Bốn chân của Đà Sơn Vương thú trầm trọng hạ xuống, vung vẩy vòi voi to lớn hướng về lâm siêu đánh tới lâm siêu trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn tâm tình của hắn lúc này cực kỳ tức giận cùng kích động có khuynh hướng giết chóc mãnh liệt nhìn thấy con đà sơn vương thú này lúc nãy quấn lấy mình một thời gian dài sát ý giống như núi lửa cùng bạo tuôn trào ra khi vòi voi quất tới hắn không có né tránh mà là gầm thép giơ hai tay lên ông chặt lấy vòi voi ầm uhm. vòi voi nện trên ngực lâm siêu sức mạnh trầm trọng lan truyền trên người lâm siêu mặc dù có huyết nha chiến giáp hấp thụ, lâm siêu vẫn cảm giác lồng ngực đau nhất. a a a lâm siêu gào thét ôm lấy vòi voi, đặt vòi voi lên trên vai, cánh tay phải mạnh mẽ kéo vòi voi về phía trước. vòi voi nhất thời bị kéo thẳng tắp. ờ. À. đà sơn vương thú đau đớn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể to lớn cồng kềnh không tự chủ được bước ra một bước. lâm siêu mặt đầy sát khí, đem vòi voi mạnh mẽ ném xuống dưới chân, dùng chân giẫm một cái dọc theo vòi voi nhanh chóng chạy tới đỉnh đầu đà sơn vương thú, mặc cho đà sơn vương thú điên cuồng lắc đầu, cũng không có cách nào hất hắn ra ngoài. Hống. Lâm Siêu ngửa mặt lên trời rít gào, giơ nắm đấm lên tàn nhẫn nện vào sống lưng đà sơn vương thú, ở trong trạng thái hoàng kim cự nhân, diện tích quả đấm của hắn to hơn gấp đôi, trên nắm đấm sức mạnh mãnh liệt phát ra, tất cả dồn vào trong cơ thể đà sơn vương thú. Ầm. Bốn chân đà sơn vương thú bỗng nhiên trầm xuống phía dưới mặt đất nứt toát ra a a a lâm siêu không ngừng gầm lên tiếp tục giơ nắm đấm lên mạnh mẽ nện xuống nắm đấm cứng trắng như kim cương nhanh chóng nện vào sống lưng đà sơn vương thú da thịt bị đánh lõm vào bên trong lực xung kích tràn vào trong cơ thể nó đem kinh mạch cùng xương cốt bên trong chấn nát ầm đà sơn vương thú tứ chi lần thứ hai lún sâu vào trong đất chết 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 lâm siêu tràn ngập ý niệm hủy diệt nắm đấm không ngừng điên cuồng nện xuống mỗi một quyền đánh ra thân thể đà sơn vương thú thân thể cao trăm mét lại trầm xuống phía dưới một đoạn bốn chân nhanh chóng lúng sâu vào trong mặt đất dưới lòng đất nơi này cũng không phải không có gì mà có xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước dưới xung kích liên tục bốn chân đà sơn vương thú rốt cục không chịu nổi gánh nặng mặt đất bị phá tan bốn chân lúng sâu vào trong mặt đất đem đường ống dẫn nước dẫm bẹp toàn bộ thân thể to lớn rung lên kịch liệt xương cốt của bốn cái chân phát ra tiếng vỡ vụn ầm ầm lâm siêu nửa ngồi nửa quỳ ở trên sống lưng của nó tiếp tục từng quyền nện xuống đà sơn vương thú thân thể vẫn liên tục chìm xuống phía dưới đất từ xa nhìn lại đà sơn vương thú cao hơn 100 trăm mét bốn chân hầu như chìm vào trong mặt đất chỉ lộ ra nửa trên thân thể khoảng hơn 60 mươi mét bụng của nó cũng nằm sát mặt đất một con vương thú to lớn như vậy lại bị lâm siêu đánh lún sâu vào trong mặt đất tất cả mọi người thông qua tin võng nhìn thấy cảnh này đều ngây người coi như là hứa tư lệnh đã biết rõ sức mạnh của lâm siêu khuôn mặt cũng dại ra đôi mắt trợn trừng khó có thể tin tưởng được đây là sức mạnh của nhân loại sao quả thực là lực lượng của thần chiến thần ở trên tháp chỉ huy bộ phàm có thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh chiến đấu biết hầu khẽ nuốt một cái trong đầu hiện ra hai chữ này thời khắc này nàng rốt cuộc biết tại sao ba mình lại tôn sùng người đàn ông này như thế sức mạnh như vậy đã vượt qua thập đại chiến sĩ bọn họ quá nhiều quá nhiều, coi như 10 người cùng lên. Cũng không phải là đối thủ của Lâm Siêu. Diệp Vương đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh này, tim đập như đánh trống, Lâm Siêu mỗi một lần đấm ra một quyền giống như đấm vào trái tim của hắn, tim không khống chế được ngày càng đập nhanh, điểm chiến lực hiện ra trên mắt trái của hắn, và một lúc nào đó, một lần nữa tăng lên thành 6.000 điểm, tuy rằng chỉ xuất hiện trong một thời khắc ngắn ngủi. Nhanh chóng hạ xuống thế nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy run sợ quái vật bạo quân diệp vương không muốn đợi ở đây dù chỉ một khắc hắn muốn lập tức trở lại thương lượng cùng tư mã dương làm sao sau này hợp tác với lâm siêu lần trước mạo phạm đối với căn cứ tinh thần cùng nhân vật như vậy là địch có mấy cái mệnh cũng không đủ bồi a ầm ầm tiếng oanh kích trầm trọng vang vọng từ trên lưng đà sơn vương thú vang vọng không dứt lâm siêu không ngừng giơ lên nắm đấm sau đó nện xuống lặp lại chỉ một động tác đơn giản nhưng mỗi một lần nắm đấm hạ xuống đều làm cho thân thể của đà sơn vương thú hướng phía dưới mặt đất lúng sâu thêm mấy cm một quyền một quyền bên trong miệng lâm siêu truyền ra tiếng gào khàn khàn như giả thú hai mắt đỏ chót Ồ! À. đà sơn vương thú ra sức rút chân ra muốn ngăn cản thân thể chìm xuống thế nhưng thân thể của nó thực sự quá nặng nề vừa muốn nâng lên liền bị lực lượng mạnh mẽ từ trên lưng đè xuống chỉ có thể phát ra tiếng cào thét đau đớn. Hống Vũ Dực Phi xà vương thú từ sau lưng lâm siêu một lần nữa bò lên, đôi cánh thịt không trọn vẹn đã bị bẻ gãy quét trên mặt đất, nó ngẩng cao đầu lên, há cái miệng lớn như chậu máu hướng về lâm siêu phát ra tiếng rống giận dữ chói tai. Nó biết, mình không còn đôi cánh, tuyệt đối không còn cách nào chạy thoát được tên nhân loại này, vì lẽ đó muốn sống, chỉ có thể phối hợp với đà sơn vương thú đánh chết hắn, giống như ngày trước còn bé, phối hợp ba, bốn đồng loại hợp lực lại đánh giết một tên đồng loại to lớn hơn nghe được tiếng gầm thị uy này lâm siêu dừng tay lại hắn nửa ngồi nửa quỳ chậm rãi quay đầu lại con ngươi màu vàng thô bạo lạnh lẽo tàn bạo nhìn chằm chằm vào vũ dực phi xà vương thú vũ dực phi xà vương thú cảm giác được cả người tràn đầy hàng khí bản năng lui đầu lại phía sau từ trên người tên nhân loại nhỏ bé này nó cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm không tên nó bất an vặn vẹo cái đuôi bày ra trạng thái phòng ngự, mắt nhìn chầm chầm đề phòng Lâm Siêu. Lâm Siêu chậm rãi từ trên lưng đà sơn vương thú đứng lên. Giống như từ trên một ngọn núi cao đứng lên, tất cả các kiến trúc, phòng ốc đều nằm ở phía dưới chân. Lâm Siêu đôi mắt đỏ sẫm, khóe miệng nhếch lên tỏa ra sát ý, nhẹ nhàng lắc lắc cái cổ, sau đó trong nháy mắt, bàn chân bỗng nhiên mạnh mẽ dẫm lên trên lưng của đà sơn vương thú, bằng vào tốc độ siêu thanh của hoàng kim long dực, bay đi như một tia chớp. Chưa tới 0,1 giây, Lâm Siêu đã xẹt qua khoảng cách hơn 100 thước. Xuất hiện trên người Vũ Dực Phi xà vương thú đang cảnh giác, bóng người vừa mới hiện ra, hai con mắt của Vũ Dực Phi xà vương thú vừa mới giãn ra. Tay phải của hắn đã co lại, năm ngón tay khép lại thẳng tắp như đao, đâm thẳng vào bên trong vảy giáp màu trắng. Phốt! Vảy rắn cứng rắn như thép trong nháy mắt bị xuyên thủng, toàn bộ cánh tay phải của Lâm Siêu đều xuyên vào bên trong vảy giáp của Vũ Dực Phi xà vương thú, khóe miệng hắn cười gằn bỗng nhiên cánh tay phải uống một cái đem máu thịt bên trong lôi ra chỉ thấy trên năm ngón tay đang cầm hai mạch máu màu hồng hút lâm siêu liếm liếm khóe miệng dùng tay mạnh mẽ vặn gãy mạch máu máu trắng nồng nặc từ bên trong trào ra chảy vào trên da tay phải thoải mái vô cùng cánh tay phải đang nóng như lửa đột nhiên giống như ngâm vào nước đá toàn bộ cảm giác đau đớn trên cánh tay đều giảm bớt rất nhiều nhiều nữa Ta muốn nhiều hơn nữa. Lâm Siêu giơ cánh tay lên, gầm nhẹ, đem vảy giáp của Vũ Dực Phi xà vương thú mạnh mẽ xé ra, đưa cánh tay xuyên vào máu thịt sâu bên trong. Hống. Vũ Dực Phi xà vương thú thống khổ vặn vẹo thân thể, toàn thân lăn lộn ma sát trên mặt đất. Dưới sự phối hợp của các bắp thịt trong toàn cơ thể, rốt cục đem Lâm Siêu từ cổ của nó đẩy xuống phía dưới. Lâm Siêu muốn cố định thân thể nên nắm chặt máu thịt trong thân thể Vũ Dực Phi xà vương thú. Lúc này khối thịt hắn cầm trong tay phải cũng nhanh chóng bị héo rút, biến thành một khối thịt khô màu xám. Hừ. Lâm siêu nhìn vũ dực phi xà vương thú liên tục lăn lộn, tức giận gầm lên một tiếng, hai bàn chân mạnh mẽ dẫm xuống mặt đất, lao đến trên đầu nó, tay trái gắt gao nắm lấy một mảnh vẫy giáp lỏng lẻo, tay phải dơ lên nhanh như chớp đấm xuống đỉnh đầu của nó. Hoành. Vẫy giáp cùng xương cốt truyền ra tiếng vỡ nát, vũ dực phi xà vương thú đang lăn lộn dãy dụa, thân thể cứng ngắc trong hai giây, đuôi rắn vương thẳng lên, nhẹ nhàng rung rẩy sau đó toàn bộ đuôi rắn vô lực rớt xuống, như một cái xe container rơi xuống mặt đất. Chết! Chết! Lâm siêu gầm thét, giơ nắm đấm lên, không ngừng đập ầm ầm xuống dưới. Thân thể vũ dực phi xà vương thú co giật, nằm vặn vẹo trên mặt đất, thế nhưng sau khi bị lâm siêu nện xuống mười mấy đấm, rốt cục triệt để không động đậy nữa, mà lâm siêu vẫn không có dừng lại, điên cùng đấm xuống. Cho tới khi một đấm cuối cùng, Bỗng nhiên đấm vào không khí, mới ngẩng ra, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy xương sọ của vũ dực phi xà vương thú đã bị thủng một lỗ. Năng lực của nó không phải tái sinh, lần này chắc chắn là thật sự chết rồi. Lâm Siêu buông vẫy rắn ra, thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn về hướng Đà Sơn vương thú. Ờ ờ. À. Đà Sơn vương thú không ngừng gầm thét, cố sức nâng chân trước lên, muốn từ trong lòng đất bò ra ngoài, thế nhưng bốn chân của nó đều bị lún sâu vào trong lòng đất lấy sức mạnh của nó bây giờ, rất khó đem chân trước trong lòng đất một lần nữa rút ra, trừ phi nó tiến vào trạng thái thu nhỏ mới được. Thế nhưng nếu làm như vậy, đồng thời thu nhỏ lại toàn bộ thân thể, thể chất cùng năng lực đều sẽ bị giảm sút, có khả năng Cao Lâm siêu chỉ cần vài đấm là sẽ đem nó giết chết. Vèo. Một tiếng rít bỗng nhiên truyền tới. Lâm Siêu quay đầu nhìn lại. Ầm. Uhm. Một lực lượng mạnh mẽ đập tới trước mặt lâm siêu chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong cái gì cũng không nghe được thân thể không khống chế được bay ngược ra ngoài lồng ngực lúc trước không hề có cảm giác gì thế nhưng mấy giây sau sự đau nhức từ ngực bắt đầu truyền ra khắp toàn thân giống như toàn thân đã bị đánh nát trầm lâm siêu bay xuyên qua sáu bảy tòa nhà rơi vào trên một con đường trên huyết nha chiến giáp dính lượng lớn tro bụi cùng đất cát lâm siêu nỗ lực bò lên ngẩng đầu mê man nhìn lại thế giới xung quanh mơ mơ hồ hồ Thế nhưng Lâm Siêu rất nhanh chóng ổn định lại được, chỉ thấy Vũ Dực Phi xà vương thú lúc trước đã chết đi. Dĩ nhiên một lần nữa ngẩng đầu lên cao. Không chết. Lâm Siêu con mắt màu vàng ống trợn tròn. Xương sọ đã bị phá nát, coi như nó là vương thú cũng phải mất mạng, trừ phi nó còn ẩn giấu loại năng lực thứ hai. Mà năng lực đó phải là năng lực bất tử hoặc tái sinh. Chờ chút. Lâm Siêu bỗng nhiên choáng váng. Hắn nghĩ tới một sinh vật con hủ thi đã đồng bộ tần suất cùng với thân thể của vũ dực phi xà vương thú. Năng lực của nó vừa vặn là cướp đoạt. Tuy rằng Lâm Siêu chưa từng nghe nói tới loại năng lực này, thế nhưng từ mặt chữ nghĩa không khó lý giải, hẳn là có thể cướp đoạt được một vài thứ, ví dụ như là cướp đoạt năng lực của người khác, hoặc là thân thể. Nói cách khác, giờ khắc này con hủ thi kia đang thao túng thi thể của vũ dực phi xà vương thú. Vù vù, trong đầu lâm siêu ầm ầm vang vọng giống như muốn nổ tung nguyên nhân hai lần thú triều đều bắt nguồn từ con hủ thi này lâm siêu chậm rãi cúi đầu hai bàn tay nắm chặt lại sát ý mãnh liệt dâng trào ra ầm ầm vũ dực phi xà vương thú phá nát tòa nhà hướng về lâm siêu bên này gầm thét tạo ra một luồng gió lớn đem tóc của lâm siêu thổi bay về phía sau lâm siêu chậm rãi ngẩng đầu lên đôi mắt màu vàng ánh kim bùng nổ ra hào quang màu vàng ống mãnh liệt giống như hai cái mặt trời sắp bùng nổ vũ dực phi xà vương thú cơ thể hơi ngừng lại một chút gầm lên một tiếng sau đó nhanh chóng đi về hướng lâm siêu lâm siêu chậm rãi từ dưới đất đứng lên toàn thân bao trùm bởi áo giáp màu đỏ tươi dữ tợn như ma thần từ địa ngục trở về chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía vũ dực phi xà vương thú ầm 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 vũ dực phi xà vương thú nhanh chóng vặn vẹo thân thể nhanh chóng tới gần lâm siêu đem mấy tòa nhà phía trước mặt toàn bộ phá hủy nâng cái đuôi rắn to lớn lên giống như bảo táp quật xuống không hề lưu lại tí dư lực nào ầm uhm. tiếng nổ mãnh liệt truyền ra khi tiếng nổ vang lên tất cả mọi người vội vã nhìn lại nhất thời tất cả đều sửng sốt chỉ thấy lâm siêu bị đuôi rắn quật trúng cũng không có bay ngược ra ngoài mà là giơ cánh tay phải lên chụp vào đuôi rắn hai chân lúng xuống mặt đất bảy tám trường trong khi mọi người đang ngây người lâm siêu chậm rãi ngẩng đầu lên hai con mắt hiện ra ngọn lửa hừng hực ngọn lửa ẩn giấu trong lồng ngực giống như đã tích trữ một nghìn năm lúc này toàn bộ bùng nổ Hống a a a lâm siêu nắm lấy đuôi rắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét âm thanh xuyên thẳng vào bầu trời bao trùm toàn bộ căn cứ vang vọng ở trong tai của mọi người ầm Lâm Siêu ôm chặt đuôi rắn, lại một lần nữa mạnh mẽ uống công cơ thể, dưới sức mạnh cuồng bạo của cánh tay phải, xoắn cái đuôi của Vũ Dực Phi Xà Vương Thú, làm cả người nó xoay một vòng, sau đó hai chân bỗng nhiên dẫm mạnh xuống đất, dưới lực đẩy của Hoàng Kim Long Dực, đem đuôi rắn nâng lên cao mấy chục mét. Chết đi. Lâm Siêu khuôn mặt dữ tợn gầm lên, từ trên trời mạnh mẽ quật xuống phía dưới. Ầm. Uhm. Vũ Dực Phi Xà Vương Thú cả người giống như một cái roi đập xuống lên trên mặt đất mặt đất chấn động dữ dội, giống như đạn hạt nhân bạo tạc, lực lượng trùng kích đem cửa sổ thủy tinh cùng đồ vật trong phòng mấy con phố gần đó tất cả đều hất bay đi. Chết! Chết! Lâm siêu gầm lên dữ dội, điên cuồng nâng lên đập xuống. ầm, ầm, ầm. Toàn bộ mặt đất trung tâm căn cứ đều bị chấn động, các tòa nhà ở phía xa cũng bị lung lay, bị lâm siêu liên tục quật xuống đất, vảy giáp của vũ dực phi xà vương thú tất cả đều bị tróc ra, lúc trước ở tường thành bị lâm siêu hành hung, cũng đã đánh gãy không ít xương cốt của nó, giờ khắc này ở trên không liên tục bị quật xuống mặt đất. Vũ dực phi xà vương thú xương cốt toàn thân đều không thể chịu đựng được, lượng lớn xương cốt bị vỡ nát. Máu tươi từ thân thể nó ào ào chảy ra nhấn chìm mấy con phố gần đó. Đà sơn vương thú ở phía xa đang ra sức giải dụa, nhìn thấy một màn này, hoàn toàn sững sờ, sau khi đứng ngay người mấy giây, nó vội vã liều mạng nâng chân trước lên, Lúc này trong lòng nó chỉ còn một ý nghĩ, chính là trốn. Trốn thật xa, rời xa tên nhân loại đáng sợ này. Tuy nó biết rằng, có lòng phòng hộ năng lượng bao phủ, lại không có sự giúp đỡ của Vũ Dực Phi xà vương thú, nó không thể chạy thoát, thế nhưng lúc này trong lòng nó nỗi sợ hãi đã vượt qua tất cả, nó chỉ muốn chạy trốn thật xa khỏi nơi này. Ầm. Um, Ầm. Um. Trận hành hung vẫn kéo dài, mấy tòa nhà gần đó bị phá hủy hoàn toàn, mặt đất lõm sâu đường phố sụp đổ lộ ra đường ống dẫn nước bên trong lòng đất phần đầu cùng nửa người trên của vũ dực phi xà vương thú máu thịt be bét vẫy giáp giống như lưỡi dao cắm đầy trên thân thể của nó cái thì dựng thẳng lên cái thì trộn lẫn vào trong máu thịt có một số nơi máu thịt nứt toát ra từ bên trong có thể nhìn thấy máu thịt mơ hồ cùng với tứ chi của các sinh vật khác chưa tiêu hóa hết mùi thối rửa cùng mùi máu tanh tràn ngập trong không khí lâm siêu ổn định lại hơi thở động tác dần dần ngừng lại Lúc này Vũ Dực Phi xà vương thú đã triệt để không nhúc nhích, coi như con hủ thi kia có thể cướp đoạt đầu óc của nó, thay thế nó điều khiển thân thể, nhưng thân thể đã không còn hoàn chỉnh, dây thần kinh cùng khung xương toàn thân đều đã đứt gãy, vỡ vụn, cướp đoạt bộ não cũng vô dụng. Giết. Giết. Ý niệm giết chóc trong đầu Lâm Siêu lại mãnh liệt kéo tới. Lâm Siêu buông đuôi rắn ra, thân thể đột nhiên bay lên, trong chớp mắt đấm ra một đấm nặng nề vào đầu của Vũ Dực Phi xà vương thú chỉ thấy bên trong bộ ốc hiện ra một thanh niên mặc quần áo màu đen, giờ này đã hôn mê. Bên trong mắt lâm siêu sát ý tỏa ra nồng nặc, đưa tay tóm lấy cổ họng của con hủ thi, nhấc lên cao, trong trạng thái hoàng kim cự nhân cao 5 mét lúc này của hắn, thanh niên mặc quần áo màu đen ở trong tay hắn giống như một con gà. Cảm nhận được ít hầu đau đớn, thanh niên mặc quần áo màu đen mơ hồ tỉnh lại, khi thấy lâm siêu ở trước mặt, nhất thời con ngươi co rụt lại, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn lâm siêu. Ngươi nói ngươi muốn ăn ai? Lâm siêu cười nhe răng nói. Thanh niên mặc quần áo màu đen sắc mặt trắng bệt, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, hắn không nghĩ tới sau khi ác chiến cùng hai con vương thú một phen, Lâm siêu vẫn giữ lại được sức mạnh cường đại như thế, song phương hoàn toàn không hề cùng đẳng cấp, sức mạnh như vậy đã vượt qua vương thú quá nhiều, vốn là một bên nghiền ép. Hắn cho rằng đã tính toán được tất cả, Lâm siêu sẽ bị vũ dực phi xà vương thú nhốt lại, còn mình được đà sơn vương thú hỗ trợ, sẽ nhanh chóng bắt người phụ nữ kia, cướp đoạt năng lực của nàng, trở thành tân vương giả, thế nhưng không tưởng tượng được, vũ khí của Lâm Siêu dĩ nhiên không bị đồng bộ tần suất. Như vậy chất liệu vũ khí nhất định là cực kỳ cao cấp, thậm chí là vượt qua vũ khí cấp S, nhưng ở giai đoạn hiện tại, làm sao có khả năng có người lấy được vũ khí cao cấp như vậy? Thứ hai, hắn không nghĩ tới một nhân loại như Lâm Siêu lại có thể bùng nổ ra sức mạnh cường đại như vậy, vương thú ở trước mặt hắn hoàn toàn bị nghiền ép phỏng chừng chỉ có vị tồn tại kia ra trận mới có thể trấn áp hắn nhưng mà vị kia ở trong biển sâu sao có thể vì hắn mà ra mặt đáng lẽ ta không nên tới không nên tới thanh niên mặc quần áo màu đen tràn ngập hối hận hắn nên cẩn thận hơn nữa không nên tự mình tới đây để cho đà sơn vương thú đi bắt người phụ nữ kia cho mình tiến hành cướp đoạt là được rồi nói đi nói lại vẫn là do mình quá tự tin hơn nữa vũ dực phi xà vương thú lại vừa vặn có năng lực tần suất có thể mang hắn che giấu trong thân thể, cho nên hắn không nhịn được mê hoặc, muốn đích thân đến đây tận hưởng thời khắc đẹp đẽ kia. Tuy nhiên ngược lại mà nói, nếu như hắn đối với kế hoạch của mình không đủ tự tin, cũng sẽ không tùy tiện tiến hành tấn công, nếu lựa chọn tấn công, tự nhiên đã tính toán ổn thỏa hết mọi chuyện. Hãy tha cho ta. Thanh niên mặc quần áo màu đen vội vàng lên tiếng, ta đồng ý thần phục ngươi, ta có. Lâm Siêu bàn tay hơi dùng sức bóp xương cổ của hắn phát ra tiếng kèn kẹt, cười gằn nói, thần phục. ngươi có cơ hội lựa chọn sao? thanh niên mặc quần áo màu đen trong lòng dâng lên hơi lạnh. xác thực, có người phụ nữ kia ở đây, hắn có nói cái gì đều không có ý nghĩa. dùng bảo vật để đổi lại mạng sống, thần phục để sống tiếp. uy hiếp hắn ta, tất cả đều phí công, bởi vì một khi bị người phụ nữ kia khống chế, sẽ biến thành người hầu trung thành nhất đem tất cả những gì mình biết đến cống hiến cho nàng. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Thanh niên mặc quần áo màu đen khuất nhục quát lên. Theo ý muốn của ngươi. Lâm siêu vung tay mạnh mẽ ra quyền. ầm ầm ầm. Nắm đấm trúng vào lồng ngực của thanh niên mặc quần áo màu đen, đánh gãy toàn bộ xương sườn, đau nhức làm cho ngũ quan của hắn vặn vẹo. Lâm siêu cố nén ý muốn giết chết hắn, dùng bàn tay to lớn nắm đầu của hắn, nhất hắn bay về hướng đà sơn vương thú nếu như không phải phạm hương ngữ có năng lực khống chế hắn lâm siêu sẽ trong nháy mắt bóp nát đầu của hắn người mau tới đây đi lâm siêu cầm bộ đàm hướng về phạm hương ngữ nói âm thanh lạnh như băng phạm hương ngữ nhìn về hướng lâm siêu đang đứng nhìn thấy trong tay lâm siêu đang cầm thanh niên mặc quần áo màu đen lập tức biết ý định của lâm siêu nàng không nói hai lời từ mười mấy tầng lầu tháp chỉ huy nhảy xuống vững vàng rơi trên đỉnh một tòa nhà giống như một con bướm màu đen mềm mại, lòng bàn chân khẽ phát lực. Nhanh chóng lướt về phía lâm siêu. Một đám tham mưu trưởng ở phía sau lưng nàng kinh ngạc há miệng, không nghĩ người này suốt ngày ở chung với bọn hắn, thanh xuân thiếu nữ luôn ở phía sau chỉ huy chiến trường, lại có thân thủ phi phàm như vậy. Bộ phàm ánh mắt lấp lóe, đoán ra mục đích của phạm hương ngữ. Lâm siêu nhất theo thanh niên mặc quần áo màu đen bay lên trên đỉnh đầu đà sơn vương thú, chưa kịp ra tay, đà sơn vương thú đang khổ sở dãy dụa bỗng nhiên thấp giọng ò ờ ò ờ, vài tiếng lâm siêu ánh mắt tràn ngập sát ý lộ ra vẻ kinh ngạc thông qua đồng hồ đeo tay phiên dịch con đà sơn vương thú nãy dĩ nhiên lại xin tha buông tha ta ta đồng ý thần phục ngươi đà sơn vương thú ò ờ ò ờ, cầu xin nó nhìn thấy trong tay lâm siêu đang nhấc theo thanh niên mặc quần áo màu đen giống như cá chết liền biết kế hoạch lần này triệt để thất bại rồi vì lẽ đó rất biết đoán lựa chọn thần phục giống như nó đã từng thần phục với một con quái vật cấp lĩnh chủ. Sau đó, nó thu được kỳ ngộ, nhanh chóng tiến hóa, thể chất vượt qua con lĩnh chủ kia, đem thân thể của con lĩnh chủ kia nuốt trọn, đây cũng không phải là báo thù, mà thuần túy là vì nó đói bụng. Trong thế giới quái vật, thần phục cũng không có gì là hổ thẹn, bởi vì bọn chúng không hề biết tới công nghiêm là gì. Thần phục Lâm siêu thu lại sát ý trong lòng. Mặc dù có chút bất ngờ về sự hèn nhát của con vương thú này, thế nhưng cũng không khó lý giải, dù sao nó cũng không phải là vương thú loại hình công kích, không có vũ dực phi xà vương thú hỗ trợ, nó không cách nào rời khỏi lòng phòng hộ năng lượng, chỉ có thể bị dây dưa cho tới chết ở đây. Vì lẽ đó đầu hàng là một lựa chọn sáng suốt. Lâm Siêu cũng không biết, Đà Sơn Vương Thú lựa chọn thần phục lý do lớn nhất không phải là do lòng phòng hộ năng lượng, mà lý do chính là bị sức mạnh khủng khiếp của Lâm Siêu làm cho hoảng sợ. Vèo. Lúc này, Phạm Hương Ngữ từ phía sau đã lướt tới nơi. Khi tới gần Lâm Siêu khoảng 300 mét, Phạm Hương Ngữ liền cảm nhận được một luồng sát ý lạnh lẽo âm trầm, luồng sát ý này khóa chặt ở trên người nàng, giống như bị một con giả thú cực kỳ nguy hiểm nhìn chồng chọc, toàn thân nàng đổ ra mồ hôi lạnh. Con ngươi khẽ căng ra, nhanh chóng cảm ứng được nơi bắt nguồn của luồng sát ý này là từ trên người Lâm Siêu tản mát ra. Trái tim của nàng đập nhanh như đánh trống, mặc dù biết lâm siêu sẽ không làm tổn thương nàng thế nhưng luồng sát ý này quá mức tàn bạo người đàn ông đang đứng trước mặt nàng này lại giống như một con quái vật tàn bạo đội lốt người lâm siêu quay đầu lại nhìn nàng một cái con ngươi màu vàng ống giống như một thanh kiếm đâm vào trong lòng phạm hương ngữ âm thanh bình tĩnh nói có thể khống chế nó không phạm hương ngữ liếc mắt nhìn con hủ thi đang bị lâm siêu nắm trong tay không có trả lời lâm siêu ngay mà nhắm mắt lại thả ra sức mạnh khống chế của mình xâm nhập vào trong đầu con hủ thi này. A, à, Con hủ thi vốn không thể động đậy bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, chỉ là âm thanh vừa phát ra, liền bị bàn tay to lớn của lâm siêu bóp nghẹt lại, nó liều mạng vung vẫy cánh tay, giống như người chết chìm ở dưới nước quơ tay lung tung tìm nhánh cỏ cứu mạng. Thông qua bàn tay tiếp xúc, lâm siêu có thể cảm nhận được toàn thân hắn mỗi một cái bắp thịt đều đang run rẩy. Đây là phản ứng sinh lý xuất hiện khi ở sâu bên trong linh hồn bị tổn thương. Hơn 10 giây sau, Phạm Hương Ngữ một lần nữa mở mắt ra, sắc mặt có mấy phần ủ rũ, nhưng trong mắt tràn ngập ý cười, nói, đã xong, ta nói nó vì sao lại không dễ dụ, hóa ra là đang tích trữ tinh thần lực, muốn ở thời điểm ta xâm lấn thì tiến hành phản kích, đáng tiếc, sức mạnh của bổn tiểu thư. Cũng không phải đơn giản chỉ là sức mạnh tinh thần. Nghe nàng nói, Lâm Siêu thả lỏng bàn tay, để cho thanh niên mặc quần áo màu đen tự do rơi xuống, hắn ngược lại không sợ con hủ thi này giả bộ, dù sao phạm hương ngữ là nữ hoàng hữu thi chính là sinh vật đứng ở đỉnh kim tự tháp của hữu thi nếu như ngay cả điểm ấy cũng không nhận biết được cũng không được xưng là kẻ chi phối hữu thi cuối cùng cũng giải quyết xong lâm siêu trong lòng yên lặng nói sau khi khống chế con hữu thi này xong hắn liền triệt để yên tâm còn lại hai con vương thú chỉ cần dựa vào trạng thái hoàng kim cự nhân là có thể giải quyết tiếp tục sử dụng tế bào thần tính trên cánh tay phải hắn lo lắng thời gian quá lâu sẽ không áp chế nỗi sát ý càng ngày càng điên cuồng trong lòng sau đó triệt để trầm mê sức mạnh như vậy về sau không tới bước cuối cùng thì không nên sử dụng nguy hiểm quá lớn theo ý niệm của lâm siêu tế bào thần tính trên tay phải từ trạng thái hoạt động một lần nữa trở về trạng thái yên lặng sức mạnh khủng khiếp bên trong cánh tay phải cũng dần dần biến mất sau khi giải trừ tế bào thần tính trên cánh tay phải lâm siêu cũng giải trừ trạng thái hoàng kim cự nhân cùng Đà Sơn Vương Thú thảo luận sự tình thần phục, không cần thiết phải tiến hành ở trong trạng thái hoàng kim cự nhân quý giá, quá lãng phí nguồn năng lượng trong tế bào, hơn nữa có huyết nha chiến giáp bảo vệ. Coi như Đà Sơn Vương Thú đột nhiên đánh lén, cũng không cách nào lập tức giết chết hắn. Người lui xuống trước đi, nhanh chóng thu thập tin tức có ích, báo cáo cho ta. Lâm siêu quay lưng lại nói với Phạm Hương Ngữ. Phạm Hương Ngữ có thể cảm giác rõ ràng luồng sát ý trên người Lâm Siêu lúc này đã biến mất, Giờ khắc này Lâm Siêu bất kể là khí chất hay ngữ khí đều đã trở lại bình thường, chứ không có lạnh lẽo tàn bạo như lúc trước, đã khôi phục lại bóng dáng quen thuộc trong lòng nàng, trong lòng nàng liền thoáng an tâm, mỉm cười nhanh chóng lùi về tháp chỉ huy. Đà Sơn Vương thú nhìn Lâm Siêu thu nhỏ phía trước, khí tức yếu đi rất nhiều, cũng không dám ra tay đánh lén, lúc trước khí tức mạnh mẽ của Lâm Siêu có lực chấn nhiếp quá mạnh, hơn nữa là quái vật, tư duy của nó không giống với nhân loại, nếu lựa chọn thần phục Lâm Siêu, nó sẽ cam tâm tình nguyện trung thành trừ phi có một ngày thực lực của nó vượt qua lâm siêu đương nhiên cũng có quái vật cá biệt tính cách giảo hoạt không hề có nửa điểm tin cậy nhưng đà sơn vương thú cũng không phải loại quái vật cá biệt đó ầm 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 đà sơn vương thú thân thể dần dần thu nhỏ lại bộ lông huyết nhục xương cốt nội tạng đẳng cấp tất cả đều co rút lại tiến vào trạng thái thu nhỏ mặc dù là trạng thái thu nhỏ nhưng thể tích vẫn cao hơn 10 mét, vẫn cao hơn nhiều so với quái vật cấp B. Đây là trạng thái thu nhỏ. Lâm siêu hơi nhíu mày, chẳng trách lúc trước con hủ thi kia gọi nó là con voi to lớn ngu xuẩn. Xác thực quá ngốc, thể chất đã đạt đến cấp bậc vương thú, dĩ nhiên mới nắm giữ năng lực thu nhỏ sơ cấp, còn không bằng ngộ tính của hoàng kim khuyển, lấy hình thể cao hơn 10 mét như thế, mỗi ngày lượng thức ăn cần thiết, cũng phải lấy đơn vị bằng tấn để tính toán. Nghĩ đến điểm này, lâm siêu bỗng nhiên có chút ý nghĩ không muốn thu nó căn cứ còn đang phát triển còn phải nuôi ba vạn người ăn uống may mắn là đã có ước hẹn với ba người cự nhân bọn họ bọn họ có thể tự do ra vào có thể tự tìm đồ ăn ở bên ngoài nhưng con đà sơn vương thú này tiêu tốn lượng thức ăn quá lớn thế nhưng nếu thả ra ngoài cho nó tự mình kiếm ăn nhất định nó sẽ chạy trốn mất đáng tiếc trong tay không còn tường vi trái cây lâm siêu trong lòng thở dài quanh, ầm. Đà Sơn Vương thú đã thu nhỏ thân thể còn 10 mét chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Siêu, cảm nhận được khí tức xa lạ của Lâm Siêu, theo bản năng dừng bước lại, sợ hãi trục rè không dám tới gần. Lâm Siêu tức giận trừng mắt nhìn nó, may mắn là cánh tay phải mở ra tế bào thần tính. Bằng không lấy sức mạnh của hắn lúc trước, không biết bao lâu mới có thể đánh chết nó, lúc này lạnh lùng quát lên, lựa chọn thần phục, về sau nhiệm vụ chính là thủ hộ căn cứ, thủ hộ nhân loại nếu không được cho phép đều không được ăn bất cứ người nào ăn một người ngươi phải chôn cùng biết chưa ờ đà sơn vương thú thấp giọng kêu một hồi ý tứ là biết rồi lâm siêu lúc này sắc mặt mới khôi phục lại vẻ lãnh đạm khẽ gật đầu nói ta hỏi ngươi lần này bên trong đám quái vật xâm lấn cấp bậc giống như ngươi còn có mấy con đà sơn vương thú tuy rằng nghe không hiểu quái vật là cái gì cũng không biết mấy con là có ý gì, thế nhưng sau khi tiến hóa sinh ra trí tuệ, miễn cưỡng cũng có thể hiểu được đại khái ý tứ, lắc đầu ờ ờ, hai tiếng. Không có. Lâm siêu khẽ gật đầu, tập hợp được ba con vương thú xác thực đã là cực hạn, dù sao con hủ thi bản thân chỉ mới tiến hóa đến cấp 7 tương đương với quái vật cấp S mà thôi, trong tay bảo vật có hạn, hơn nữa đa số bảo vật phỏng chừng đã đem cống nạp hết cho gia hỏa trong biển sâu kia, đem đổi lấy siêu cấp bảo vật có thể tăng cường năng lực lên 10 lần kia, đem đến đây phá giải lòng phòng hộ năng lượng của mình. Hả? Nói đến bảo vật tăng cường năng lực cấp 10 lần, Lâm siêu nhất thời suy nghĩ, vật này hoặc là ở trên người con hủ thi kia, hoặc là ở trên người vũ dực phi xà vương thú, hắn lập tức xoay người, hướng về đà sơn vương thú nói, ở đây chờ, sau đó lập tức quay trở lại trước mặt Phạm Hương Ngữ. Ở bên người Phạm Hương Ngữ, thanh niên mặc quần áo màu đen sắc mặt bình tĩnh, cũng không giống mấy con hủ thi khác bị khống chế ánh mắt đờ đẫn không có bất kỳ tia sắc thái nào mà giống như một sinh vật nắm giữ tư duy độc lập nếu như không phải nhìn thấy hắn có chút cung kính lâm siêu trong nháy mắt liền muốn ra tay ra được cái gì không lâm siêu đang nghe truyện trên tv audio cv trực tiếp hỏi phạm hương ngữ phạm hương ngữ nhìn thấy lâm siêu lại đây vội vàng nói ta mới vừa ra được phía sau ba con vương thú còn có một con quái vật càng đáng sợ hơn quá nó không phải ở trên mặt đất, mà là ở trong biển sâu. Lâm siêu khẽ gật đầu, điểm ấy hắn đã sớm biết, hỏi, có thể hay không tra được tên của con quái vật biển sâu kia. Phạm Hương Ngữ nhìn thấy Lâm siêu không có bất ngờ, liền biết hắn đã đoán được, gật đầu nói, nghe con hủ thi kia nói, con quái vật kia gọi là bột hải chi chủ. Bột hải chi chủ. Lâm siêu hít mắt lại. Kỳ thực khi biết sau lưng hủ thi là quái vật biển sâu, Hắn liền có thể đoán ra tên một số con quái vật biển sâu, cuối cùng lại là Bột Hải chi chủ cũng không có gì kỳ quái, Bột Hải là là một vùng hải vực phụ cận Trung Quốc, tuy rằng không lớn bằng Thái Bình Dương, nhưng cũng coi như là một hải vực trung đẳng. Từ cái tên mà nói, hiển nhiên con Bột Hải chi chủ này đã tiến hóa tới trình độ nhất định, đồng thời đã học tập lượng lớn tri thức của nhân loại, bằng không nó sẽ không tự đặt cho mình một cái tên đặc sắc như thế. Không nghĩ tới, ở sơ kỳ tận thế bột hải chi chủ cũng đã đem xúc tu xâm nhập vào trên mặt đất dựa vào lịch sử kiếp trước nó tựa hồ mười mấy năm sau mới thần phục với vị tồn tại kia là một trong thập bát tướng lâm siêu trong lòng suy nghĩ con bột hải chi chủ này cũng là một con quái vật biển sâu cực kỳ có tiếng bất quá từ trước mắt mà nói nó chưa có khả năng đưa bản thể bước lên đất liền dù sao bản thể của nó là sinh vật trong biển trước tiên không nói ở trên đất liền sinh hoạt không quen đối với phần lớn sinh vật trong biển mà nói lục địa kỳ thực rất là nhỏ, lãnh thổ cùng địa bàn mà chúng nó trước tiên muốn tranh đoạt, chính là hải vực. Lục địa Bây giờ mời chúng đến chúng cũng không rảnh. Giống như ở một sa mạc hoang tàn vắng vẻ, ngươi mời một phú hào tới ở, tên phú hào đó sẽ tới sao? Còn những tin tức khác? Lâm siêu tiếp tục hỏi. Con hủ thi này dùng tọa độ của một di tích cỡ lớn. Từ trong tay bột hải chi chủ đổi được hai loại đồ vật, Loại thứ nhất là bảo vật có thể tăng cường năng lực gấp 10 lần, là một bảo vật di tích, chính là cái này. Phạm Hương Ngữ mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một cái vỏ ốc biển bảy màu. Cái này. Lâm siêu run run. Bảo vật có thể tăng cường năng lực lên 10 lần, dĩ nhiên lại nhỏ bé như vậy. Hừng, vật này lúc trước vẫn ở trong tay con hủ thi này, nó cùng với con vũ dực phi xà vương thú kia đồng bộ tần suất, hợp làm một thể cho nên năng lực của con vương thú cũng được tăng cường thêm 10 lần. Bảo vật này cách sử dụng cũng đơn giản, nguyên lý giống như một cái máy khuếch đại âm thanh. Phạm Hương Ngữ cầm cái vỏ ốc biển bảy màu ném cho Lâm Siêu. Lâm Siêu giơ tay tiếp nhận, cầm vào tay thì cảm thấy lành lạnh, hắn thử đem năng lực tia sáng truyền vào bên trong vỏ ốc. Nhất thời cảm giác được bên trong tựa hồ như có một cái vòng xoáy, đem năng lực hút đi vào. Phốt, tia sáng tự hồ xuyên qua một không gian sau đó một lần nữa xuất hiện lúc trước chỉ là một tia sáng nhỏ yếu bây giờ đã biến thành một tia sáng màu tím mãnh liệt mạnh như vậy lâm siêu trong lòng thất kinh vật này tuy chỉ có một chức năng nhưng chức năng này thực sự quá hữu dụng nếu như là rơi vào tay của năng lực giả sở hữu năng lực thời gian quả thực chính là tuyệt thế hung khí lâm siêu khẽ nhắm hai mắt lại kìm nén lại cảm giác lập tức muốn làm thí nghiệm tạm thời trước tiên thu hồi hướng về phạm hương ngữ nói còn có một thứ là cái gì loại thứ hai là một phần thân thể của bột hải chi chủ phạm hương ngữ ánh mắt nghiêm nghị nói một phần thân thể này ở ngay phía sau thú triều đang ở bên trong thân thể cự thủy trùng cự thủy trùng lâm siêu hiếp mắt lại nhất thời hiểu được lạnh lùng liếc mắt nhìn sang con hủ thi đang đứng bên cạnh cự thủy trùng là một loại quái vật lưỡng cư bình thường nó sống trên mặt cát ở cạnh biển không giống với các quái vật khác thức ăn của nó cũng không phải là huyết nhục mà là nước biển đồng thời nó ưa thích nhất là nước biển hàm lượng cao sau khi hút nước biển thân thể của nó sẽ bành trướng lên như một cái bong bóng bên trong trữ đầy nước sau khi trải qua sự hấp thu lại bài tiết ra ngoài chính là nước ngọt tinh khiết ở trong các căn cứ cỡ lớn sẽ chuyên môn chăn nuôi cự thủy trùng để lấy nguồn nước sinh hoạt ngoại trừ được các căn cứ cỡ lớn ưu ái cự thủy trùng còn có một cái tên gọi là quái vật vận tải sinh vật biển nó có thể nuốt quái vật vào bên trong cơ thể nếu như là quái vật không có kỹ năng bơi sẽ chết đuối bởi nước biển trong bụng nó sau đó bị phân giải tiêu hóa nhưng nếu như là quái vật biển lại có thể dựa vào nước biển trong cơ thể nó đem chính mình di chuyển đến một cái hồ hoặc một dòng sông khác mà một phần thân thể của con bột hải chi chủ kia chính là thông qua cự thủy trùng vận chuyển đến phía sau thú triều bất cứ lúc nào cũng có thể tham gia vào chiến trường. Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Lâm Siêu, thanh niên mặc quần áo màu đen khẽ mỉm cười, khiêm tốn cung kính nói, ngài không cần lo lắng, bây giờ ta đã cống hiến cho nữ hoàng bệ hạ, chắc chắn sẽ không để cho con quái vật kia tiến vào chiến trường, nó chỉ là một phần thân thể được cắt ra từ người bột hải chi chủ, không có ý thức tự chủ. Chỉ có bản năng tấn công cùng săn mồi, chỉ cần chuyển nó đến một địa phương khô ráo, mặc cho nó tự sinh tự diệt là được. Lâm Siêu lạnh lùng nói, "Ta đương nhiên biết, bản thể của Bột Hải chi chủ, bất quá chỉ là một con bạch tuộc tiến hóa mà thành, phần thân thể đó hẳn là nó cắt xuống một phần xúc tu đi, lấy năng lực hồi phục biến thái của nó, hẳn là trong chớp mắt liền có thể sinh ra một cái xúc tu mới." Thanh niên mặc quần áo màu đen hơi run run, không nghĩ tới Lâm Siêu lại có thể biết bản thể của Bột Hải chi chủ, hắn lúc trước tận mắt nhìn thấy bản thể to lớn của nó, mới mơ hồ suy đoán được, nhưng còn Lâm Siêu là từ đâu nhìn thấy? còn gì nữa không? Lâm Siêu tiếp tục hỏi. Phạm Hương Ngữ nghe Lâm Siêu nói, lần thứ hai liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cũng kinh ngạc giống như con hủ thi, nàng biết rằng Lâm Siêu chưa bao giờ đi ra ngoài biển xa, thông tin biết được chỉ có thể thông qua một cách, chính là tin võng. Nàng cũng không nghĩ sâu hơn nữa, hơn một năm nay ở chung với nhau, từ trên người Lâm Siêu nàng từng thấy qua quá nhiều điều thần bí, lúc này mới tiếp tục nói, trừ những điều này, còn lại chính là thủ hạ của ba con vương thú, trong đó con vũ dực phi xà vương thú chính là thủ hạ của bột hải chi chủ tên là phi tướng quân phụ trách điều tra tình báo cho bột hải chi chủ lâm siêu khẽ gật đầu chẳng trách bột hải chi chủ đồng ý đem ốc biển bảy màu bảo vật như vậy giao cho con hủ thi này nguyên lai là phái thủ hạ của mình tới đây hai con vương thú này là hắn dùng một ít bảo vật di tích dụ dỗ đến phạm hương ngữ liếc mắt nhìn về chiến trường phía tây nói bây giờ nhìn thấy chiến cuộc bất lợi nên đều muốn chạy trốn đi. Lâm Siêu khẽ gật đầu, đâu chỉ chạy trốn, một con đã thần phục. Do nhận lợi ích mà tới, lợi ích không còn tự nhiên sẽ rút lui. Tên Hủ Thi khẽ mỉm cười nói. Lâm Siêu liếc mắt nhìn hắn, trong lòng càng cảm thấy năng lực của Phạm Hương ngữ thật đáng sợ, hắn rõ ràng còn bảo lưu ký ức cùng ý thức lúc trước, nhưng đã hoàn toàn thần phục, giống như là bị mê hoặc. Nên kết thúc rồi. Lâm siêu quay đầu lại nhìn lướt qua lớp tường thành thứ hai, nhìn về phía thú triều. Phạm Hương Ngữ đứng dậy, đứng sau lưng Lâm siêu, nhìn đôi vai to lớn của người đàn ông này, ánh mặt trời từ phía xa chiếu tới, đem mây mù xua tan, ánh sáng ấm áp soi sáng đại địa, chiếu vào trong con ngươi ống ánh rực rỡ của nàng. Ở thị trấn Lô Châu tỉnh Tứ Xuyên, trong một trấn nhỏ, mùi máu tanh thổi qua đường phố, ô tô cũ nát hỗn loạn tắt ở giữa đường. Thi thể héo rũ thối rửa ở khắp nơi, tứ chi thối rửa đến mức không còn nhìn ra hình dạng. Ông ông, một con rùi biến dị đang bò trên một thi thể. Ở lối vào cái trấn nhỏ tịch mịch này, một bàn chân chậm rãi bước vào, nhìn lướt qua thì giống bàn chân của nhân loại, thế nhưng lớp da lại có màu xanh nhạt, đồng thời trên da lấm tấm các chấm tròn màu đen, các ngón chân khép lại với nhau, nhìn giống như bàn chân của một con. Êp! Nhìn lên phía trên, thì thấy đây là một sinh vật cao 3 mét, thân thể mập mạp, toàn thân màu xanh nhạt lấm tấm các chấm đen, hai cánh tay vừa ngắn vừa nhỏ, ngón tay bẹp lép, bàn tay lại giống như hỗn hợp giữa người và ếch, con mắt cùng miệng rất lớn, chiếm cứ toàn bộ khuôn mặt, không có mũi cùng lỗ tai. Di chuyển giống như nhân loại cực kỳ nhanh nhẹn. Nó mặc trên người một bộ quần áo làm việc màu xanh loại lớn, nhưng phần ngược lại căng phòng đến mức nút buộc bị tuột ra, phần vải phía sau lưng cũng bị rách toát ra. Quan trọng nhất chính là con mắt của nó có màu vàng bên trong con người có một cây thập tự màu bạc. Căn cứ bên trong tường thành hùng vĩ. Lâm siêu bay đến bên cạnh nhóm người Hắc Nguyệt, Lị, Lăng Vũ, cùng quốc Kim Hương, kiểm tra tình hình thân thể của bọn họ. Đáng vui mừng chính là, bọn họ chỉ bị hôn mê, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là Hắc Nguyệt cùng Lị, chỉ bị chấn thương nhẹ, các nàng có chiến giáp bảo vệ. Chỉ vừa tiếp xúc với cái đuôi của Vũ Dực Phi xà vương thú không tới 0.01 giây liền bị đánh bay, năng lực tần suất cũng chưa kịp đồng bộ với chiến giáp của các nàng. Tình huống của Lăng Vũ cùng Uất Kim Hương có chút không lạc quan, lồng ngực hai người hoàn toàn bị sụp xuống, xương sườn xen kẽ cùng với nội tạng bên trong, may là không có đâm xuyên qua trái tim, tuy rằng chỉ còn thoi thóp, thế nhưng vẫn có thể cứu được, dù sao, trong căn cứ có hơn một vạn năng lực giả. Trong đó có mười mấy người sở hữu năng lực trị liệu, thậm chí nhiều hơn, chỉ cần không phải chết tại chỗ, đều có thể chữa trị khôi phục lại. Lâm siêu bàn giao cho Phạm Hương ngữ công việc chữa trị cho những người bị thương Ba con vương thú đã tan tác, một chết một quy thuận Chỉ còn lại một con đang giải dụ khổ sở cùng với vưu tiềm Lâm siêu không có ý tứ đi hỗ trợ Cái này chính là một cơ hội hiếm có Có thể để cho vưu tiềm hảo hảo rèn luyện một phen Tuy rằng thể chất của hắn sẽ không vì thích ứng mà tăng cường thêm nữa Thế nhưng kỹ năng cận chiến cùng chiến đấu sẽ nhanh chóng tăng trưởng Lâm siêu bay lên đỉnh đầu đà sơn vương thú vỗ một cái vào đầu của nó, nói đi ra ngoài tường thành. Đà Sơn Vương Thú cúi đầu gò kêu một tiếng, cái lỗ tai to lớn rũ xuống, đi ra ngoài tường thành phía trước lỗ hổng. Lâm Siêu nhìn thú triều vô tận ở bên ngoài lồng phòng hộ năng lượng, tuy rằng trong thú triều số lượng quái vật nhiều vô số kể, thế nhưng không có vương thú tọa trấn, sớm muộn cũng sẽ phân tán ra, dù sao, chúng nó cũng không phải là một chủng loại đồng nhất. Lâm Siêu không có ý tứ muốn giải tán chúng nó, đây chính là tài nguyên đưa đến cửa miễn phí hắn muốn trước khi thú triều bắt đầu tán loạn đánh chết thật nhiều quái vật sau đó ướp lạnh trong kho làm thức ăn dự trữ làm quân lương cho căn cứ sau này thế giới luôn luôn sẽ phát sinh chiến tranh nguyên nhân là vì dựa vào chiến tranh có thể nhanh chóng phát tài chiến tranh nói trắng ra chính là cướp bóc thua tự nhiên không còn gì cả nhưng nếu như thắng có thể để cho một quốc gia giảm thiểu mấy chục năm thời gian phát triển vì lẽ đó các chính khách rất yêu thích thúc đẩy chiến tranh, chủ yếu chính là vì lợi nhuận cao. Điều duy nhất cần trả giá, chỉ là một ít mạng người ở tầng dưới chót. Lâm Siêu nhìn về thú triều vô tận. Cầm Bộ Đàm hướng về Phạm Hương ngữ nói rằng, lập tức tập hợp toàn bộ các năng lực giả sở hữu năng lực trị liệu cùng năng lực khôi phục nhanh chóng chữa trị cho nhóm người Hắc Nguyệt, khôi phục đến trạng thái có thể tái chiến, tranh thủ trước khi thú triều lui lại, giết quái vật càng nhiều càng tốt phạm hương ngữ lập tức hiểu được dụng ý của lâm siêu gật đầu nói được ta làm ngay trong số tất cả các năng lực có một số năng lực có thể khôi phục được nguồn năng lượng tế bào cho người khác năng lực như vậy ở trong đoàn đội cực kỳ được hoan nghênh lâm siêu lúc trước không để cho những người này đến khôi phục nguồn năng lượng tế bào cho hắn chủ yếu là vì khi hắn triển khai trạng thái hoàng kim cự nhân chỉ dựa vào nguồn năng lượng trong tế bào là không đủ nhất định phải khôi phục lại hoạt tính của máu hoàng kim mà cái này rất ít năng lực có thể làm được. Cho nên mới lựa chọn dùng cây tiến hóa chế tạo năng lực thứ tư, mượn sức mạnh của cây tiến hóa tiến hành khôi phục. Mấy phút sau, nhóm người Hắc Nguyệt cùng Lăng Vũ một lần nữa đi ra bên ngoài tường thành, tất cả đều đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, mấy người liếc mắt nhìn Lâm Siêu đang đứng trên người Đà Sơn Vương thú, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới con cự thú hung tàn lúc trước, lúc này dĩ nhiên lại bày ra một bộ dáng ngoan ngoãn từ trạng thái thu nhỏ của nó có thể thấy, nó đã thần phục. Đường đường là vương giả trên mặt đất, dĩ nhiên lại thần phục một kẻ loài người. Mấy người nhìn một màn này đều muốn lát con mắt ra, trừ hắc nguyệt cùng lãnh chân trong lòng mỗi người đều tràn ngập vui mừng. Còn lại nhóm người lăng vũ, quốc kim hương, cùng bộ phàm đều không biết nói gì, bọn họ hợp lực lại cũng không ngăn cản nổi con vương thú này, nhưng bây giờ nó đã biến thành vật cưỡi của lâm siêu. Đã kích này quá khốc liệt đã chuẩn bị xong chưa lâm siêu nhìn mấy người nói không thành vấn đề quốc kim hương tức giận nhìn lâm siêu hầm hừ nói chỉ cần đừng có xuất hiện một tên to xác nào nữa là được lâm siêu khẽ mỉm cười hướng về phạm hương ngữ nói mở ra phạm hương ngữ khẽ gật đầu chỉ huy thủ hạ hủ thi đem lòng phòng hộ năng lượng mở ra sau đó hướng về bên người thanh niên hủ thi mặc áo đen nói khải đi thôi vâng nữ hoàng bệ hạ Tên hữu thi tên là Khải này cung kính nói. Lòng phòng hộ năng lượng trong suốt sau khi biến mất, Lâm Siêu cùng với nhóm người Lâm Thi Vũ, Hắc Nguyệt, Lăng Vũ cùng ba cự nhân đồng thời một lần nữa giết ra ngoài tường thành, ở phía sau ba tòa ma môn hạm pháo cùng phản hạm huyết liệt pháo liên tục banh kích. Đem phần lớn quái vật trong thú triều chuẩn bị nhân cơ hội lao lên tường thành bắn nổ tung, tử thương một mảnh. Lâm Siêu cũng không đi cùng với nhóm người Hắc Nguyệt bọn họ, mà trực tiếp bay về phía sau thú triều thú triều vô tận màu đen liên miên giống như sóng biển vậy, đếm không xuể, hai phút sau, Lâm Siêu mới bay đến phía sau cùng của thú triều, từ trên trời cao nhìn xuống, liếc mắt liền nhìn thấy ở phía sau một tòa nhà lớn tàn tạ, một con cự thủy trùng dài 20 mét đang nằm úp sấp lại, giống như một đoàn tàu lửa nằm trên đường ray. Một nửa thân thể trong suốt, nước long lanh, ở bên trong cơ thể trong suốt lại chứa một vật thể màu đen thui. Đúng như Lâm Siêu dự liệu, Vật thể màu đen thui này là một đoạn xúc tu, mọc đầy giác hút, bên trong giác hút là răng nhọn sắc bén, một khi bị nó cuốn lấy, sẽ ngay lập tức bị cắn nát. Giờ phút này đoạn xúc tu nhẹ nhàng trôi nổi trong cơ thể cự thủy trùng, giống như đang ngủ say. Lâm Siêu liếc mắt nhìn xung quanh nó, có hai con quái vật cấp S cùng năm, sáu con quái vật cấp A đang đứng bảo vệ, chiếm giữ phạm vi mấy con phố xung quanh cự thủy trùng, tầng tầng vây quanh. Vèo. Lâm Siêu không có dừng lại, từ trên trời cao đáp xuống, cải tạo long dực được năng lực tăng cường tốc độ, giống như một tia chớp bay xẹt xuống. Phốc một tiếng, cổ thương trong tay bạo liệt đâm ra, con quái vật cấp S này còn chưa kịp phản ứng, liền bị lâm siêu một thương xé rách thân thể, toàn thân bị xuyên thủng qua, chất dịch cùng máu tươi trong cơ thể nó, tất cả dính đầy trên huyết nha chiến giáp. Hống một con quái vật cấp S khác nhìn thấy kẻ địch đột nhiên xuất hiện, tức giận gầm rít lên một tiếng. Lâm Siêu giơ ngón tay ra, mười mấy đạo xạ tuyến mạnh mẽ bắn ra, tinh chuẩn bắn vào toàn bộ các điểm trí mạng trên thân thể nó, nó ngay lập tức ngã xuống chết không thể chết hơn. Mấy con quái vật cấp A còn lại sợ hãi lui về phía sau, cũng không dám chạy, lại không dám tiến lên, nếu như chạy, chúng nó sợ ba con vương thú sau khi trở về sẽ nuốt chửng chúng nó. Lâm Siêu giơ tay tụ tập ra một đám xạ tuyến, giống như mưa ánh sáng bay ra, đem mấy con quái vật cấp A trong nháy mắt đánh gục sau đó đi tới trước mặt con cự thủy trùng đang rung cầm cập dùng đồng hồ đeo tay chuyển hóa ngôn ngữ nói ngươi có hai cái lựa chọn lựa chọn thứ nhất là ta sẽ làm cho sinh vật trong cơ thể ngươi tỉnh lại nếu như vậy thân thể của ngươi sẽ bị nó xé rách lựa chọn thứ hai đi với ta đến một chỗ ta sẽ giúp ngươi bài tiết nó ra ngoài đây là một phần thân thể của bột hải chi chủ lâm siêu cũng không tính toán đem nó tiêu diệt mà là coi như chiến lợi phẩm đem cất đi ngày sau nói không chắc nó có thể sẽ trở thành một trong những vũ khí của căn cứ dù sao nó cũng không có ý thức tự chủ chỉ cần không làm nó tỉnh giấc liền có thể đem nó cất vào kho tự thủy trùng nghe được lâm siêu phát ra âm thanh đồng loại sửng sốt một lúc mới mở được miệng ra lắp bắp ngươi ngươi là ai ngươi không cần phải biết điều này ngươi chỉ cần biết rằng nếu như ngươi nghe lời ta ngươi còn có thể sống sót Mục đích chúng nó đưa ngươi tới làm gì, ngươi ắt hẳn phải biết." Lâm Siêu đạm mạc nói. "Con cự thủy trùng đã tiến hóa đến cấp độ này, thể chất ít nhất cũng hơn 100 lần, tuy rằng đầu óc của nó cấu tạo vô cùng đơn giản. Thế nhưng trí tuệ đã có thể tiếp cận với nhân loại bình thường, có thể tiến hành đàm phán." "Ta nghe lời ngươi." Cự thủy trùng chít chít nói. Từ khi nó bị bắt, liền biết kết cục của chính mình. Nếu như không phải ở bên cạnh có vài con quái vật cấp S cùng cấp A trông coi, nó đã sớm bỏ chạy đi mất. Lâm Siêu khẽ gật đầu, đem tất cả các tế bào biến hình trong cơ thể tập trung lên trên hai tay, bàn tay nhất thời trở nên vô cùng to lớn, so với lúc trong trạng thái hoàng kim cự nhân còn muốn lớn hơn, giống như một cái quạt giấy cỡ lớn vậy, Lâm Siêu giang hai tay ra nâng cái bụng của cự thủy trùng lên. Thân thể của nó cực kỳ yếu đuối, tuy rằng thể chất hơn trăm lần Thế nhưng tùy tiện một con quái vật thể chất hơn 30 lần, đều có thể sử dụng móng vuốt xé rách thân thể non mềm của nó. Trong số tất cả các loại quái vật, nó chính là loại quái vật có thể dễ dàng bị giết chết nhất. Tuy rằng bàn tay của Lâm Siêu đã trở nên cực kỳ to lớn, thế nhưng phạm vi nâng đỡ cũng có hạn, Lâm Siêu lo lắng thể tích của nó quá lớn, bàn tay của mình sẽ trực tiếp phá ra hai cái lỗ thủng, nên không dám bay quá nhanh. Chỉ có chậm rãi vững vàng bay về phía căn cứ đồng thời tiến hành tia sáng ẩn thân đối với xung quanh, phòng ngừa bị mấy con quái vật biết bay đuôi mù sông lên quấy rầy. Mấy phút sau, Lâm Siêu đem cự thủy trùng bay về đến một nơi trống trải trong căn cứ, ở đây coi như thân thể cự thủy trùng bất ngờ vỡ tan, thân thể của bột hải chi chủ có bị thả ra ngoài, cũng không cách nào hình thành được bao nhiêu lực phá hoại, chờ chiến đấu kết thúc, Lâm Siêu sẽ trở về thu xếp kỹ càng. Sau khi bàn giao cho Phạm Hương Ngữ phái người trông coi, Lâm Siêu một lần nữa bay vào trong thú triều tham gia chém giết. Trong tình trạng không có vương thú tọa trấn, đám quái vật cấp S cùng cấp A còn lại, cùng với đám quái vật phổ thông trong thú triều nhanh chóng chạy tán loạn, nếu như không phải ba con vương thú có sức uy hiếp quá lớn, những con quái vật cấp S này đã sớm bị giết lui. Sau khi khổ sở kiên trì được nửa giờ, thú triều rốt cục dần dần tán loạn, một ít quái vật cấp S còn sót lại cũng nhanh chóng chạy tứ tán, triệt để từ bỏ trận chiến đấu này hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của châu á rốt cục cũng dần dần kết thúc thông qua màn ảnh trực tiếp trên tinh võng máy quay chậm rãi quay từ trong tường thành quay ra phía bên ngoài ở bên ngoài tường thành hùng vĩ máu chảy thành sông các loại thi thể quái vật hình thù kỳ quái chồng chất lên nhau thành một tầng lại một tầng hình ảnh máu tanh tàn bạo khắc thật sâu ở trong đầu mọi người thú triều rút đi như thủy triều lưu lại trên mặt đất vô số thi thể nhiều quái vật như vậy trận chiến lớn như vậy dĩ nhiên không thể lay động được căn cứ tinh thần bên trên tường thành hùng vĩ bị đà sơn vương thú va chạm ra một lỗ hổng ở bên ngoài máu tươi cùng thi thể chồng chất như một ngọn núi chính là minh chứng cho sự tàn khốc của cuộc chiến này toàn bộ những người châu á may mắn còn sống sót tại căn cứ khu tị nạn đều nhớ thật kỹ tòa căn cứ này cũng nhớ kỹ có một người mặc áo giáp màu đỏ tươi dữ tợn sau lưng có một đôi cánh thịt màu đen như một ác ma cùng với ba cự nhân dáng người to lớn còn có một thanh niên lạnh lùng điều khiển hàng băng một nữ tử xinh đẹp mặt sườn xám khống chế thực vật một bé gái điều khiển lôi điện quá nhiều quá nhiều nhân vật nổi trội trận chiến này nhất định sẽ được lưu vào sử sách trở thành truyền kỳ trở thành tín ngưỡng tinh thần trong lòng của tất cả mọi người hứa tư lệnh nhìn chiến trường vắng lặng qua màn ảnh viền mắt ướt ác hắn không nghĩ rằng lại thật sự thắng lợi khi nhìn thấy ba con vương thú tâm trạng của hắn liền chìm vào đáy vực không còn chút hy vọng nào nhưng cuối cùng dưới sự phản kích của lâm siêu cuối cùng vẫn thắng lợi hơn nữa cũng không tổn thất bao nhiêu từ sau khi tai nạn bắt đầu thế giới một vùng tăm tối hết thảy thành thị hương trấn toàn bộ bị thất thủ bị cô lập ở trong bóng tối tất cả những người may mắn còn sống sót đều phải liều mạng sinh tồn sự ngột ngạt khủng bố này làm cho người ta điên cuồng tính cách trở nên vặn vẹo trở nên không bình thường nhân loại quá cần một thắng lợi Lâm Siêu không làm cho hắn thất vọng, thật sự làm được. Hứa Tư Lệnh hơn 70 tuổi, giờ khắc này lại giống như một thanh niên 20 tuổi, tràn ngập sự cảm động cùng hưng phấn khó có thể kiềm chế. Sau khi chiến đấu kết thúc, toàn bộ tinh võng khu châu Á đều sôi trào. Trên mỗi một diễn đàn đều đăng thông tin thắng lợi, mọi người đều vui sướng nhảy múa, kích động biểu hiện tâm tình vui sướng của mình, sau đó được vô số người vào cùng chung vui. Trong lúc mọi người ở trên tinh võng sôi trào, lâm siêu cũng bắt đầu tiến hành công tác xử lý sau chiến tranh đầu tiên để phạm hương ngữ đóng lại trực tiếp trên tinh võng cái gì nên chiếu cũng đã chiếu rồi những việc còn lại không cần thiết phải chiếu nữa viện quân từ các căn cứ khác ở trong thành nghỉ ngơi sau khi được phạm hương ngữ an bài những viện quân này sẽ dần dần trở về căn cứ của họ dù sao chiến đấu cũng đã kết thúc bọn họ lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì hơn nữa sau khi nhìn thấy sức mạnh của căn cứ tinh thần bọn họ biết bằng vào một ít nhân số của mình căn bản là không ra hồn, tùy tiện hai, ba con quái vật cấp ép liền có thể sang bằng bọn họ. Phạm Hương Ngữ đương nhiên sẽ không để bọn họ đi về tay không, tuy rằng đa số bọn họ không giúp đỡ được gì nhiều, thế nhưng các căn cứ phái năng lực giả tới, vẫn là trợ giúp không ít, vì lẽ đó đem một ít thi thể cùng nguồn năng lượng của quái vật bình thường, đóng gói lại biếu tặng cho những căn cứ này. Trong đó cống hiến to lớn nhất là căn cứ viêm hoàng, Lâm Siêu cố ý dặn, biếu tặng nhiều một ít, sau khi phạm hương ngữ kiểm kê xong tất cả các thi thể quái vật cũng vô cùng hào phóng trực tiếp phân chia cho căn cứ viêm hoàng 10 bộ thi thể quái vật cấp s cùng một ít thi thể quái vật bình thường hào phóng như vậy cũng làm cho các căn cứ khác không ngừng hâm mộ thế nhưng bọn họ biết cuộc chiến đấu này căn cứ viêm hoàng sát thực xuất lực rất nhiều lăng vũ quốc kim hương cùng bộ phàm đều thấy chết không sờn hết sức giúp đỡ hơn nữa quân đội và năng lực giả phái tới đều là nhiều nhất trong toàn bộ các căn cứ tuy nhiên một hơi biếu tặng 10 bộ thi thể quái vật cấp S, sự quyết đoán này không phải người bình thường có thể làm được. Đối với việc này, đại biểu của mỗi căn cứ đối với căn cứ tinh thần lại gia tăng thêm mấy phần hảo cảm, tuy vậy, trong đó cũng có một số người cho rằng không công bằng, thế nhưng do bị chấn nhiếp bởi sức mạnh của căn cứ tinh thần, cũng không dám biểu lộ ra. Sau đó mấy ngày, viện quân của các căn cứ lục tục rời đi. Máu tươi bên ngoài tường thành qua mấy ngày phơi nắng, vẫn cứ sền sệt chưa khô mùi máu tanh tràn ngập bay đi, bay tới chỗ rất xa. ầm, uhm. Một con quái vật mập mạp màu xanh lục cao 3 mét, từ bên trong phế tích bước ra, dẫm lên vết máu sền sệt trên mặt đất, con ngươi màu vàng ống nhìn về tường thành trước mặt. Lần chiến đấu này thu hoạch cực kỳ to lớn. Triều đà sơn vương thú quy thuận, con vương thú hình cầu màu đen truyền đấu cùng vưu tìm bị lồng phòng hộ năng lượng phong tỏa, cũng không có cách nào chạy ra khỏi căn cứ, cuối cùng cũng bị vưu tìm đánh bại chỉ là nó cũng không có lựa chọn đầu hàng, mà liên tục nỗ lực giải dụa muốn thoát ra ngoài. Lâm siêu cũng không giết chết nó, mà tạm thời để Phạm Hương Ngữ khống chế con hủ thi tên là Khải đến trong coi nó, giam giữ ở trong địa lao đặc chế của căn cứ, chuyên môn để cho ba cự nhân, vừa tìm cùng hắc nguyệt bọn họ luyện tập, chờ một thời gian, con vương thú này khuất phục chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Vũ Dực Phi xà vương thú bị giết chết, ngoại trừ cắt đi một phần thân thể đem đi nghiên cứu gen cùng nghiên cứu vũ khí sinh hóa, còn lại đều bỏ vào kho ướp lạnh. Thể chất của nó quá cao, gấp 600 lần thể chất nhân loại, trong cơ thể nó có virus cùng với nguồn năng lượng ngay cả lâm siêu cũng không dùng được, dù sao thể chất của hắn chỉ mới là 136 lần, cách biệt rất xa, độc tính ẩn chứa bên trong nguồn năng lượng ngay lập tức có thể làm cho hắn bị nhiễm bệnh, vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên đem đi ướp lạnh. Ngoại trừ ba con vương thú, chiến lợi phẩm còn lại cũng cực kỳ phong phú. Thi thể quái vật cấp lĩnh chủ tổng cộng có 3 con. Thi thể quái vật cấp S, tổng cộng là 67 con, sau khi biếu tặng 10 con, còn lại 57 con. Còn quái vật cấp A, số lượng đạt từ 300 con trở lên. Còn lại quái vật cấp B có hơn 2,000 con, quái vật cấp C và cấp D, số lượng nhiều đến mức khó có thể thống kê, tất cả đều được phân vào hàng ngũ thi thể quái vật bình thường tổng số là hơn 20 vạn con. Lượng lớn thi thể quái vật như vậy, quả thực có thể phủ kín toàn bộ trung tâm căn cứ. Nguồn năng lượng gen cấp B, Lâm Siêu để phạm hương ngữ phân cho những người ưu tú thuộc cao tầng căn cứ, nguồn năng lượng gen phổ thông thì lại phân phát một ít cho quân đội, còn lại tất cả đều đem đến dự trữ trong kho hàng của căn cứ, đồng thời lấy những cái này lập thành một chế độ phúc lợi mới. Nguồn năng lượng gen của quái vật cấp A và cấp S, mấy người Lâm Siêu, Lâm Thi Vũ, Phạm Hương Ngữ, Hắc Nguyệt cùng lãnh chân cùng nhau phân chia dưới năng lực cường hóa của Hắc Nguyệt. Hiệu quả của hết thảy nguồn năng lượng gen đều được tăng gấp đôi, chẳng khác gì tăng số lượng lên thành gấp đôi. Năng lực tăng cường đáng sợ như vậy, lại một lần nữa làm cho mọi người cảm thấy thật khó tưởng tượng được. Lâm Siêu cũng không có ăn quá nhiều nguồn năng lượng gen, chỉ chọn 50 viên nguồn năng lượng gen cấp A cùng 20 viên nguồn năng lượng gen cấp S, sau khi được cường hóa hiệu quả tăng gấp đôi, đem thể chất của hắn từ 136 lần tăng lên tới 162 lần. Đạt đến mức này, hầu như phải ăn hai, ba viên nguồn năng lượng gian quái vật cấp S mới có thể tăng được hơn một lần thể chất. Mấy người hát nguyệt, Phạm Hương Ngữ, Lâm Thi Vũ, cùng lãnh chân đều muốn đem tất cả các nguồn năng lượng gian tặng cho Lâm Siêu, thế nhưng Lâm Siêu cũng không có tiếp nhận, thông qua lần chiến đấu này, hắn ý thức được chỉ dựa vào chính mình một người là không được, chiến trường lớn như vậy, hắn rất khó có thể chiếu cố được hết tất cả các cửa thành vì lẽ đó mau chóng bồi dưỡng hắc nguyệt cùng lãnh chân có thể đảm đương được một phương là điều quan trọng hơn hơn nữa lần này nhận được năng lực thứ tư là bất tử đây là một năng lực bảo mệnh cường đại thêm vào thể chất của lâm siêu cũng đã tăng cường thêm được một khoản lớn cùng với cải tạo long dực có năng lực chạy trốn rất nhanh lâm siêu chân chính trở thành tiểu cường đánh không chết trừ phi trêu chọc đến một số sinh vật khủng bố bằng không muốn chết rất là khó bởi vậy hắn quyết định mau chóng tìm cơ hội đi vào khu vực vực sâu kế tiếp từ số lượng quái vật cấp s lần này đến xâm lấn là có thể biết thời gian này bên trong khu vực vực sâu đã tiến hóa ra rất nhiều quái vật cấp s thậm chí quái vật cấp lĩnh chủ đều có không ít có thể để cho hắn tăng lên thể chất chỉ cần cẩn thận một tí không thâm nhập quá sâu vào bên trong đừng trêu chọc đến một số sinh vật khủng bố cùng với nữ vương vực sâu đáng sợ thì sẽ không có nguy hiểm gì thi thể ba con quái vật cấp lĩnh chủ lâm siêu cũng để cho mấy người lâm thi vũ phạm hương ngữ bọn họ các nàng còn phải quản lý căn cứ không có quá nhiều thời gian đi ra ngoài săn giết quái vật nếu như lần này tất cả chiến lợi phẩm đều bị lâm siêu nuốt thực lực của các nàng sẽ trì trệ không tiến về sau cũng không có cơ hội đi ra ngoài săn bắn hơn nữa các thành thị phổ thông ở bên ngoài quái vật cấp s cực kỳ thưa thớt rất khó tìm đến mấy ngày sau khi chiến đấu kết thúc. Phạm Hương Ngữ phụ trách chỉnh đốn căn cứ, tập hợp hơn 9.000 người trong quân đội tiến hành chữa trị tường thành, hơn 9.000 người này đều vô cùng bình thường, trong đó phần lớn đều là phổ thông tiến hóa giả, coi như tiến hóa đến cấp 7 cực hạn, thể chất tăng lên cũng chỉ sánh ngang với thể chất của đặc thù tiến hóa giả cấp 6. Hơn nữa còn không có năng lực đặc thù. Tuy rằng những người này không có tiềm lực chiến đấu, Thế nhưng cân nhắc đến việc bọn họ là nhóm nhân viên đầu tiên của căn cứ, tham dự xây dựng cùng phòng thủ căn cứ lúc đầu, Phạm Hương Ngữ dự định chờ sau khi hoàn thiện sức mạnh quân đội, đem bọn họ từ từ rút ra khỏi hàng ngũ chiến đấu, chuyển đến bộ nông nghiệp, hoặc các ngành phổ thông khác. Hoặc phụ trách các phương tiện vận chuyển, coi như đảm bảo cho bọn họ một phần tương lai sinh sống. Trong lúc Phạm Hương Ngữ tiến hành chữa trị tường thành, Lâm Siêu ở trong căn cứ, chuẩn bị một khóa huấn luyện cho Hắc Nguyệt cùng Vưu Tìm, hắn đem một ít quyền pháp thương pháp ám sát đao thuật kỹ xảo chiến đấu từ sơ cấp đến cao cấp tất cả đều truyền thụ cho bọn họ chờ hắn sau khi trở lại bọn họ có thể đã học được phần nào có thể đảm nhiệm chức vị võ sư võ quán còn về việc đạt đến cấp đại sư võ thuật cái này cần tự mình tìm tòi không có chiêu thức cụ thể chờ cho cảm giác cùng độ thuần thục đạt yêu cầu sẽ tự nhiên lĩnh ngộ được ngày thứ tư kể từ khi chiến đấu kết thúc Lâm Siêu ở căn cứ huấn luyện mấy người hắc nguyệt cùng vưu tìm kỹ xảo chiến đấu cao cấp, bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ rung trời, từ bên ngoài tường thành truyền đến, kinh động toàn bộ mọi người trong căn cứ. Có kẻ xâm lấn. Không tới 5 giây sau tiếng nổ, Phạm Hương Ngữ lập tức dùng bộ đàm truyền tin tức đến. Lâm Siêu khẽ nhíu mày, bên ngoài căn cứ có các loại máy móc điều tra, cùng với trạm gác ngầm quân đoàn hữu thi, nếu như có kẻ xâm lấn, ngay khi bước vào phạm vi 10 km sẽ bị phát hiện, làm sao bây giờ đã tiến tới bên ngoài tường thành mới nhận được tin tức lẽ nào là tìm hành đi tới nếu như là tìm hành chắc chắn không phải là một con quái vật nào đi ngang qua mà đã có chuẩn bị kỹ càng là sai lầm của ta phạm hương ngữ lo lắng nói ta cho rằng đại chiến kết thúc sẽ không còn quái vật cấp cao nào dám lại đây mấy ngày nay cũng không có đi kiểm tra hệ thống điều tra lâm siêu trong thâm tâm hiểu được mặc dù có khiển trách nàng vài câu nhưng vừa nãy từ tiếng nổ vang mà xem, tự hồ là âm thanh va chạm với tường thành, hơn nữa có khả năng cao là tường thành đã bị đánh vỡ, hắn lập tức nghiêm túc nói, quái vật xâm lấn số lượng là bao nhiêu, chụp hình ảnh cho ta xem. Không kịp. Trong máy truyền tin truyền đến tiếng kinh hô của Phạm Hương Ngữ, nói, ta muốn mở ra lòng phòng hộ năng lượng, kẻ xâm lấn chỉ có một, quá nhanh. Lâm Siêu ngẩn ra, chưa kịp phản ứng lại, liền nhìn thấy bên trên lớp tường thành thứ hai trong giây lát liền xuất hiện lồng phòng hộ năng lượng trong suốt, bao phủ bốn phía bên trên tường thành. Nhìn thấy lồng phòng hộ năng lượng được mở ra. Bên trong căn cứ mọi người đang chữa trị lớp tường thành thứ hai, tất cả đều kinh ngạc ngây người, lúc trước đối mặt với thú triều vô tận, lồng phòng hộ năng lượng cũng không có ngay lập tức mở ra, giờ khắc này dĩ nhiên lập tức mở ra, lẽ nào kẻ địch đã xâm lấn đến đây rồi? Tình huống thế nào rồi? Vưu tìm thả phương thiên họa kích xuống, kinh ngạc nhìn lâm siêu lâm thi vũ cũng đồng dạng thân thiết nhìn lâm siêu có mấy phần lo lắng lâm siêu không rảnh trả lời hắn trong lòng tuôn ra mấy phần linh cảm không lành có thể làm cho phạm hương ngữ mở ra lòng phòng hộ năng lượng có thể thấy được kẻ xâm lấn tuyệt đối không phải là cấp bậc vương thú bằng không chỉ bằng vào một con vương thú tới đây chỉ là đưa đồ ăn tùy tiện liền sẽ bị chơi đùa cho đến chết hơn nữa từ tiếng nổ vang lúc trước mà nói chỉ là một đòn một đòn liền xuyên thủng lớp tường thành ngoài cùng tường thành dày như thế muốn một đòn đánh xuyên coi như là lâm siêu kích hoạt tế bào thần tính trên cánh tay phải cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần dù sao hắn cũng chưa thử lâm siêu trong đầu suy nghĩ lung tung nhưng thân thể cũng không có dừng lại ngay lập tức gọi ra cải tạo long vực hướng về lớp tường thành thứ hai bay vút đi đồng thời sử dụng tia sáng khúc xạ thị giác trên không nhìn một chút tình huống phía bên ngoài tường thành chỉ thấy một bóng người mập mạp màu xanh lục dọc theo lớp tường thành ngoài cùng chạy băng băng tới, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách 1.000 mét, tiến đến phía trước lồng phòng hộ năng lượng. ầm, uhm, Một tiếng nổ vang trời rung động toàn bộ căn cứ. Bóng người mập mạp màu xanh lục cao hơn 3 mét tàn nhẫn va chạm vào trên lồng phòng hộ năng lượng, lồng năng lượng trong suốt nhất thời rung động kịch liệt tràn ra các gợn sóng. Sức mạnh mãnh liệt rung động xuyên thấu qua lồng phòng hộ năng lượng, làm chấn động toàn bộ mặt đất trung tâm căn cứ. Lâm siêu con ngươi co rút lại. Nhìn xuyên qua lớp gợn sóng dập dần trên lồng phòng hộ, lập tức thấy rõ hình dáng của kẻ xâm lấn. Khi nhìn thấy rõ hình dáng của kẻ xâm lấn, trái tim của Lâm siêu mạnh mẽ co giật một hồi, đại não rơi vào tình trạng không thể suy nghĩ được, nhưng ở một khắc tiếp theo hắn lập tức phục hồi lại tinh thần. Tuy nhiên toàn thân tứ chi lại không khống chế được run rẩy. Con mắt màu vàng ống. Trong con ngươi có một cây thập tự giá màu bạc đây là một con giác tỉnh giả. Hơn nữa cùng với con giác tỉnh giả xuất hiện ở Bắc Mỹ không giống, đây là một con tân giác tỉnh giả. Giờ khắc này, con giác tỉnh giả ở bên ngoài lồng phòng hộ, tự hồ cũng chú ý tới Lâm Siêu, con người màu vàng ống lạnh lùng nhìn hắn chầm chầm, giống như nhìn một con dung dế nhỏ bé. Lâm Siêu trái tim không khống chế được đập nhanh như đánh trống, hắn chưa bao giờ sốt sắng như vậy. Kiếp trước thông qua tin võng hắn nhìn thấy rất nhiều đoạn video giác tỉnh giả giết chết các cường giả nhân loại, hắn so với bất luận người nào đều biết rõ ràng giác tỉnh giả khủng bố cỡ nào, đừng nói hiện tại lâm siêu mới cấp 4. Cho dù hắn là tiến hóa giả nhiều tầng, thể chất so với đặc thù tiến hóa giả cùng cấp cao hơn một chút, thế nhưng so với giác tỉnh giả còn kém xa một vạn tám ngàn dặm. Đơn giản mà nói, coi như hiện tại lâm siêu đạt đến cấp 7 cực hạn, cũng không tự tin có thể đánh nhau chính diện cùng với giác tỉnh giả, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Đây là một con quái vật sinh ra để giết chóc. Ầm. Um, Ầm. Um. Giác Tỉnh Giả kề sát vào trên lồng phòng hộ năng lượng, giơ bàn tay ép màu xanh lên, tàn nhẫn đánh vào phía trên lồng năng lượng, tạo thành một lớp gợn sóng cực kỳ kịch liệt trên lồng năng lượng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị phá vỡ. Lâm Siêu trong lòng không có một chút hy vọng nào, chỉ dựa vào lồng năng lượng mà muốn chống đỡ với một con Giác Tỉnh Giả, quả thực là chuyện viễn vông, hắn cắn vào chóp lưỡi cảm giác đau đớn kích thích đại não khôi phục lại sự bình tĩnh, trong đầu hắn tính toán tất cả các loại sức mạnh trong căn cứ. Tiến hành sắp xếp cùng tổ hợp các khả năng có thể xảy ra. Dựa vào hắc nguyệt cường hóa. Dựa vào vưu tìm thích ứng. Dựa vào chính mình mở ra trạng thái tế bào thần tính trên cánh tay phải. Cũng không được. Như vậy, chỉ có thể dựa vào nàng sao. Lâm siêu cắn răng, thời gian không kịp cho hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn biết con giác tỉnh giả này có bao nhiêu đáng sợ, hắn mới có thể biết cách ứng phó như thế nào, bằng không mù quáng tự mình đi đối phó với nó, coi như vừa đối mặt liền bị xé nát, ngay cả cơ hội hối hận đều không có. May mà còn có nàng ở đây. Lâm Siêu trong lòng vui mừng, cũng có chút bận tâm, hắn lập tức cầm bộ đàm hướng về phía Phạm Hương ngữ nói, nhanh đi gọi Bạch Tuyết lại đây, chỉ có nàng mới có thể đối kháng lại nó. Chỉ có nàng Phạm Hương Ngữ trong lòng cả kinh, nàng không nghĩ tới con quái vật xấu xí này, thậm chí ngay cả Lâm Siêu cũng không có cách nào đối phó, cái này chẳng phải là so với vương thú còn đáng sợ hơn nhiều. ầm, uhm. Đúng lúc này, lòng phòng hộ năng lượng bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ năng lượng, biến mất ở trong không trung, trong thời gian ngắn không cách nào lại mở ra. Lâm Siêu trái tim rung lên, không có lòng năng lượng, bọn họ hoàn toàn bại lộ ở trước mặt con giác tỉnh giả này, quả thực là tùy ý cho nó sâu xé. Đều trốn đi. Lâm siêu hướng về mấy người hát nguyệt, Phạm Hương Ngữ cùng vưu tìm quát lên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhóm người hát nguyệt còn chưa bao giờ thấy Lâm siêu sốt sắng như vậy, tâm thần hoảng sợ không biết nên ở lại cùng với hắn, hay là lựa chọn tránh né, trong lúc nhất thời đứng bần thần ở đó, không có bất kỳ hành động nào. Đi mau đi. Lâm siêu nổi giận nói mấy người rốt cục không kiên trì nữa cắn răng từng người từng người chạy về bên trong căn cứ tránh né từ thời điểm lòng năng lượng bị đánh tan bọn họ liền biết lần này quái vật xâm lấn so với bất kỳ con vương thú nào lúc trước đều mạnh hơn chiến đấu như vậy bọn họ căn bản không xen tay vào được nhưng lại không đành lòng nhìn lâm siêu một người một mình chiến đấu lâm siêu vào thời điểm mấy người phân tán tránh né cũng lập tức trốn vào trong một căn phóng tị nạn gần đó tranh thủ lúc con giác tỉnh giả còn chưa nhận ra được bằng không coi như là hắn, phỏng chừng vừa đối mặt cũng liền bị xé nát. Dù sao, lòng phòng hộ năng lượng dĩ nhiên ngay cả 5 giây thời gian cũng không kiên trì được liền bị đánh tan, sức mạnh kinh khủng như vậy, lâm siêu nghĩ cũng không dám nghĩ tới. ầm uhm. Con giác tỉnh giả màu xanh lục sau khi đánh nát lồng phòng hộ năng lượng, hướng về lớp tường thành thứ hai đánh tới, một tiếng nổ rung trời vang lên, lớp tường thành thứ hai ầm ầm nổ tung ra một cái lỗ thủng. Ở bên trong lỗ thủng màu đen, con giác tỉnh giả bước từng bước ra trong mắt màu vàng ống trong con ngươi cây thập tự giá màu bạc xoay ngược lại lạnh lẽo mà tà ác nhìn quét qua toàn bộ các phương vị trong căn cứ rất nhanh khóa chặt một vị trí thân thể nó đột nhiên biến mất không còn tâm hơi chỉ còn lại mặt đất sụp đổ phía dưới chân cùng với đá vụn bị cuồng phong thổi ra ờ trong chớp mắt giác tỉnh giả biến mất tại một nơi khác ở dưới lớp tường thành thứ hai bên trong khu sinh hoạt mà lâm siêu sắp xếp cho đà sơn vương thú ở bỗng nhiên nghe thấy tiếng đà sơn vương thú kêu lên thảm thiết. Lâm siêu con ngươi co rút lại nhìn về vị trí lúc trước giác tỉnh giả đứng cùng với vị trí đà sơn vương thú ở, khoảng cách hầu như là bằng chiều dài của căn cứ, thế nhưng từ lúc giác tỉnh giả biến mất cho đến lúc đà sơn vương thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, trước sau cũng chỉ khoảng một giây đồng hồ, như vậy. Phỏng chừng nó muốn giết mình, chính mình ngay cả phản ứng cũng không kịp chứ. May mà đà sơn vương thú trong căn cứ hiện nay là sinh vật có thể chất cao nhất, là sinh vật có khổ người to lớn nhất. Lâm siêu trong lòng âm thầm vui mừng, con giác tỉnh giả này hiển nhiên là dựa vào khứu giác, ưu tiên đi săn quái vật thể chất cao trước. Hô! Đột nhiên, một tiếng rít mãnh liệt vang lên. Lâm siêu thông qua tia sáng thị giác nhìn tới, nhất thời kinh hải. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một bóng đen to lớn, rõ ràng là Đà Sơn Vương Thú đang ở trong hình thái chiến đấu thân thể cao trăm mét, nó đang bay lên, nói một cách chuẩn xác, nó bị ném bay lên trên trời. Trong căn cứ tất cả mọi người đều nhìn sững sờ. Thân thể của Đà Sơn Vương Thú hoàn toàn có thể xem như một ngọn núi nhỏ, trọng lượng vượt qua 200 tấn trở lên, giờ khắc này lại bị quẳng lên trên trời cách mặt đất khoảng 6, 700 mét, cái này cánh tay cần phải có bao nhiêu sức mạnh mới có thể thực hiện được. Vèo Ngay khi Đà Sơn Vương Thú bay đến điểm giới hạn, thời điểm chuẩn bị rơi xuống, bỗng nhiên có một vệt bóng đen từ phía dưới mặt đất nhảy lên xuất hiện sau lưng nó, trong nháy mắt vượt qua độ cao 1.000 mét, giống như một tia chớp nhanh chóng va chạm vào thân thể đà sơn vương thú, đem thân thể của nó đánh bay về hướng mặt đất. ầm uhm. Như một khỏa thiên thạch vũ trụ va chạm vào trên mặt đất, cả căn cứ đều lay động kịch liệt, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung động. Lâm siêu hai bàn tay nắm thật chặt, không biết là phẫn nộ hay là hoảng sợ, hắn thông qua tia sáng khúc xạ nhìn tới chỉ thấy nơi mà đà sơn vương thú rơi xuống chu vi mặt đất ngàn mét xung quanh đều bị lỏng sâu vào trạng nứt ra một cái hố lớn đà sơn vương thú nằm ở giữa cái hố yếu ớt gào thét không có cách nào đứng lên được ở vị trí cái bụng của đà sơn vương thú dưới va chạm mãnh liệt vỡ toát ra bên trong lượng lớn nội tạng ruột cùng với máu tươi ào ào văng ra khắp nơi giống như một dòng sông lan tràn ra khắp nơi bị mất một lượng máu tươi nhiều như vậy nó mặc dù có năng lực tái sinh cũng rất khó có thể phục hồi. Lâm siêu miếm chặt môi, hai mắt thông qua tia sáng khúc xạ thị giác, nhìn chồng chọc vào bóng người đang đứng trên đầu đà sơn vương thú. ầm, uhm. Chỉ thấy con giác tỉnh giả chậm rãi cuối người xuống, bàn tay ếch màu xanh nhanh chóng đập xuống, đem xương đầu của đà sơn vương thú đánh ra một lỗ thủng to bằng lòng bàn tay, cánh tay ếch màu xanh biết từ bên trong thu về, dính đầy ốc cùng máu tươi. Nó lè lưỡi liếm cánh tay mấy lần, lập tức nằm nhoài ra, vùi đầu vào trong lỗ thủng, tự hồ đang hút ốc cùng máu tươi trong đầu đà sơn vương thú. Ờ, à, ờ. À. Đà sơn vương thú thân thể khẽ co giật, đau đớn kêu gào thảm thiết. Lâm siêu nắm chặt hai nắm đấm, trong lòng hy vọng đà sơn vương thú có thể chịu đựng được, tuy rằng bộ ốc bị ăn đi, thế nhưng chỉ cần không có lập tức chết đi, liền có thể sử dụng năng lực tái sinh chậm rãi khôi phục lại như cũ. Đúng lúc này, con giác tỉnh giả tự hồ nghe thấy được cái gì, ngẩng đầu lên, thu cái lưỡi đỏ tươi từ trong lỗ thủng về. Cuốn lên máu tươi cùng ốc thu về trong miệng, con ngươi màu vàng kim tràn đầy khí tức tà ác khẽ động đậy, nhìn về một vị trí ở phía đông, trong con ngươi lạnh lẽo từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ tâm tình gì, đột nhiên lộ ra sắc thái hưng phấn. Lâm siêu thân thể rung lên, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một bóng người trắng như tuyết bay tới, chính là bạch tuyết. Nàng rốt cục đến rồi. Lâm siêu trong đáy lòng thở vào nhẹ nhõm, Đồng thời lại có mấy phần lo lắng. Vèo. Bóng người của Bạch Tuyết mềm mại rơi vào trên cái hố. Trên gương mặt không dính một tia khói lửa tràn ngập bình tĩnh, ngẩng đầu đánh giá giác tỉnh giả. Giác tỉnh giả từ trên đỉnh đầu đà sơn vương thú đứng thẳng lên, thân thể mập mạp cao 3 mét giống như một cái hình cầu, vô cùng buồn cười. Thế nhưng giờ khắc này không ai có thể cười được, vào thời điểm nhìn thấy Bạch Tuyết, trên mặt giác tỉnh giả lộ ra vẻ hưng phấn mãnh liệt không cách nào khống chế. Cổ họng của nó hơi lồi lên, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, hướng về phía bạch tuyết trực tiếp đánh tới. Vèo. Nhanh như điện. Lấy thị giác đã được hoàng kim hóa của lâm siêu, trong nháy mắt cũng không thấy được bóng người của giác tỉnh giả. Chờ đến khi nhìn thấy được thì giác tỉnh giả đã xuất hiện trước mặt bạch tuyết, nó nâng hai cánh tay ép xấu xí màu xanh lục lên, vỗ tới hai vai của bạch tuyết, cái miệng bỗng nhiên mở ra, cái lưỡi dài hoàng đỏ tươi từ bên trong bắn ra hướng về khuôn mặt của Bạch Tuyết. Bạch Tuyết không hề hoảng sợ, sắc mặt cực kỳ chăm chú cùng với bình tĩnh, loại vẻ mặt nghiêm túc này Lâm Siêu chỉ từng thấy khi nàng đang xem sách cổ. Ầm. Uhm. Lâm Siêu không thấy rõ được động tác của Bạch Tuyết, chỉ nghe một âm thanh công kích nặng nề vang lên, tiếp theo liền nhìn thấy bóng người mơ hồ của giác tỉnh giả nhanh chóng bay ngược về phía sau, liên tục đánh vỡ bảy, tám tòa kiến trúc mới ổn định lại được. Hoa giác tỉnh giả nằm sấp trên mặt đất tư thế giống như một con ếch trong miệng gầm nhẹ một tiếng hai chân bỗng nhiên phát lực lần nữa biến mất ở trong mắt lâm siêu lâm siêu lập tức nhìn về phía bạch tuyết đang đứng ầm uhm. bạch tuyết bỗng nhiên lui về phía sau một khoảng cách bảy tám trượng trên vai trái xuất hiện một dấu chưởng ấn màu máu nhàn nhạt ở vị trí lúc trước nàng đứng giác tỉnh giả đang nằm nhoài xuống mặt đất lần thứ hai kêu qua một tiếng tiếp tục bắn tới như một viên đạn Bạch tuyết bóng người loáng một cái, nghi người tránh thoát lần tấn công này. Lâm siêu nhìn gò má mềm mại của bạch tuyết, tâm trạng dần dần chìm xuống. Hắn biết, vực sâu nhân cách mạnh hơn so với bạch tuyết rất nhiều, nhưng mà bạch tuyết cũng không thức tỉnh vực sâu nhân cách, mà muốn dùng sức mạnh của chính mình đánh bại con giác tỉnh giả này. Nguyên nhân chỉ có một, giống như lâm siêu linh cảm vậy, nếu như để vực sâu nhân cách thức tỉnh quá nhiều lần. Bạch tuyết chung quy sẽ không áp chế nổi cá nhân cách mạnh mẽ mà tàn ác kia nói cho cùng cái kia mới là nhân cách chân chính của bộ thân thể này mà bạch tuyết là do lâm siêu mở ra quan tài thủy tinh trước thời hạn ở tình huống đánh bậy đánh bạ bất ngờ chế tạo ra một nhân cách phụ thuộc thứ hai về phần tại sao nhân cách phụ thuộc có thể làm chủ bộ thân thể này khả năng cao là có quan hệ đến việc lâm siêu mở ra quan tài thủy tinh trước thời hạn dẫn đến ở một vài phương diện khác vượt sâu nhân cách không bằng bạch tuyết giống như là một đứa bé sinh sớm chưa có phát triển đến hình thái hoàn chỉnh mà từ biểu hiện của Bạch Tuyết có thể thấy, nàng hiển nhiên là biết điểm này. Lâm Siêu trong lòng mơ hồ nhói đau, Bạch Tuyết không nói rõ với hắn việc này, hiển nhiên là sợ sệt sau khi hắn biết, sẽ vứt bỏ nàng, cho nên mới giấu giếm không nói. Nếu như ta có thể mạnh mẽ hơn. Lâm Siêu hai bàn tay nắm lại thật chặt, trong lòng cực kỳ khó chịu, cái cảm giác này hắn chưa bao giờ trải qua, trước đây cảm giác hắn cảm thụ nhiều nhất, chính là sợ hãi, thứ hai là cô độc, cuối cùng là cảm giác vui sướng khi lấy được thức ăn cùng bảo vật, nhưng hiện tại, trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác khó chịu nói không nên lời. Muốn làm một điều gì đó, nhưng không có thực lực để làm. Cảm giác thành công cùng tự tin lúc trước khi đẩy lui thú triều, giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Thời khắc này, hắn lại một lần nữa nhận thức sâu sắc, đây không phải trò chơi trong công viên, không phải là thời đại loạn thế tạo anh hùng, mà là tận thế. Một thế giới mà bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của hắn Hắn mặc dù nỗ lực trở nên mạnh mẽ, nỗ lực tiến hóa Cũng chỉ là từ một con kiến, biến thành một con kiến cường tráng hơn mà thôi Còn chưa đủ mạnh, nhân loại khẳng định có biện pháp chiến thắng được giác tỉnh giả Khẳng định có Lâm siêu cắn chặt lấy môi Kiếp trước nhân loại có thể từ trong tay giác tỉnh giả, hủ thi Cùng với quái vật tìm ra được kẻ hở để tiếp tục sinh sống khẳng định là có biện pháp bí ẩn mà hắn không biết. ầm uhm. Lúc này, Bạch Tuyết cùng giác tỉnh giả đang chiến đấu kịch liệt cùng với nhau. Hai bên chiến đấu đều không có bất kỳ kỹ xảo nào, dựa vào chính là tốc độ cùng sức mạnh thuần túy, cộng thêm cảm giác chiến đấu bản năng. ầm uhm. Bạch Tuyết đánh trúng một chưởng chấn bay giác tỉnh giả ra ngoài. Giác tỉnh giả va chạm lên trên mặt đất, chưa tới một giây sau, bỗng nhiên bắn trở về, cái lưỡi dài trong miệng bắn về phía Bạch Tuyết, trong lúc nó phun cái lưỡi ra, bên trong con ngươi màu vàng kim cây thập tự giá màu bạc đảo ngược bỗng nhiên tỏa sáng, hừng hực thiêu đốt giống như một cây thánh kiếm. Bạch tuyết thân thể khẽ rung lên. Không khí chung quanh bỗng nhiên đông cứng, khóa chặt nàng lại. Nguồn sức mạnh này xuất hiện quá đột ngột, thân thể bạch tuyết nhất thời bị chậm chạp một lúc, nàng chưa kịp phản ứng lại, cái lưỡi dài đỏ tươi đã cuốn tới cổ của nàng, nhanh chóng quấn quanh vài vòng, sau đó giác tỉnh giả dựa vào cái lưỡi rút ngắn khoảng cách, dùng cái đầu mạnh mẽ cụng vào trên mặt bạch tuyết, sau đó buông cái lưỡi ra. Nâng hai cánh tay lên, đập vào hai bờ vai của bạch tuyết, đánh nàng bay ngược ra ngoài. Các động tác liên tiếp phát sinh trong một giây, nhanh đến mức lâm siêu cũng không thấy rõ. Quanh một tiếng. Bạch tuyết rơi vào trên mặt đường, đập ra một hố sâu, gương mặt xinh đẹp có một vài vệt máu dính từ trên đầu của giác tỉnh giả. Nhìn qua cực kỳ chật vật, đồng thời y phục nàng mặc trên người cũng chỉ là quần áo phổ thông không hề có bất kỳ năng lực phòng ngự nào, trên bả vai vải ảo đều bị xé nát. Lâm siêu trong lòng lo lắng, từ cách bạch tuyết chiến đấu lúc trước liền có thể nhìn ra, ở phương diện sức mạnh cùng tốc độ nàng không hề kém giác tỉnh giả, thế nhưng do nàng không có kinh nghiệm chiến đấu, chiêu thức quá đơn giản, năng lực ứng đối cũng cực kỳ khuyết thiếu, lúc này mới bị giác tỉnh giả áp chế vào thế hạ phong. Vèo Giác tỉnh giả chiếm thế thượng phong, nhanh chóng nghi người phóng theo, ngay lúc bạch tuyết mới vừa đứng lên, lập tức phóng tới vỗ ra một chưởng, lần thứ hai đem bạch tuyết đánh bay ra ngoài, chiếc váy trắng như tuyết va chạm cùng vách tường, bị thép gãy bên trong đâm rách lỗ chỗ. Bạch tuyết cắn chặt môi dưới, ngẩng đầu nhìn giác tỉnh giả đang nhào tới, ra sức nghiêng người tránh thoát, một lần nữa kéo dài khoảng cách, điều chỉnh lại tiết tấu của mình. Ngươi đánh không lại nó, hãy để cho ta đến giúp ngươi đi, ta cũng không muốn con quái vật xấu xí này tiếp tục đụng vào thân thể của ta một thanh âm ở sâu trong linh hồn bạch tuyết vang lên bạch tuyết cắn chặt hàm răng nói ta có thể thật không nếu như ngươi có thể nắm giữ năng lực của ta còn có thể có mấy phần thắng đáng tiếc ngươi chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể đơn thuần mà thôi âm thanh kia tiếp tục nói bạch tuyết không có để ý đến nó mà là chuyên tâm tập trung tâm thần tiếp tục cùng giác tỉnh giả chiến đấu ầm Cây thập tự giá màu bạc trong con ngươi của Giác Tỉnh Giả lần thứ hai tỏa ra ánh sáng hừng hực, Bạch Tuyết lập tức cảm giác được không khí chung quanh nhanh chóng đông cứng lại, động tác của nàng trong chớp mắt bị cứng đờ, bị Giác Tỉnh Giả dùng đỉnh đầu va chạm mạnh mẽ vào trên bụng, bay ngược ra ngoài. Bạch Tuyết một lần nữa bò lên, tiếp tục nghênh chiến. Ầm. Uhm. Ầm. Uhm. Giác Tỉnh Giả dựa vào năng lực có thể hoàn toàn áp chế Bạch Tuyết, Bạch Tuyết chỉ có thể lợi dụng sức mạnh của thân thể lâu lâu mới có thể phản kích một lần phần lớn thời gian đều bị dắt tỉnh giả va chạm bay ra ngoài nếu như là người bình thường chịu qua nhiều lần va chạm như vậy đã sớm chết đến mức không thể chết thêm thế nhưng trên người bạch tuyết lại không có một vết thương nào vẫn bóng loáng mềm mại chỉ là dính lên một ít tro bụi mà thôi để cho ta tới đi âm thanh trong đầu liên tục khuyên bảo bạch tuyết vẫn cắn răng trong lòng hiện lên hình ảnh lần đầu tiên Lâm Siêu nhìn thấy nàng bị vượt sâu nhân cách khống chế, trong tròng mắt hiện lên màu đen. Không thể thua. Nàng lại một lần nữa từ dưới đất bò dậy, đôi mắt có chút hoảng hốt, trước mặt giác tỉnh giả lại nhanh chóng vọt tới, từ tốc độ đáng sợ của nó nàng liền biết, mình sẽ không kịp phản kích, cho nên nàng chỉ có thể nâng hai tay lên làm động tác phòng thủ, chuẩn bị bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, tầm nhìn của nàng bất chợt bị màn đêm bao phủ. Không khí xung quanh nàng đột nhiên biến thành một màu đen, mặt đất dưới chân nàng cũng đột nhiên biến mất, cả người bỗng nhiên rơi xuống, giống như rơi vào trong một cái vực sâu không đáy. Ầm. Uhm. Một tiếng đổ vang rền bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy giác tỉnh giả đang lao về phía Bạch Tuyết, trong chớp mắt liền lấy một tốc độ đáng sợ bay ngược ra ngoài, liên tục đánh vỡ 20, 30 tòa nhà mới dừng lại, ngực lõm sâu vào, nhàn nhạt hiện lên một dấu ấn hình bàn tay của một cô gái. Lâm Siêu đang theo dõi chiến đấu nhất thời choáng váng. Một luồng khí tức tràn ngập vặn vẹo cùng tà ác đến cực điểm đột nhiên tràn ra xung quanh, hắn cảm giác được toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo, lông tơ trên da dựng đứng lên. Chỉ thấy Bạch Tuyết lúc trước hoàn toàn rơi vào hạ phong, bây giờ chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai con mắt nàng một màu đen kịt, phản phất như hố đen trong con ngươi đã thôn vệ toàn bộ trồng trắng, giống như một vòng xoáy màu đen ở dưới cái gò má đẹp tinh xảo hoàng mỹ, tràn ngập khí tức yêu dị kinh khủng vực sâu nhân cách. Lâm siêu nghẹt thở, đây là một loại cảm giác không cách nào hình dung, lại như một người bình thường bị một con mãng xà dài mấy chục mét lạnh lùng nhìn chăm chăm. Vực sâu nhân cách ngẩng đầu lên nhìn giác tỉnh giả, bên trong đôi mắt đen kịp như mực không hề có một chút tâm tình gì, thân thể của nàng bỗng nhiên biến mất, mặt đất dưới chân không hề có một chút thay đổi gì, cứ như vậy biến mất không còn tâm hơi. Trong nháy mắt nàng biến mất, một tiếng tiếng gào thảm thiết phát ra. Nghe được tiếng kêu thảm thiết này, Lâm Siêu vội vàng nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một màn cực kỳ khủng khiếp, chỉ thấy giác tỉnh giả lúc trước bị đánh bay ra ngoài, lúc này bị vực sâu nhân cách bạch tuyết nâng lên thật cao, cánh tay của nàng xuyên qua bên trong sống lưng của giác tỉnh giả. Cái miệng to lớn của giác tỉnh giả há ra hoàn toàn, vẻ mặt đầy thống khổ, cái lưỡi dài đỏ tươi ở trong miệng rơi thõng xuống, thân thể không hề có bất cứ cử động nào, tự hồ đã chết. Chết rồi. Lâm siêu con ngươi co rút lại. Chết nhanh như vậy. Một con giác tỉnh giả có thể tiện tay giết chết vương thú, thế mà chỉ vừa đối mặt liền bị vực sâu nhân cách bạch tuyết giết chết. Trầm. Trong khi lâm siêu đang kinh hãi, vực sâu nhân cách bạch tuyết vung cánh tay lên, vứt giác tỉnh giả ra xa 7, 8 mét trên mặt đất, thân thể mập mạp lăn lộn 4, 5 vòng mới dừng lại, không hề nhúc nhích, trên cánh tay vực sâu nhân cách bạch tuyết dính đầy máu tươi, đột nhiên tỏa ra hơi nóng, máu tươi nhanh chóng bị bốc hơi. Da thịt khôi phục lại màu trắng nõn mềm mại. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Con quái vật kinh khủng chưa bao giờ thấy từ trước đến nay, lại bị bạch tuyết một chiêu đơn giản giết chết. Đây là nhân loại hay sao? Lâm siêu nhìn con giác tỉnh giả không động đậy, triệt để tin rằng nó đã chết rồi, bằng không vực sâu nhân cách tuyệt đối sẽ không dễ dàng dừng tay, loại quái vật này cũng sẽ không bị cái gọi là thuật ngụy trang lừa gạt. Tuy rằng Kiếp trước Lâm Siêu đã từng thấy sức mạnh của vực sâu nữ vương thông qua lượng lớn các đoạn video, thế nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, vẫn để cho đáy lòng của Lâm Siêu nhất lên sóng lớn, phải biết rằng, toàn thế giới tổng cộng có 12 cái khu vực vực sâu, bên trong mỗi cái khu vực đều có một vực sâu nữ vương tồn tại. Quái vật giống như vậy, trên địa cầu có 12 con. Những con vực sâu nữ vương này, đến tột cùng là sinh vật gì, là từ các kỷ nguyên trước để lại? hay là đặc biệt là vì đại họa mà chế tạo. Lâm Siêu trong lòng kinh ngạc, nếu như là vì đại họa mà chế tạo, như vậy tác dụng là để làm cái gì? Để hủy diệt nhân loại. Nhưng mà ở kiếp trước nhân loại cùng quái vật cũng không có bị tuyệt diệt. Lâm Siêu nhìn vực sâu nhân cách bạch tuyết, đột nhiên cảm thấy, trên thế giới này còn có quá nhiều bí mật mà mình không biết, mà những bí mật này có hay không quan hệ với việc virus bùng phát. Virus thần bí này hủy diệt từng nền từng nền văn minh đến tục cùng là có mục đích gì chỉ đơn thuần là vì lạc thú hay là không thể không hủy diệt trong khi ánh mắt lâm siêu đang từ từ lâm vào trầm tư thì vực sâu nhân cách bạch tuyết quay đầu lại đôi mắt giống như hố đen bỗng nhiên nhìn về vị trí lâm siêu ẩn thân trên khuôn mặt tràn ngập khí tức quỷ dị không có bất kỳ biểu lộ gì giống như một khối băng điêu khắc tuyệt mỹ làm cho người ta lâm vào cảm giác kỳ ảo giống như là không có linh hồn lâm siêu nhất thời phục hồi lại tinh thần thông qua tia sáng khúc xạ nhìn lại trên khuôn mặt tuyệt mỹ trắng như tuyết không có tì vết mơ hồ nhìn thấy khóe miệng nó hơi nhếch lên nó cười lâm siêu tóc gáy toàn thân đột nhiên dựng thẳng lên có một cảm giác nổi da gà hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước bạch tuyết chỉ muốn dựa vào sức mạnh của chính mình để chiến đấu với giác tỉnh giả tuyệt đối không có dáng vẻ chịu thua thế nhưng chỉ trong chớp mắt vực sâu nhân cách liền xuất hiện lẽ nào nó không cần đến sự đồng ý của Bạch Tuyết, liền có thể đi ra. Nghĩ tới điểm này, Lâm Siêu không nhịn được trong lòng dân lên hàng ý, mồ hôi lạnh từ lỗ chân lông tuôn ra, vực sâu nữ vương không phải là thiện nam tính nữ, luận về độ tàn bạo cùng nguy hiểm, coi như là 10 con giác tỉnh giả cũng không thể sánh được, loại bản chất vạn vẹo tà ác kia, bất luận là vì cái gì đều không thể thay đổi. Lâm Siêu trái tim đập ầm ầm, thân thể không dám di động một chút nào. Tất cả sự chú ý, đều khóa chặt vào trên người vực sâu nhân cách tuy hắn biết rằng nếu như nàng thật sự muốn giết chết mình phỏng chừng chỉ là sự việc trong nháy mắt nhưng hắn vẫn bản năng tiến hành phòng vệ nhưng mà vực sâu nhân cách cũng không có ra tay mấy giây thời gian trôi qua dài như một thế kỷ màu đen trong đôi mắt của nàng từ từ rút đi lộ ra tròng mắt màu trắng cùng con ngươi màu xanh lam khôi phục lại dáng dấp bạch tuyết mà lâm siêu quen thuộc nhìn bạch tuyết khuôn mặt ngơ ngác nhìn ra xung quanh lâm siêu trái tim đang cực kỳ căng thẳng lúc này mới thoáng thở vào nhẹ nhõm nhất thời cảm giác được lòng bàn tay chảy ra đầy mồ hôi lạnh trong lòng hắn cay đắng đánh giá bạch tuyết một lúc xác nhận nàng chắc chắn sẽ không biến lại thành vực sâu nhân cách mới đi ra khỏi nơi ẩn trốn nhanh chóng chạy tới nơi bạch tuyết đang đứng nhìn thấy lâm siêu xuất hiện bạch tuyết trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng tiến lên dùng đôi mắt đánh giá lâm siêu một lúc xác nhận lâm siêu không có bị thương mới thở vào nhẹ nhõm phẫn nộ nói cũng còn tốt, may là ngươi không có chuyện gì. Lâm siêu lập tức hỏi, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tuyết liền đoán ra vấn đề mà Lâm siêu muốn hỏi, nàng lén lút nhìn Lâm siêu, thấy hắn thành thật mà nhìn mình, nhất thời sợ đến mức cúi đầu xuống, mấy giây sau mới nhỏ giọng nói, nếu như ta nói cho ngươi biết, ngươi có đuổi ta đi hay không? Lâm siêu nhìn nàng giống như một đứa nhỏ phạm phải sai lầm, trong lòng không khỏi mềm nhũng, theo bản năng mà nói, đương nhiên sẽ không sau khi nói xong, hắn nhất thời câu mày, nhanh chóng bổ sung một câu, còn tùy vào tình huống mà giải quyết, nhưng mà ít ra sẽ không để cho ngươi rời đi khỏi ta. nghe hắn nói như vậy, bạch tuyết nhất thời ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vui vẻ, nói, có thật không? lâm siêu nhìn khuôn mặt nàng tràn ngập sự vui vẻ cùng ước ao, trong lòng tuôn ra mấy phần ấy nấy, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ra, mà lại nhẹ nhàng từ một tiếng bạch tuyết thở vào một cái giống như đã yên tâm nàng nhìn vào mắt lâm siêu nói nếu như lúc trước ta lừa dối ngươi ngươi có tức giận không lâm siêu khẽ cao mày nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bạch tuyết cắn chặt môi cúi đầu nói ta lúc trước có nói có thể áp chế nàng kỳ thực không phải ta có thể cảm giác được nàng ở trong cơ thể ta từ từ lớn mạnh tình huống ngày hôm nay ngươi cũng đã nhìn thấy nàng đã lớn mạnh đến mức vào thời điểm ta suy yếu có thể mạnh mẽ chiếm cứ thân thể. Lâm siêu trong lòng chìm xuống, tuy rằng lúc trước cũng đã đoán được phần nào, thế nhưng khi nghe chính miệng nàng nói, vẫn có mấy phần khiếp đảm. Nói như vậy, trải qua một thời gian nữa, nó muốn đi ra lúc nào cũng được. Lâm siêu nhìn Bạch Tuyết hỏi. Bạch Tuyết cúi đầu từ một tiếng, tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt của Lâm siêu, nói, ngươi đừng lo lắng, nếu như ta thật sự không còn cách nào khống chế nó, Ta sẽ sớm rời khỏi ngươi." Lâm Siêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu cùng buồn bực, hắn mạnh mẽ đem những cảm giác này áp chế xuống, trầm giọng hỏi, "Ngươi còn có thể áp chế nó bao lâu?" "Nó làm sao lại lớn mạnh?" "Dựa vào cái gì?" Bạch Tuyết khẽ lắc đầu, nói, "Ta cũng không biết, thế nhưng ta có thể cảm nhận được độ lớn mạnh của nó, nếu như đến thời điểm ta cảm giác không còn cách nào khống chế nó, ta sẽ nói cho ngươi." hiện tại nó có thể đi ra trong lúc ta suy yếu, thế nhưng lại không dám đã thương các ngươi, nếu không thì, ta sẽ đồng quy vô tận cùng với nó. Lâm siêu khẽ gật đầu, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nói, nếu ngươi nói như vậy, nó sẽ hy vọng ngươi biến mất mới đúng, tại sao nó lại giúp ngươi? Nếu như ngươi bị con quái vật kia đánh bại, hoặc ngươi bị hôn mê, nó chẳng phải là có thể thích làm gì thì làm. Bạch tuyết sửng sốt một chút, chậm rãi lắc đầu nói, coi như ta hôn mê, tiềm thức vẫn tỉnh táo, nên vẫn có thể ngăn cản được nó, vì lẽ đó nó mới trực tiếp ra tay, nó không muốn để cho con quái vật kia tiếp tục đụng vào thân thể của ta cùng nó. Lâm Siêu liền tỉnh ngộ. Chờ đã. Lâm Siêu đang nghe truyện trên TV audio CV bỗng nhiên nghĩ tới một điều rất quan trọng, hắn lập tức nhìn chầm chầm vào đôi mắt của Bạch Tuyết, từng chữ hỏi, nếu như có một ngày nó lớn mạnh đến mức ngươi không cách nào áp chế nổi, ngươi sẽ như thế nào? Biến mất sao? hay là bị nó thanh trừ hết. Bạch tuyết trung trung, tự hồ không nghĩ tới Lâm Siêu sẽ hỏi về vấn đề này, trên mặt nàng bỗng nhiên lộ ra mấy phần nhu tình, nói, nó sẽ không thanh trừ ta, làm như vậy nó sẽ bị suy yếu một phần sức mạnh, đợi đến lúc đó, chúng ta sẽ trao đổi với nhau, đến phiên nó làm chủ thân thể, mà ta sẽ lui lại trong cơ thể nó. Thông qua con mắt của nó nhìn ra thế giới bên ngoài, nói không chắc, lúc nào nó buồn chán, sẽ cho ta ra ngoài chơi mấy ngày lâm siêu nhìn nụ cười trên mặt của nàng đột nhiên không biết nên nói cái gì tuy rằng hắn đã đoán ra được tất cả thế nhưng hắn lại không muốn thấy một kết quả như vậy lấy bản tính tà ác của vực sâu nữ vương nếu như thật sự để nó làm chủ thân thể chỉ sợ bạch tuyết mãi mãi cũng không có cơ hội đi ra như vậy cùng với chết đi có gì khác biệt lâm siêu trong lòng toát ra sự phẫn nộ mãnh liệt rồi lại rất nhanh biến thành cảm giác vô lực sâu sắc trên ngực giống như có một tảng đá chặn lại không thở nổi hắn cắn chặt hàm răng hỏi nếu như ta đem vực sâu nhân cách bên trong cơ thể ngươi giết chết ngươi liền có thể vĩnh viễn làm chủ thân thể có phải không bạch tuyết chậm rãi lắc đầu nói ta với nó là quan hệ cộng sinh nếu như nó bị trọng thương nó sẽ trốn sâu vào bên trong thân thể của ta vì lẽ đó không có cách nào có thể giết chết nó lúc lâm siêu hỏi câu này hắn đã dự liệu được câu trả lời như vậy Thế nhưng sau khi chân chính biết được kết quả, hắn vẫn có cảm giác như lồng ngực bị trọng quyền đánh tới, đau đến mức không thể thở nổi, sự phẫn nộ cùng vô lực dân trào trong lòng hắn. Bỗng nhiên, trong đầu lâm siêu hiện lên một đạo linh quang, nghĩ đến một khả năng. Nếu như, nếu như là năng lực giả hệ tinh thần, sở hữu năng lực hệ tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, có thể hay không trực tiếp giết chết vực sâu nhân cách, bản chất của vực sâu nhân cách trên thực tế chính là ý thức năng lực hệ tinh thần có thể hay không trực tiếp tiêu diệt ý thức. Lâm Siêu càng nghĩ càng thấy đây là một biện pháp có tính khả thi cao. Thế nhưng rất nhanh chóng, hắn liền bỏ qua ý nghĩ này. Trên lý thuyết, năng lực giả hệ tinh thần đương nhiên có thể làm được. Nhưng mà, đi đâu để tìm một cường giả hệ tinh thần có thể trực tiếp bóp chết vực sâu nữ vương? Kiếp trước 12 con vực sâu nữ vương, chỉ có 3 con bị giết chết, nhưng mà ba con này đều không phải chết ở trong tay nhân loại, cũng không phải chết do bị tấn công bởi tinh thần lực, mà là bị nuốt sống. Nhân loại tiến hóa đến cực hạn, cũng chỉ là cấp 7, coi như lợi dụng bí pháp tiến hóa gian tiền sử, cũng chỉ tới cấp 8, tiến hóa giả cấp 8 ở trước mặt giác tỉnh giả, cũng chưa chắc là đối thủ, huống hồ là vực sâu nữ vương. Lâm siêu trong lòng chán nản, cứ như vậy trơ mắt nhìn bạch tuyết từ từ biến mất, hắn không chịu được. Trải qua thời gian dài ở chung như vậy, coi như là vưu tìm cùng hắc nguyệt, hắn đều có cảm tình cùng tín nhiệm huống hồ là nữ hài mà hắn quyến luyến đột nhiên lâm siêu trong lòng nghĩ đến một sinh vật chính là bạch miêu lần đó nó tự hồ có nói nó am hiểu nhất chính là thủ đoạn tinh thần hơn nữa nó có thể đối kháng cùng với vực sâu nhân cách nếu như nhờ nó ra tay lâm siêu nghĩ tới đây trong con mắt hiện ra một tia sáng tuy rằng bạch miêu với hắn có quan hệ không tốt nó hận không thể nuốt sống hắn thế nhưng chí ít nó vẫn có thể đối phó với vực sâu nữ vương dù sao cũng không tìm được bất luận biện pháp gì khác khả thi hơn hơn nữa lấy sự hiểu rõ của lâm siêu đối với con bạch miêu kia nó không phải là một con quái vật có lai lịch bình thường một con quái vật đa mưu túc trí như vậy chắc chắn sẽ không kích động lỗ mãn như vậy sẽ có khả năng ngồi xuống đàm luận lợi ích nếu như lần thứ hai gặp được bạch miêu có thể nhờ nó hỗ trợ lâm siêu thầm nghĩ trong lòng lát nữa tới nhờ lộ lộ dùng tinh võng tìm kiếm manh mối của bạch miêu sau khi nghĩ ra cách giải quyết tâm tình của lâm siêu nhất thời tỏ ra mấy phần ung dung lúc này bạch tuyết tựa hồ có ý định chuyển hướng cái đề tài này chỉ vào thi thể con giác tỉnh giả nói nó là sinh vật gì cảm giác so với vương thú còn lợi hại hơn rất nhiều lâm siêu thầm nghĩ đương nhiên là thế rồi trừ phi là vương thú sau này mới có thể đánh giết được giác tỉnh giả còn vương thú ở thời điểm này ở trước mặt giác tỉnh giả cũng chỉ là một món ăn. Sinh vật này gọi là giác tỉnh giả, còn lai lịch của nó ta cũng không biết. Lâm siêu đơn giản nói một câu, sau đó đi tới phía trước thi thể con giác tỉnh giả, chỉ thấy toàn thân nó màu xanh lục, có từng chấm tròn màu đen lấm tấm, mặt ngoài trơn bóng, không hề có lông tóc, giống như một sinh vật biến dị giữa nhân loại và ếch, nhưng trên thực tế. Nghiên cứu khoa học chế tạo ra sinh vật biến dị có gen hỗn hợp tuyệt đối không có sức mạnh cường đại như thế thi thể của giác tỉnh giả. Đôi mắt của Lâm Siêu nóng rực lên, nếu như tiến hành nghiên cứu, nói không chắc có thể từ trên thi thể của nó, truy tìm được lai lịch thực sự của nó. Chiến đấu đã kết thúc, phái người đến đem sinh vật này đưa đến viện nghiên cứu khoa học. Lâm Siêu cầm bộ đàm hướng về Phạm Hương Ngữ nói. Phạm Hư Ngữ thông qua hệ thống theo dõi, vẫn luôn chú ý đến tình huống nơi này, sau khi nghe được mệnh lệnh của Lâm Siêu, lập tức đem mệnh lệnh truyền đi cho thủ hạ. Lúc này nhóm người hát nguyệt, Lâm Thi Vũ, vừa tìm cùng lãnh chân đã nhận ra nguy hiểm đã được giải trừ, liền nhanh chóng chạy tới, Lâm Siêu cũng không nói tỉ mỉ với bọn họ, đơn giản nói qua một chút, mang theo thi thể con giác tỉnh giả đi tới Viện Nghiên cứu Khoa học. Mặc dù gọi là Viện Nghiên cứu Khoa học, thế nhưng số lượng nhân viên chuyên nghiệp bên trong cũng không nhiều, cùng với căn cứ viêm hoàn cách xa lơ xa lắc, đối với người bình thường may mắn còn sống sót mà nói, ở trong tận thế nhà khoa học chính là con ghẻ. Trong đầu có nhiều tri thức hơn nữa, cũng không đổi lấy được một ổ bánh mì. Nhưng đối với mục tiêu sinh tồn lâu dài của căn cứ mà nói, nhà khoa học chính là của cải quý giá nhất, thậm chí có thể hy sinh quân đội để bảo vệ sinh mạng của một nhà khoa học. Nhà khoa học chính là hy vọng cùng tương lai của nhân loại. Trong số những người may mắn còn sống sót bên trong căn cứ, ngành nghề nào cũng có, số lượng lên tới hàng vạn, đa số là các nghề phổ thông, thế nhưng có thể gọi là nhà khoa học lại không có bao nhiêu. Điều duy nhất có thể vui mừng chính là, chỉ ít trong số những người này, còn có một số người có kinh nghiệm về y tế. Có thể làm trợ thủ hỗ trợ ở Viện Nghiên cứu Khoa học. Ở trong Viện Nghiên cứu Khoa học, tổng cộng có 6 nhà khoa học, mỗi người phụ trách một mảng nghiên cứu riêng. Trong số 6 nhà khoa học này, chỉ có một nhà khoa học là người. 5 nhà khoa học còn lại đều là hữu thi. Phạm Hương Ngữ đem 5 nhà khoa học này cảm hóa thành hữu thi thể chất của chúng nó đã đạt hơn 40 lần, bề ngoài một nát của chúng nó đã khôi phục lại hoàn toàn giống như một người bình thường, chỉ là sắc mặt có vẻ tái nhợt hơn một ít, hơn nữa chúng nó rất ít khi nói chuyện, mỗi ngày chúng nó sẽ đem một ít sinh vật thí nghiệm dư thừa. Hoặc là sinh vật thí nghiệm thất bại, vào trong một cái mật thất bí mật ăn đi, coi như là thức ăn của chúng nó. Nhân viên chuyên nghiệp làm trợ thủ hỗ trợ chúng nó, cũng không biết mấy vị khoa học đức cao vọng trọng đầy quyền uy này, kỳ thực lại là hữu thi ngày nào cũng được ăn uống sung túc trong lúc chúng nó tiến hành thí nghiệm nếu có bị máu tươi của các sinh vật thí nghiệm kích thích bọn chúng cũng có thể kìm nén không lộ ra răng nanh dữ tợn làm cộng sự cùng với năm con hủ thi này là một nhà khoa học do lâm siêu mang về phụ trách nghiên cứu thí nghiệm cách mở khóa gen được mang ra từ trong tổ chức bàn cổ thần bí nhất châu á hắn không tiết lộ tên của mình bên trong viện nghiên cứu mọi người đều gọi hắn là kẻ điên bởi vì hắn xác thực rất điên cuồng trong lúc nghiên cứu loại gen của một số sinh vật nhỏ, hắn sẽ có lúc sẽ đích thân nếm thử mùi vị máu tươi của chúng nó, có đôi lúc trợ thủ của hắn nhìn thấy hắn nằm ở giữa một đống sinh vật thí nghiệm. Nếu như có người nói hắn là hữu thi, tuyệt đối sẽ không có ai hoài nghi. Lâm siêu đem giác tỉnh giả đưa đến phòng thí nghiệm của kẻ điên, trong số 6 nhà khoa học, kẻ điên nghiên cứu ra thành phẩm là nhiều nhất, tri thức cũng là uyên bác nhất. Sau khi Lâm siêu tiến vào phòng thí nghiệm, thì thấy tên điên này đang làm thí nghiệm với một cái lông chim của vũ dực phi xà vương thú lâm siêu nhìn thấy dáng dấp chăm chú của hắn trực tiếp cắt ngang hắn nói trước tiên giúp ta nghiên cứu sinh vật này phân tích lai lịch của nó là từ sinh vật gì tiến hóa lên không rảnh kẻ điên cũng không thèm ngẩng đầu lên đáp lời lâm siêu hơi nhíu mày đem cái lông chim kia cầm lên sau đó nhấc bổng kẻ điên lên đưa hắn tới trước mặt giác tỉnh giả nói lập tức nghiên cứu Kẻ điên cũng không thèm giải dụa, chỉ là nén giận, lạnh lùng nhìn Lâm Siêu, bất quá, lúc nhìn thấy giác tỉnh giả, sự tức giận trong mắt hắn liền biến mất. Đây là hỗn hợp gian giữa người và thú. Kẻ điên chỉnh lại cái kính mắt, không lưng tỉ mỉ đánh giá thi thể giác tỉnh giả, đâm chiêu nói, từ kết cấu tứ chi mà nói, chắc chắn có một phần gian của nhân loại, nhưng mà, gian của nhân loại có giới hạn, vừa nãy ở bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như vậy, chính là sinh vật này. Không sai lâm siêu nói ta cần phải nhanh chóng biết được lai lịch của nó ta sẽ làm hết sức kẻ điên lần này không có từ chối liếm môi một cái nói rằng tin tức cụ thể cần giải phẫu thi thể của nó phân tích kết cấu xương cốt cùng gian tổ hợp việc này cần một chút thời gian hơn nữa bằng vào năng lực của một mình ta không cách nào làm được ta cần một cái máy đo quang phổ gian cùng một nhà sinh vật học chuyên nghiệp đến hỗ trợ ta có thể lâm siêu khẽ gật đầu vào thời điểm xây dựng viện nghiên cứu khoa học phạm hương ngữ từ căn cứ viêm hoàng đã mượn được bản vẽ máy đo quang phổ còn về nhà sinh vật học trong căn cứ vừa vặn có hai người một người là giáo sư một người là chủ nhiệm khoa sinh vật của một trường đại học nào đó có hai người này hỗ trợ có lẽ sẽ giúp ích được một chút cần bao nhiêu thời gian lâm siêu hỏi kẻ điên ánh mắt trước sau vẫn đang đánh giá thi thể của giác tỉnh giả nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói cái này cần phải xem ngươi muốn thấu hiểu bao nhiêu, nếu như là muốn đo lường cường độ tế bào của nó, lấy máy móc trong phòng thí nghiệm, chỉ cần 2, 3 tiếng là xong, nếu như muốn biết nó có thể tiến hóa đến cấp độ nào thì cần phải nghiên cứu sâu hơn, nếu như thuận lợi thì đại khái khoảng 7, 8 ngày là xong. Còn nếu không thuận lợi thì sao? Vưu Tiềm đang đứng bên người Lâm Siêu không nhịn được xem mồm hỏi. Kẻ đi ngẩng đầu lên, ánh mắt xem thường nhìn hắn, nói: nếu không thuận lợi, đương nhiên là cả đời cũng chưa chắc có thể nghiên cứu ra. Vưu tìm liền ngạc nhiên. Lâm siêu trầm mặt trong chốc lát, mới nói, nếu như ngươi cần máy móc gì, ngươi cứ nói với Phạm Hương Ngữ, thí nghiệm này mang ý nghĩa trọng đại, hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó. Ta đối với bất kỳ thí nghiệm nào cũng toàn lực ứng phó. Kẻ điên không phản đối nói, ta biết, từ sức mạnh của con quái vật này có thể thấy, nó đã vượt qua phạm trù sức mạnh cực hạn của nhân loại, người nếu muốn từ trên người nó nghiên cứu ra phương pháp đột phá cực hạn của nhân loại cùng với việc nó tiến hóa từ sinh vật gì yên tâm hai việc này ta sẽ tận lực tìm đáp án cho ngươi lâm siêu nhìn hắn thật sâu không nói thêm gì nữa rời khỏi phòng thí nghiệm mấy người lâm thi vũ vưu tìm cùng hắc nguyệt cũng rời đi theo lão đại tại sao không giải phẫu thi thể của con quái vật kia trước nói không chừng trong cơ thể nó cũng có nguồn năng lượng tiến hóa Vưu Tìm đuổi theo Lâm Siêu hỏi. Lâm Siêu liếc hắn một cái, sau đó bước chân nhanh hơn, đi lên trên lầu. Hắc Nguyệt cùng Lãnh Chân lập tức đuổi tới. Vưu Tìm ngơ ngác hỏi, ta nói sai cái gì rồi à? Lâm Thi Vũ đi ngang qua bên cạnh hắn, tức giận nói, ngươi tại sao không dùng cái đầu suy nghĩ một chút, trước tiên không nói về việc trong cơ thể con giác tỉnh giả này có hay không có nguồn năng lượng tiến hóa. Coi như là có, bằng vào thể chất của chúng ta bây giờ cũng không có cách nào dùng, huống hồ, sinh vật như vậy hiện nay cũng không có nhiều, giá trị nghiên cứu không phải lớn hơn nhiều so với đem ăn đi hay sao? Vưu tìm nhất thời yên lặng. Căn cứ Tân Nguyệt Tại nơi ở của Tân Nguyệt Nữ Vương Lúc này là 3 giờ chiều, nhưng bên trong pháo đài cổ lại âm trầm u ám, trên vách tường có treo một ngọn nến thắp sáng, ở cuối hành lang, chính là phòng ngủ của Tân Nguyệt Nữ Vương phòng ngủ lại cực kỳ thông thoáng, nối liền cùng với thư phòng, ở trên các giá sách bằng gỗ tất cả đều là các loại sách cổ dày cộm. Đa số thời gian Tân Nguyệt Nữ Vương đều ở chỗ này xem sách cổ về các quốc gia, tốc độ nàng xem cực kỳ nhanh, thông thường một ngày nàng có thể xem xong 20 bản sách cổ dày cộm như vậy. Ở trong pháo đài một người thị vệ cũng không có, bên trong lâu đài trống rỗng chỉ còn dư lại một ngọn nến màu trắng, cùng với âm thanh lật sách nhẹ nhàng. Tân Nguyệt Nữ Vương nghiêng người dựa lên trên ghế, trong tay nắm một quyển sách có tên là truyền thuyết bí ẩn về vườn treo babylon ngôn ngữ trên trang sách cũng không phải là hán ngữ hay tiếng anh nếu như lâm siêu ở đây thì có thể nhận ra đây là chữ tượng hình nền văn minh của babylon kẹt kẹt cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra một con mèo nhỏ trắng như tuyết từ ngoài cửa đi vào nhẹ nhàng nhảy lên trên đùi tân nguyệt nữ vương liếm liếm móng vuốt nói kế hoạch lần trước chúng ta chuẩn bị đem hủy bỏ đi tân nguyệt nữ vương nhìn bạch miêu trên khuôn mặt bình tĩnh không có bất kỳ biểu lộ gì, nói, nguyên nhân. Bạch Miêu hiếp mắt lại, giống như là đang cười, nhưng cũng làm cho người ta sinh ra một cảm giác kinh sợ, tên tiểu tử kia chẳng mấy chốc sẽ xong đời, giác tỉnh giả đã xuất hiện, hơn nữa theo thời gian trôi đi, sẽ càng ngày xuất hiện càng nhiều, lần này con giác tỉnh giả kia xuất hiện, bị con vực sâu chết tiệt kia giết chết, thế nhưng, con vực sâu này cũng rất nhanh sẽ thức tỉnh, đến thời điểm đó, tên tiểu tử đó sẽ trở thành món ăn đầu tiên của nó tân nguyệt nữ vương ánh mắt lóe lên một tia sáng khó mà nhận ra nói mấy lần trước nghe ngươi nhắc qua giác tỉnh giả giác tỉnh giả là từ đâu mà đến bạch miêu nhìn nàng một cái giơ móng vuốt trèo lên người của nàng bò lên tới bộ ngực của nàng con ngươi màu vàng ống nhìn nàng nói ngươi đoán thử xem tân nguyệt nữ vương nhìn con mắt của nó tự hồ từ bên trong nhìn thấy một ký hiệu màu đen khuôn mặt bỗng nhiên ngẩn ra Lẽ nào là Sau ba ngày giác tỉnh giả tập kích căn cứ Lâm siêu mấy ngày này vẫn luôn ở trong căn cứ Một bên quan tâm kết quả nghiên cứu giác tỉnh giả Một bên huấn luyện hắc nguyệt cùng vưu tìm kỹ xảo chiến đấu Trải qua ba ngày nghiên cứu Kẻ điên đã nghiên cứu ra một ít tin tức có giá trị Đầu tiên Cường độ tế bào của con giác tỉnh giả này đại khái là gấp 1,600 lần nhân loại trở lên, cường độ tế bào cỡ này vượt xa cường độ tế bào của tiến hóa giả cấp 7. Thứ hai, thông qua trắc tự gen tổ hợp cùng phân tích vi sinh vật, đã phân tích ra được 54% gen tổ hợp của giác tỉnh giả, thông qua nhiễm sắc thể trong cơ thể con giác tỉnh giả, tổng cộng kiểm tra ra 36 vạn loại đặc tính sinh vật. Nói một cách đơn giản, con giác tỉnh giả này hầu như nắm giữ toàn bộ các năng lực cực hạn. Bất kể là thị giác, thính giác, xúc giác, sức bật, sức mạnh, bắp thịt, năng lực khống chế, các loại phương diện đều là gần như là hoàn mỹ, không có bất kỳ nhược điểm nào. Kết quả thí nghiệm này làm cho các nhà khoa học cùng nhân viên đều chấn động. Bởi vì từ trên lý thuyết mà nói, đây là sinh vật không thể xuất hiện, thân thể của con giác tỉnh giả lại có thể tập hợp vô số nhiễm sắc thể cùng đặc tính của các loại sinh vật với nhau, giống như một nồi lẩu thập cẩm, dùng một kỹ thuật đặc biệt mà bọn họ không thể nào hiểu được, chế tạo ra một loại gian đặc biệt kiểu mới. Nếu như từ góc độ khoa học mà nói, sinh vật giống như vậy trong quá khứ, sẽ được gọi là thần. Đây là một loại sinh vật chỉ có trong tưởng tượng của các nhà khoa học, sinh vật hoàn mỹ nhất. Thế nhưng, trải qua nghiên cứu, điều duy nhất không hoàn mỹ chính là, trong đầu con giác tỉnh giả này cũng không có quá nhiều tế bào trí lực, giống như bộ não không trọn vẹn, hơn nữa, trong cơ thể nó các loại gen hỗn hợp quá nhiều, đạt đến 70% trở lên, dẫn đến cấu tạo não bộ xuất hiện đứt gãy, không cách nào gánh chịu quá nhiều loại gen khi thí nghiệm đến bước này thì bao gồm cả kẻ điên lẫn mấy nhà khoa học còn lại đều sâu sắc tiếc nuối nếu như đại não của con giác tỉnh giả này nắm giữ trí tuệ giống như nhân loại như vậy về mặt ý nghĩa nó chân chính là thần cũng chính là mục tiêu tiến hóa cuối cùng của mọi sinh vật sau khi thí nghiệm tiến triển đến ngày thứ ba kẻ điên lần thứ hai có phát hiện kinh người trong lúc trắc tự gen của con giác tỉnh giả hắn phát hiện ra một phần chuỗi gian người hoàn chỉnh chuỗi gian người hoàn chỉnh này bị lắng động ở tầng dưới chót thông qua cái thí nghiệm kinh người này có thể chứng minh được con giác tỉnh giả này có quan hệ với nhân loại. Kẻ điên lúc này đưa ra hai cái suy luận. Thứ nhất, con giác tỉnh giả này là do kết hợp với nhân loại tạo thành. Thứ hai, con giác tỉnh giả này là do nhân loại tiến hóa ra. Bất kể là cái suy luận nào, đều là cơ mật kinh thế hải tục. Trong khi kẻ điên chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa thì đột nhiên lại xuất hiện đứt gãy, không có cách nào tiếp tục tiến triển, Dụng cụ của phòng thí nghiệm không đủ tiên tiến, không có cách nào tìm tòi nghiên cứu ra tầng bí mật sâu hơn. Lâm Siêu chỉ có thể tạm thời biết như thế, đem cái thí nghiệm này toàn quyền giao cho Phạm Hương ngữ phụ trách giám sát, hết thảy các tài liệu cùng tư liệu thí nghiệm đều xếp vào cơ mật tối cao. Thời gian sau này, Phạm Hương ngữ vẫn ở lại căn cứ, tu sửa tường thành, Hắc Nguyệt cùng Vưu tìm tự do phát triển, Lâm Siêu thì sau khi nói lời từ biệt với mọi người, liền rời khỏi căn cứ, một mình đi tới thành PL. Bây giờ giác tỉnh giả đã xuất hiện, lúc này tìm biện pháp đối phó với giác tỉnh giả chính là vấn đề hàng đầu, Lâm Siêu nhất định phải mau chóng thu được thân phận công dân Atlantis ba sao, tìm được biện pháp đối phó với giác tỉnh giả, hắn mới có thể an tâm. Trên đường đi tới thành POL, Lâm Siêu trước tiên đi một chuyến tới khu vực vực sâu nơi Bạch Tuyết đã từng ngủ say, ở nơi đó tìm tòi nghiên cứu một phen. Lúc đầu, Lâm Siêu đối với khu vực vực sâu cũng không có chú ý nhiều, Thế nhưng sau khi trải qua sự tình giác tỉnh giả, hắn bỗng nhiên nghĩ đến điểm sơ hở của mình, toàn bộ thế giới có 12 con vực sâu nữ vương, tự hồ, vẫn chỉ ở cố định một vị trí. Vực sâu nữ vương ở 12 khu vực vực sâu, rõ ràng nắm giữ sức mạnh khủng bố như vậy, vì sao chỉ ở khu vực mà mình thức tỉnh hoạt động? Chúng nó đang thủ hộ cái gì? Hoặc là, bị cái gì đó ràng buộc, không có cách nào rời đi. Lâm siêu trực tiếp dùng long dực bay về hướng đông bắc, bay về khu vực vực sâu ven đường nhìn thấy ba bốn con quái vật cấp s cùng với một con quái vật cấp lĩnh chủ đều tiện tay giết chết làm lương thực dự trữ trên người lấy thể chất của hắn lúc này ăn thịt quái vật cấp s vừa vặn có thể thỏa mãn dạ dày tuy nhiên bao không khí thể tích chứa đựng có hạn lâm siêu chỉ có thể giữ lại những bộ phận quan trọng may là hắn có kinh nghiệm săn bắn phong phú từ tứ chi cấu tạo của quái vật liền có thể đại khái suy đoán ra chủng loại tuy đa số thịt của các loại quái vật đều có thể ăn được, nhưng vẫn có loại quái vật trên người toàn kịch độc. Ngay cả lớp vẫy bên ngoài cơ thể cũng chứa đựng độc tính nồng đậm, may mà có huyết nha chiến giáp chống đỡ, mới có thể miễn nhiễm với virus. Lâm siêu thuần thục cắt ra các khối thịt có thể ăn trên người chúng nó, cùng với các bộ phận biến dị đặc thù. Các bộ phận biến dị đặc thù này nắm giữ các loại năng lực của quái vật, cùng các loại đặc tính không thể tưởng tượng nổi, chính là tài liệu chủ yếu dùng để chế tạo vũ khí sinh hóa trong tận thế. Ngoài ra, nguồn năng lượng gen trong cơ thể của mấy con quái vật cấp S cùng với quái vật cấp lĩnh chủ này cũng làm cho thể chất của Lâm Siêu nhanh chóng tăng lên, đạt đến 169 lần, trong đó nguồn năng lượng gen của con quái vật cấp lĩnh chủ làm cho hắn một hơi tăng lên đến 5 lần thể chất, điều này làm cho Lâm Siêu không thể không nuối tiếc. Nếu như có hắc nguyệt ở đây, hiệu quả sẽ tăng gấp đôi, phỏng chừng có thể tăng lên được 7, 8 lần thể chất. Sắc trời dần tối. Lâm Siêu đã đến bên ngoài khu vực vực sâu, hắn không tiếp tục tiến lên, mà chuẩn bị ở phụ cận nghỉ ngơi một đêm, chờ rạng sáng ngày mai lại đi vào thăm dò, dù sao nơi này cũng từng là khu vực vực sâu, ai biết có ẩn dấu bí mật gì hay không, buổi tối tiến vào quá mạo hiểm, vẫn nên cẩn thận một chút. Lâm Siêu vừa mới chuẩn bị tùy tiện tìm một căn nhà bỏ hoang để ở, đột nhiên từ phía trước 500 mét, có mấy bóng người đang lay động, lúc hắn nhìn kỹ lại thì lập tức phát hiện là mấy người may mắn còn sống sót trang bị súng ống đầy đủ mấy người này ở phía trước một bức tường tàn tạ đi qua đi lại tự hồ đang tuần tra lâm siêu ánh mắt rơi vào tòa nhà cũ nát phía sau bọn hắn lập tức nhìn thấy một ít dấu vết sinh hoạt rất hiển nhiên nơi này hẳn là một khu dân cư tụ tập cỡ vừa có khu dân cư thì có nguồn nước sau khi tai nạn bùng phát nguồn nước ngầm cùng các hệ thống thủy điện tất cả đều bị tê liệt coi như là hắn cũng cần phải đem theo nước tinh khiết dự trữ mới có thể tiến vào trong vùng hoang dã. Ngay cả những cái hồ nhỏ trong công viên thành thị cũng đã sớm bị các loại quái vật uống cạn. Hơn nữa bây giờ mặt đất nhiệt độ cực kỳ cao, các mạch nước ngầm ở dưới lòng đất dần dần bốc hơi hết, Trừ Phi bây giờ phải sửa chữa hệ thống thủy điện, sau đó tiến hành dẫn các nguồn nước ô nhiễm vào hệ thống lọc. Bằng không cơ bản không tìm được một giọt nước. Lâm Siêu nhìn khu dân cư tụ tập đi đến nơi bọn lính gác đang tuần tra. Trước đây khi sinh tồn ở nơi hoang dã, Lâm siêu thường thường đem theo một khẩu súng, mỗi khi đi qua một khu dân cư tụ tập. Sẽ vào bên trong đổi mấy bình nước ít ô nhiễm cùng một ít ổ bánh mì lúa mạch, chỉ cần có tiền do các căn cứ lớn phát hành, liền có thể ở bên trong khu dân cư tụ tập mua được những món đồ này. Đồng thời có thể ở bên trong phòng trọ nghỉ ngơi, tuy nhiên, những quán trọ này đại đa số đều là hát điếm, nếu như người ngây thơ an tâm ngủ ngày thứ hai có khả năng cao sẽ phát hiện mình bị luộc ở trong một nồi nước lúc này lâm siêu tiến vào tầm nhìn của lính gác hắn đem huyết nha chiến giáp thu lại vào trong cơ thể bên ngoài hiện ra một bộ quần áo màu đen sạch sẽ phối hợp với đôi giày được làm bằng hợp kim màu bạc trên chân có mấy phần khí chất của một võ sĩ tự do lính gác nhìn thấy tình huống này lập tức chú ý đến khi nhìn thấy lâm siêu chỉ có một người mới thở vào nhẹ nhõm một người lính gác ngẩng đầu lên hướng về phía lâm siêu lớn tiếng nói này ngươi là người may mắn còn sống sót sao lâm siêu giơ tay lên ra hiệu không có ác ý người lính gác này nhìn kỹ lâm siêu hướng về đồng bạn nói người này có chút quái lạ y phục trên người quá sạch sẽ không giống như người may mắn còn sống sót lẽ nào là đại nhân vật ở căn cứ hấp huyết kia hắn chỉ có một người không cần phải lo lắng chỉ cần không phải là mấy con hủ thi kia tiến tới là được một tên lính gác khác nói: "Nếu như hắn là một người lưu lạc, chúng ta có thể thu nhận giúp đỡ hắn, xem khí sắc của người này, so với đám dân chạy nạn tốt hơn nhiều lắm. Ta trước tiên đi báo cáo với đội trưởng." Mấy tên lính gác hội ý một lúc, lập tức có quyết định. Lâm Siêu nhìn thấy mấy tên lính gác này không có lập tức nổ súng, liền biết nơi này không phải một khu tụ tập bạo dân, lúc này mới yên tâm lại, nếu như không cần thiết, hắn cũng không muốn giết chóc quá nhiều tránh khỏi việc sau này khi triển khai tế bào thần tính trên cánh tay phải tạo thành trở ngại. Rất nhanh, mấy tên lính gác liền dẫn Lâm Sư tiến vào trong khu dân cư, đầu tiên là trải qua mấy tên lính gác lục soát, từ trong túi của hắn lấy ra một cái chủy thủ quân dụng mà hắn cố ý bỏ vào, một cái súng lục cùng với hai băng đạn, đối với trang bị như vậy, mấy tên lính gác cũng không có kinh ngạc, hiển nhiên. Một người muốn sinh tồn ở nơi hoang dã, nếu như ngay cả ngần ấy trang bị cũng không có vậy làm thế nào có thể còn sống sót tiếp theo là kiểm tra một ít máu tươi của lâm siêu sau khi nhìn thấy là màu đỏ mới yên tâm anh bạn ngươi chỉ có một mình thôi sao có muốn hay không gia nhập với chúng ta một tên lính gác trung niên hướng về lâm siêu giơ cây súng lên không phải là có ý tứ uy hiếp mà là biểu thị chúng ta có súng có thể bảo đảm an toàn lâm siêu khẽ lắc đầu nói ta chỉ đến trao đổi một ít nước thiếu nước sao người lính gác này dùng mắt đánh giá lâm siêu nhìn thấy da dẻ lâm siêu trắng nõn sạch sẽ ánh mắt hơi ngạc nhiên lập tức cười nói chúng ta nơi này có nước thế nhưng ngươi định dùng cái gì trao đổi một băng đạn có được không lâm siêu nói ngươi cam lòng tên lính gác trung niên kinh ngạc hỏi lâm siêu nói đương nhiên được rồi tên lính gác trung niên nhìn thấy dáng dấp lạnh lùng của lâm siêu cũng không hỏi thêm cái gì nữa nói đi theo ta sau đó xoay người đi về phía tòa nhà lớn cũ nát. Lâm siêu đi theo phía sau hắn, đi qua cánh cửa màu đen trong tòa nhà, trong lòng mơ hồ nhớ lại thời điểm kiếp trước một mình lang bạc trong hoang dã, chỉ là khi đó mỗi lần hắn tiến vào khu tụ tập dân cư đều phải cẩn thận từng ly từng tí một, cảnh giác phạm vi nguy hiểm, chỉ lo đưa tới họa sát thân, thế nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn thăm dò một ít tin tức, không muốn gây chuyện cùng bọn họ, miễn tạo ra giết chóc đổ máu. Rất nhanh, lâm siêu đi theo tên lính gác trung niên đi tới bãi đậu xe dưới tòa nhà nơi này tất cả xe cộ đều đã được dọn đi được cải tạo lại thành một nơi tương tự như một sòng bạc dưới mặt đất phi thường náo nhiệt có nữ nhân đứng trên bàn vặn vẹo vòng eo có những đại hán thô lỗ da dẻ năm đen có sòng bài tú lơ khơ các nơi giải trí duy nhất không đồng điệu chính là trên đất có rất nhiều vết máu đã khô lại đồng thời đại đa số trên người mỗi người đều có một phần da dẻ một nát lấm tấm có người bị ở trên mặt, có người bị ở trên bụng. Lâm Siêu biết đây là do trường kỳ sử dụng nguồn nước ô nhiễm tạo thành, trong nước không chỉ chứa virus, còn có các loại sinh vật khác ngâm ở trong nước, trên người bị nhiễm ký sinh trùng loại nhỏ cùng bệnh khuẩn, sau khi tích lũy ở trên người một thời gian dài, sẽ từ từ lên men, có người sẽ trực tiếp chết đi. Có người sẽ bị mục nát từng bộ phận một. Ngoại trừ hoàn cảnh sinh hoạt tại các căn cứ lớn, khu dân cư tụ tập cùng với hữu thi không có nhiều khác biệt, hoàn cảnh sinh hoạt cực kỳ thấp, sinh mệnh không hề có giá trị. Đội trưởng Lưu, người này muốn mua nước. Tên lính gác trung niên mang lâm siêu đi tới trước mặt một người, là một tráng hán đầu trọc trên người đầy hình xăm, cung kính nói. Tráng hán đầu trọc đang ôm một mỹ nữ có khuôn mặt trái xoan trong lòng ngực, trong miệng ngậm một điếu thuốc, lười biến liếc nhìn lâm siêu, nhìn thấy dáng dấp hắn sạch sẽ, hơi hơi kinh ngạc, nhưng hắn lập tức cười lạnh một tiếng, mang mấy phần miệt thị nói, ngươi định dùng cái gì để đổi một băng đạn lâm siêu nói súng lục cũ kỹ như vậy tráng hán đầu trọc khẽ cao mày lập tức lạnh nhạt nói may là chúng ta ở đây có mấy khẩu súng như vậy như vậy đi hai bình nước đổi hay không đổi lâm siêu liếc mắt nhìn hắn nói đổi tráng hán đầu trọc không nghĩ tới giá cả như vậy lâm siêu cũng chấp nhận cũng không có ý tứ trả giá hắn lần thứ hai chăm chú đánh giá lại lâm siêu cũng không nhìn thấy lâm siêu mang theo ba lô mới thất vọng thu hồi ánh mắt phất tay nói dẫn hắn đi đổi đi tên lính gác trung niên đáp một tiếng mang lâm siêu đi tới trước một cái quầy hướng tới một nữ nhân xinh đẹp mặc đồ hở hang đứng trong quầy nói cho hắn hai bình nước nữ nhân trẻ tuổi này không giống với những người khác trên người chỉ có một ít vết bẩn đầu tóc cũng không tỏa ra mùi hôi thối khi nàng nhìn thấy lâm siêu làn da trắng miệng trang phục sạch sẽ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức hướng về phía lâm siêu nở nụ cười ôn nhu chớp chớp mắt, nói, tiểu ca, mới tới đây phải không? Có muốn hay không buổi tối đi uống chút rượu với tỷ tỷ? Tên lính gác trung niên tức giận nói, đừng có phát xuân, ngươi muốn chơi nam nhân thì đi tìm người khác. Không liên quan tới người. Nữ nhân trẻ tuổi lường hắn một cái. Lập tức hướng về phía lâm siêu nở nụ cười mê người, nói, tiểu ca, có hứng thú hay không? Lâm siêu đạm mạc nói, không có hứng thú. Có nghe không, nhanh đi lấy nước. Tên lính gác trung niên nhìn thấy Lâm Siêu cũng không có bị sắc đẹp mê hoặc, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, nhìn bề ngoài của Lâm Siêu, hoàn toàn như một tiểu tử chưa từng trải qua sự đời, nếu như không phải trên người nghèo rất mùng tơi, không có mang theo hành lý gì. Nếu không đã bị người ta lừa không còn manh giáp. Nữ nhân trẻ tuổi u oán nhìn Lâm Siêu, nhưng vẫn xoay người từ trong quầy lấy ra hai bình nước, hướng về phía Lâm Siêu nói, xem ngươi đẹp trai như vậy, Ta cũng không muốn lừa bịp ngươi, sau này nếu như nhớ ta, bất cứ lúc nào có thể tới nha." Lâm Siêu liếc mắt nhìn hai bình nước, đều được đổ đầy đến miệng bình. Người bình thường nếu như đến đổi nước, chỉ có thể nhận được nửa bình nước, đây là quy củ ở khu tụ tập, nếu như ngươi tức giận trả lại bình nước, như vậy sau một khắc sẽ bị trói cô lại, ném vào trong thùng làm thịt muối. "Cảm tạ." Lâm Siêu cảm ơn một tiếng đem một băng đạn đặt lên trên quầy, sau đó đem hai bình nước thu vào bên trong ống tay, chuẩn bị tìm một chỗ không người, tạm thời nghỉ ngơi một đêm, chờ sáng mai hừng đông liền đi khu vực sâu tìm tòi nghiên cứu. Tên lính gác trung niên tự hồ nhìn ra dự định của Lâm Siêu, có chút thiện ý nói, nếu như ngươi muốn nghỉ ngơi, chúng ta có thể miễn phí chỗ ở, hoàn cảnh cũng tạm được. Lâm Siêu liếc mắt nhìn hắn, sau đó lắc đầu nói, không cần. Nói xong hắn liền đi tới một góc âm u trong tầng hầm, lấy một tấm plastic trải ra trên mặt đất rồi ngồi lên, dựa lưng vào vách tường. Cứ như vậy liền tiến vào trạng thái ngủ say, đem các loại tiếng ồn xung quanh bỏ ra ngoài tai. Một người có làn da trắng miệng như thế, thực sự là hiếm thấy, chắc hẳn là con của một đại nhân vật hoặc tướng quân ở một căn cứ lớn nào đó. Nữ nhân xinh đẹp ở sau quầy nhìn Lâm Siêu đang ngồi trong góc tối, nghĩ đến lúc hắn đưa tay lấy hai bình nước lộ ra ngón tay thon dài trắng nõn, nhất thời bụng dưới cảm thấy nóng lên. Tên lính gác trung niên nhìn chầm chầm vào lâm siêu ở trong góc tối, ánh mắt lấp lóe không yên, cuối cùng vẫn thở dài, cầm lấy cây súng ngắm của mình, rời khỏi tầng hầm, trở về bên ngoài tiếp tục tuần tra. Hắn cũng không biết, vừa nãy hắn nảy sinh ý nghĩ sai lầm, suýt nữa làm cho cả khu tụ tập bị hủy diệt. Màn đêm hoàn toàn buông xuống. Từng loạt tiếng hô khàn khàn từ xa xa bên ngoài truyền đến, phản phất như một con giả thú dữ tợn nào đó đang gào thét, mọi người ở khu tụ tập đều biết, Đám sinh vật mục nát bất tử ở bên ngoài kia lại bắt đầu đi kiếm ăn. Mọi người trong khu tụ tập đóng cánh cửa bằng sắt dưới tầng hầm lại, nếu như có tình huống nguy hiểm gì, lính gác ở bên ngoài sẽ đánh chuông báo động. Ở bên trong khu tụ tập đại đa số là nữ nhân cùng nam nhân, hầu như không có người già cùng trẻ nhỏ, hiển nhiên, hai loại người yếu ớt này, trong tận thế rất khó có thể sống sót. Khoảng 9 giờ tối, phần lớn mọi người đều dừng lại việc chơi bài, giải trí cùng chơi gái chuẩn bị ôm nữ nhân của mình trở về chỗ ngủ đúng lúc này cửa sắt đột nhiên bị mở ra tên lính gác trung niên lúc trước dẫn theo một tiểu đội năm người đi vào năm người này được trang bị hoàng mỹ mỗi người đều mang theo súng ống một người trong đó còn vác theo một cây súng máy hạng nặng cây súng máy bằng thép màu đen tràn ngập lực uy hiếp nếu có ai dám bất mãn lập tức sẽ bị bắn nát đầu người cầm đầu tiểu đội là một người trẻ tuổi tướng mạo bình thường tuy rằng bề ngoài không có gì đặc biệt thế nhưng trên người hắn lại đeo một cây súng trường cùng một cây cung bên hông treo lơ lửng một cây trường kiếm đặc chế sự mê hoặc của hắn so với bất kỳ tên đẹp trai nào đều lớn hơn rất nhiều các nữ nhân đang ngồi trong lòng mấy nam nhân ở trong khu tụ tập đều hướng về phía hắn nở nụ cười mê người trải qua một hồi tai nạn tính cách con người biến hóa cực kỳ nhanh những nữ nhân này đã từng giữ gìn sự trong sạch coi trọng trinh tiết đại đa số đều bị hiện thực cùng sự sợ hãi đánh bại không có cái gì so với đám quái vật miệng đầy răng nhọn máu tanh có lực uy hiếp hơn, vì lẽ đó ở bên trong tận thế. Đại đa số nữ nhân đều dần dần học được cách dựa vào cường giả. Người cầm đầu tiểu đội trẻ tuổi này, dưới cái nhìn của bọn họ không thể nghi ngờ chính là một người sinh tồn mạnh mẽ trong tận thế. Tên lính gác trung niên mang theo bọn họ đi tới trước mặt tráng háng đầu trọc, giới thiệu một phen, tráng háng đầu trọc dùng ánh mắt đánh giá trang bị trên người bọn họ khi nhìn thấy người đội trưởng tiểu đội trẻ tuổi tướng mạo bình thường trên ngực đeo một cái huân chương hình đóa hoa màu đỏ sẫm, lập tức thay đổi sắc mặt, cung kính đứng lên, nói Các vị có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó. Người cầm đầu trẻ tuổi tỏ vẻ lãnh ngạo, nói cho chúng ta một gian phòng sạch sẽ, một vài món ăn dân giả cùng hai bình rượu là được, chúng ta ở một buổi liền đi. Tên tráng hán đầu trọc người đầy hình xăm lập tức giống như một cô dâu nhỏ ngoan ngoãn, cung kính nói, không thành vấn đề, ta sẽ mang ngay cho các vị mỹ thực cùng rượu ngon, tuy nhiên, chúng ta ở nơi này tài nguyên nghèo nàn. Các vị đại nhân có thể hay không cấp cho chúng ta một ít phí tổn? Có ý gì, còn muốn lấy tiền? Tráng hán vác súng máy súng máy trợn mắt nói, người biết chúng ta là ai không, không nhìn thấy lão đại của chúng ta trên ngực đeo hương chương sao? Tráng hán đầu trọc miệng đầy nước đắng, nài nỉ nói, ta biết, các vị đều là đại nhân vật đến từ căn cứ hấp huyết, nhưng mà chúng ta không nhưng nhị gì hết. Tên cầm đầu trẻ tuổi lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn một chút súng ống trong tay chúng ta là thật hay giả? Mới bằng lòng gật đầu. Tráng hán đầu trọc khóe miệng co giật, chỉ có thể quay đầu lại đem lửa giận phát tiết trên người một tên tùy tùng vóc người cường tráng, quát, con mẹ ngươi đang làm cái gì, không nghe thấy mấy vị đại nhân nói muốn rượu ngon và mỹ thực sao, còn không đi chuẩn bị. Tên tùy tùng sửng sốt một chút, lập tức lúng túng chạy đi chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, tên tùy tùng trở về dẫn tiểu đội năm người này tiến vào bên trong một căn phòng ở phía sau cầu thang, tráng hán đầu trọc cố nén sự đau lòng, chọn ra mấy nữ nhân dáng điệu không tệ, bề ngoài sạch sẽ đem theo mấy sâu thịt chuột nướng, đi vào trong căn phòng tiểu đội năm người đang ở. Trong góc tối, Lâm Siêu dựa vào trên vách tường không nhúc nhích, mặc dù mắt nhắm lại, nhưng ở xung quanh xảy ra chuyện gì hắn đều biết, đối với tình huống như vậy hắn cũng không hề để ý, ở khu tụ tập mấy chuyện này xảy ra là quá bình thường. Thế nhưng không lâu sau, lông mày hắn khẽ nhíu lại. Thông qua thính giác mạnh mẽ, âm thanh xung quanh khu tụ tập đều truyền vào trong tai của hắn, âm thanh nói chuyện của tiểu đội kia cũng không ngoại lệ. Ta nhổ vào, đây mà là căn phòng sạch sẽ à, trên tường còn có dấu vết tiểu tiện. Ta muốn đi hỏi cái tên đầu trọc kia chuyện này là sao, lại dám bắt nạt chúng ta. Quên đi thôi, khu tụ tập chính là như vậy, hoàn cảnh này ở đây coi như không tệ rồi. Chấp nhận một chút đi, tên cứng đầu nhà ngươi cũng đừng có đi kiếm chuyện ngày mai chúng ta còn phải đi cái hố sâu kia thăm dò đấy đến thời điểm đó nói không chừng còn phải xung đột cùng các đội ngũ khác cần phải bảo lưu một chút sức lực cùng đạn dược mới được được rồi tuy nhiên khu tụ tập này cũng quá tàn tạ ngươi xem những người kia trên người người nào cũng có nơi bị thối rửa nhìn thật buồn nôn thôi được rồi nếu không phải chúng ta may mắn được gia nhập vào trong quân đội căn cứ hấp huyết nếu không bây giờ chúng ta cũng không khác gì bọn họ chớ nói nhảm, trước tiên thương nghị kế hoạch ngày mai đi thăm dò hố sâu, tin tức về hố sâu đã truyền ra, không phải chỉ có một mình căn cứ chúng ta tới, còn có mấy tổ chức lớn cũng phái người đến rồi, đến thời điểm đó tận lực đừng có kích động, nếu như hỗn chiến, sẽ xuất hiện tử vong. Lão đại, bên trong hố sâu thật sự có thứ thực vật thần kỳ như vậy sao, chỉ cần ăn vào liền có thể trực tiếp tiến hóa. Ta là từ một bằng hữu ở bộ phận tình báo của căn cứ nhận được tin tức, hẳn là không giả. Hơn nữa hai ngày trước căn cứ cũng phái quân đội ra khỏi thành, chắc hẳn là đi về phía khu hố sâu, chúng ta không nên có xung đột cùng với quân đội của căn cứ, bọn họ ăn thịt, chúng ta uống chút canh là được. Không sai, lần này chúng ta đi ra ngoài được tự do làm việc, có được thu hoạch cũng không cần phải nộp lên. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa. Đi vào đi. Mấy vị đại nhân, đây là bữa tối. Hả? Mùi vị này có chút quen thuộc, đây không phải thịt chuột biến dị sao, ta kháo, các ngươi dám dùng cái này để chiêu đãi chúng ta. Đại nhân, quên đi, khi ta tới nhìn thấy trên bàn của bọn họ cũng không có đồ ăn gì, chấp nhận một chút đi. Còn lại đều là chuyện tẻ nhạt, Lâm Siêu cũng không có hứng thú nghe tiếp, hắn mở mắt ra, trong lòng nghi hoặc, hố sâu. Xung quanh đây rất gần khu vực sâu, lẽ nào là ở bên trong khu vực sâu? Thực vật ăn xong có thể trực tiếp tiến hóa, cái này tự hồ là gen thực vật, tuy rằng không biết là loại nào, thế nhưng gian thực vật có giá trị liên thành, nếu cố gắng bồi dưỡng, một cây gian thực vật nếu như được bồi dưỡng đến thời điểm chín mùi, có thể sánh ngang với nguồn năng lượng tiến hóa cấp 7. Gian thực vật là một loại thực vật biến dị, cực kỳ hiếm thấy, số lượng ít ỏi, Lâm Siêu không nghĩ tới ở đây lại gặp được, hắn liếc mắt nhìn về vị trí của tiểu đội kia, suy tư trong chốc lát, trong lòng đã có quyết định, lúc này tiếp tục nhắm mắt lại, tiến vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, trời vừa hừng sáng. Lâm Siêu thức dậy rất sớm, một lần nữa trải qua sự lục soát của lính gác, xác nhận không có đồ vật nào ngoài hai bình nước hôm qua Lâm Siêu đổi, mới cho Lâm Siêu rời đi. Lâm Siêu đi đến một tòa nhà đổ nát ở gần khu tụ tập, cũng không có đi xa, mà chuẩn bị chờ đợi một thoáng. Cũng không lâu lắm, tiểu đội được trang bị tận răng tối hôm qua cũng đã thức dậy, sau khi được nhóm lính gác cúi đầu không lưng cung kính mời đi, một đường đi thẳng khỏi nơi tụ tập, phương hướng đi tới dĩ nhiên cũng là khu vực sâu. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Siêu cũng vui vẻ đi theo bọn họ, hắn một đường đi theo phía sau mấy người này, lợi dụng tia sáng khúc xạ thị giác, từ trên trời cao điều tra địa hình, lấy tốc độ di chuyển của mấy người này, vừa đủ thời gian cho hắn chậm rãi tỉ mỉ quan sát tình huống các địa hình xung quanh. Qua một thời gian quan sát, Lâm Siêu cũng không phát hiện được loại quái vật cỡ lớn nào, hơn nữa hữu thi cũng phi thường ít ỏi, ngược lại khu tụ tập dân cư lại có hai, ba cái, tuy rằng đều là khu tụ tập loại nhỏ mấy chục người nhưng số lượng dày đặc như vậy cũng làm cho người ta giật mình lâm siêu suy tư cũng nhanh chóng hiểu rõ ràng lúc trước nơi này chính là khu vực sâu tốc độ tiến hóa của hữu thi không bằng quái vật đã bị quái vật tiêu diệt hết sau khi bạch tuyết rời đi các quái vật cỡ lớn cũng bị mất đi ràng buộc phân tán ra khắp nơi nơi này nguyên bản là khu vực sâu cực kỳ nguy hiểm bây giờ ngược lại so với những thành thị phổ thông còn an toàn hơn chẳng trách nhiều người may mắn còn sống sót lại lưu lạc tới đây như vậy lựa chọn ở đây kiến tạo khu tụ tập tạm thời làm nơi đặt chân tiểu đội năm người này trong tay có bản đồ căn cứ vào bản đồ một đường tiến tới ven đường gặp một ít hủ thi cùng sinh vật biến dị cấp thấp đều bị bọn họ trực tiếp tiêu diệt nếu gặp mấy chục con hủ thi đi thành đàn bọn họ sẽ chọn con đường khác lâm siêu đi theo ở phía sau vẫn đang chú ý thăm dò xung quanh bằng vào tia sáng khúc xạ thị giác hắn có thể từ trên trời cao nhìn thấy mấy chục dặm phạm vi xung quanh, thế nhưng muốn thăm dò tỉ mỉ, chỉ có thể sử dụng thượng đế lĩnh vực. Bây giờ phạm vi của thượng đế lĩnh vực đã đạt đến khoảng cách 500 mét, ở bên trong phạm vi này, coi như là ở bên trong một tòa nhà lớn âm u, vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, ngay cả mấy con giòi đen thui đang bò lúc nhúc trên các thi thể thối rửa đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Điều tra một lúc lâu, Lâm Siêu cũng không thu hoạch được gì, không có tung tích lối vào di tích, cũng không có dấu chân của quái vật đặc thù nào, chỉ có các bức tường không trọn vẹn, các tòa nhà đổ nát, nhìn qua liền biết là do các loại quái vật cỡ lớn tạo thành. Nửa giờ sau, thông qua tia sáng khúc xạ thị giác, Lâm Siêu tuy rằng không thăm dò ra được tình huống gì bất thường, nhưng cũng phát hiện được một điều, phương hướng mà tiểu đội năm người này đi tới, dĩ nhiên là hướng về phía trung tâm khu vực sâu, bây giờ chỉ còn cách trung tâm khu vực sâu một khoảng ngắn, bọn họ cũng bắt đầu giảm tốc độ di chuyển. Lâm siêu trong lòng hơi động, toàn lực sử dụng tia sáng khúc xạ tăng phạm vi của thị giác lên 1.000m, nhìn xuống phía dưới, giống như đang ngồi trên trực thăng nhìn xuống vậy, dựa vào thị giác mạnh mẽ của mình. Lâm siêu lập tức phát hiện ở phía trước mười mấy dặm bên ngoài trung tâm khu vực sâu, tại cái hồ nhỏ mà Bạch Tuyết từng ngủ say lúc trước. Tụ tập một đám người, từ trang bị trên người của đám người này có thể thấy, người nào cũng mang theo súng ống, tự hồ là một nhánh quân đội cùng một số tiểu đội sinh tồn. Lâm Siêu ánh mắt sáng lên, kết hợp với những gì mà tiểu đội năm người lúc trước nói, không nghi ngờ chút nào, cái hố sâu mà bọn họ nhắc tới chính là ở nơi mà Bạch Tuyết đã từng ngủ say. Nơi đó quả nhiên có bí mật. Lâm Siêu không hề dừng lại, lập tức vỗ cánh phát lực, hướng về phía trước bay vút đi. Vèo. Một trận gió thổi qua sau lưng tiểu đội năm người. Có người. Bỗng nhiên một cô gái tóc ngắn trong tiểu đội trong mắt lóe lên hồng quang giật mình thốt lên. Thanh niên cầm đầu ngẩn ra, nói, cái gì? Ba người còn lại cũng kinh ngạc nhìn nàng. Lúc nãy có người vừa đi ngang qua. Cô gái tóc ngắn dừng bước lại, nhìn về phương hướng lâm siêu rời đi, môi khẽ rung, nói, vừa nãy có một người đi ngang qua người chúng ta, chỉ trong một cái chớp mắt liền biến mất ở phía trước, tốc độ như vậy, tốc độ như vậy. Trong lòng nàng sợ hãi đến mức không thể hình dung được. Thanh niên cầm đầu hơi thay đổi sắc mặt, nói hay là ngươi nhìn nhầm đúng đấy chúng ta cũng không nhìn thấy gì đại hán vác súng máy nghi ngờ nói cô gái tóc ngắn sắc mặt tái nhật nói năng lực của ta là cảm ứng nhiệt cho nên mới có thể cảm ứng thấy hắn tuyệt đối không thể nhìn lầm thanh niên cầm đầu cùng ba người còn lại hai mắt nhìn nhau đều nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt nhau bọn họ lựa chọn tin tưởng cô gái tóc ngắn nàng là năng lực giả hệ cảm ứng duy nhất trong đội tuyệt đối sẽ không xuất hiện ảo giác như vậy cái này chỉ có thể nói rõ ràng cái tên vừa mới đi qua bên người bọn họ quá mạnh mẽ có nhìn thấy rõ là ai không thanh niên cầm đầu vội vàng hỏi nếu như là những cao thủ thành danh trên tinh võng kia cũng chưa chắc sẽ có nguy hiểm gì dù sao những người kia cũng có chút danh tiếng trừ phi gặp phải tình huống bắt buộc bằng không sẽ không ở trước mặt mọi người giết người làm mất đi hình tượng của chính mình hắn giống như mang mặt nạ màu đỏ không nhìn thấy rõ cô gái tóc ngắn lắc lắc đầu chần chờ một chút nói thế nhưng quần áo của hắn ta đã nhìn thấy ngày hôm qua ở bên trong khu tụ tập có một người ngồi ở trong góc tối ăn mặc quần áo giống như thế chỉ là lúc đó ta cũng không chú ý đến khuôn mặt của hắn ta mấy người liếc mắt nhìn nhau thanh niên cầm đầu cắn răng nói trước tiên đi xem thử như thế nào chúng ta cũng chỉ đến hút một chén canh quá mức liền lui lại vèo lâm siêu nhanh chóng bay tới trên mặt hắn đeo mặt nạ huyết nha chiến giáp đỏ như máu đem khuôn mặt che kín đồng thời sau khi rời khỏi khu tụ tập hắn đã tiến hành thay đổi một chút biến thành một bộ dáng khác nguyên nhân làm như vậy chính là không muốn làm bại lộ hành tung của hắn dù sao căn cứ tinh thần bây giờ hầu như chính là căn cứ lớn nhất châu á mà hắn chính là thủ lĩnh của căn cứ tinh thần nếu như bị người ta phát hiện được hành tung nhất định sẽ mang đến vô số phiền phức hơn nữa cũng giống như nói với một số quái vật có ý đồ riêng rằng hắn không có ở căn cứ tinh thần vì lẽ đó hành tung của hắn nhất định phải bảo mật có mặt nạ huyết nha năng lực giả hệ cảm ứng bình thường rất khó có thể thẩm thấu vào được chất liệu mặt nạ huyết nha không phải là chỉ có mỗi chức năng phòng ngự mà còn có chức năng hấp thụ điều tiết nóng lạnh bên trong mặt nạ trong đó việc chống dò xét thẩm thấu phản trinh sát cũng là một chức năng trong đó hơn nữa khuôn mặt của hắn ở dưới mặt nạ cũng đã tiến hành dịch dung tương đương với việc phẫu thuật lại khuôn mặt hơn nữa còn là kỹ thuật phẫu thuật thượng thừa coi như bị người khác nhìn xuyên qua mặt nạ cũng không có cách nào nhận biết ra thân phận chân thật của hắn trừ phi có thể nắm giữ hai loại năng lực hơn nữa năng lực kia còn phải là một năng lực phối hợp đặc biệt mới được lúc trước rời đi khỏi nơi này không có kiểm tra phạm vi xung quanh quan tài thủy tinh một chút thực sự là sai lầm trong lòng lâm siêu có chút tự trách cùng hối hận Tuy nhiên cũng không thể trách Lâm Siêu, lúc đó hắn sức cùng lực kiệt, mà ở bên cạnh hồ nhỏ còn có ba con quái vật mạnh mẽ, nếu như cứ tiếp tục ở lại, ngược lại sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhanh, Lâm Siêu đã bay đến trước cái hồ nhỏ. Nơi này có một đám người đang tụ tập, ở xung quanh còn có dấu vết cắm trại, hiển nhiên tối hôm qua những người này đã ngủ ngay tại đây, Lâm Siêu nhìn qua sơ sơ, có chừng hơn 100 người, trong đó có hơn 80 người đeo huân chương hình đóa hoa màu đỏ sẫm, lâm siêu từ khu tụ tập biết được đây là tiêu chí của căn cứ hấp huyết trừ những người đến từ căn cứ hấp huyết những người còn lại từ màu da khuôn mặt mà xem đều là một số tiểu đội sinh tồn có cuộc sống gian khổ trang bị cũng rất là tàn tệ chỉ có mấy khẩu súng trên người ngay cả một cái áo giáp bằng da cũng không có nếu như bị quái vật áp sát một trảo liền có thể xé nát coi như không bị giết chết tại chỗ cũng bị virus bên trong móng vuốt nhiễm bệnh ta nói cho các ngươi biết nơi này là do căn cứ hấp huyết chúng ta phát hiện không quan tâm đến việc các ngươi mua được tin tức ở đâu đều không được tới gần nếu không giết chết không cần luận tội một người trung niên đeo huân chương căn cứ hấp huyết dùng vẻ mặt ngông cuồng nói với các tiểu đội sinh tồn xung quanh trong mắt mang theo vẻ miệt thị không hề che giấu một chút nào ba bốn tiểu đội sinh tồn xung quanh sắc mặt giận dữ nhưng mà lại không dám nói gì lâm sư nhìn thấy ở trên mặt đất có sáu bộ thi thể từ quần áo mà xem hẳn là cũng là người sinh tồn trong hoang dã một người trong đó thân thể bị chém ngang hông mấy người khác toàn thân dính đầy máu hẳn là bị súng máy bắn thành cái sàn lâm siêu nhìn thấy vị trí mà đám người đứng chính là vây quanh cái hồ nhỏ cái hồ nhỏ này đã khô cạn từ lâu nhìn giống như một cái hố sâu lớp bùn ở dưới hồ cũng đã khô lại nứt ra thành từng rãnh sâu ở nơi sâu nhất dưới đáy hồ nơi mà bạch tuyết đã từng ngủ say trong một cái quan tài thủy tinh bây giờ cũng không nhìn thấy cái quan tài thủy tinh ở đó nữa, không biết là bị người đến sau đánh cắp hay là bị ba con quái vật lúc trước lấy đi. Giờ khắc này ở đây có ba, bốn người cao tầng căn cứ hấp huyết đang đứng, trên người mặc chiến giáp ám hồng sắc, lấy ánh mắt của Lâm Siêu liền có thể phán đoán ra, đây là do một loại gia thú nào đó cùng với kim loại công nghệ cao gia công tạo thành, có hiệu quả chống đạn. Ở chính giữa mấy người này, là một hố đen có đường kính 15, 16 mét, bên trong tối đen, có mấy sợi dây thường được thả xuống phía dưới, một lát sau, một người trẻ tuổi theo dây thường từ bên trong bò ra, ở trên lưng hắn đeo một cái thùng nhựa, chứa vài cây thực vật màu xanh to bằng lòng bàn tay, hình dạng như lá phong. gen thực vật. Nhìn thấy này hình dạng cây thực vật này, Lâm Siêu ngay lập tức liền nhận ra, đây chính là một loại thực vật biến dị cực kỳ trân quý, nếu như dùng thi thể cùng máu tươi của Hủ Thi làm phân bón, nó có thể nhanh chóng trưởng thành sánh ngang với nguồn năng lượng tiến hóa cấp 7, hơn nữa Cấp 7 có phải là cực hạn trưởng thành của nó hay không, cái này Lâm Siêu vẫn chưa biết được. Lúc này Lâm Siêu từ bên trong đám người tiểu đội sinh tồn bước ra ngoài. Ngươi là ai, đứng lại cho ta. Tên Trung niên lúc trước nói chuyện nhìn thấy Lâm Siêu, lập tức nhướng mày một cái, khẽ quát, đứng lại cho lão tử, có nghe thấy không? À, ngươi lại dám tiến thêm một bước. Ầm. Um. Hắn còn chưa nói dứt lời. Cả người bỗng nhiên bay ngược ra ngoài rơi ầm ầm ra sáu bảy mét trên mặt đất miệng ho ra một nguồn máu tươi lâm siêu bước chân không có dừng lại một đường đi thẳng về phía hố sâu mấy chục người đang trông coi xung quanh hắn đương nhiên sẽ không để vào trong mắt nơi này bạo động lập tức gây nên sự chú ý của mọi người mấy người trong tiểu đội sinh tồn vẻ mặt đầy kinh ngạc không nghĩ tới một người lưu lạc trong hoang dã giống như bọn hắn lại có lá gan lớn như vậy đối phương mặc dù chỉ có mười mấy người nhưng trong tay mỗi người đều có súng chỉ cần một loạt đạn liền có thể bắn lâm siêu thành một cái tổ ong nổ súng lúc này không biết ai ở bên trong mấy chục người trông coi hô lên lập tức mười mấy người nhanh chóng nâng súng lục cùng súng trường của mình lên nhắm vào lâm siêu lập tức bóp cò súng không có một chút do dự cùng chần chờ nào đây cũng không phải do bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh mà là do mạng người ở trong mắt bọn họ đã sớm không còn đáng giá đặc biệt là ở trong tận thế như bây giờ ầm 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 đạn như mưa liên tục bắn ra xung quanh lâm siêu hiện lên một tấm chắn bằng tia sáng đem những viên đạn được bắn ra từ những khẩu súng phổ thông này chấn ngược ra bên ngoài sau một lượt bắn ở dưới chân lâm siêu hiện ra rải rác các viên đạn cả đám người xung quanh lập tức ngây người mấy người ở xung quanh hố sâu nghe thấy động tĩnh nhanh chóng quay đầu lại nhìn khi nhìn thấy dưới chân lâm siêu rải các rác viên đạn thì lập tức thay đổi vẻ mặt lộ ra mấy phần ngơ ngác Lâm Siêu đi thẳng về hướng hố sâu. Đám binh sĩ trông coi đang đứng trước mặt Lâm Siêu, phản phất như bị tình cảnh lúc nãy chấn nhiếp, không tự chủ được tránh ra một con đường. "Này, vị bằng hữu này." Một thanh niên trong năm người đứng cạnh hố sâu lên tiếng, thanh niên này tự hồ là người cầm đầu nhìn Lâm Siêu đang đi tới, áp lực như giống như một ngọn núi lớn hướng về hắn đè xuống, trái tim không tự chủ được đập nhanh lên, bản năng muốn thoái lui ra. Thế nhưng hắn dù sao cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, quái vật hung tàn dữ tận cỡ nào cũng sẽ không sợ. Lúc này hắn nở ra một nụ cười, nói, chuyện gì cũng từ từ, là do bọn họ không hiểu chuyện. Cút! Lâm siêu chỉ nói một chữ. Thanh niên cầm đầu biến sắc mặt, trong mắt lóe ra vẻ giận dữ, thế nhưng sau khi nhìn thấy mười mấy tên binh sĩ trong coi đang đứng sau lưng Lâm siêu, cơn giận của hắn nhất thời biến mất, một người nếu như dám đối mặt mấy chục khẩu súng, lại còn dám quay lưng lại bại lộ trước những khẩu súng như thế này, như vậy không phải đầu óc có bệnh mà chính là có thực lực mạnh đến đáng sợ hắn tự nghĩ đổi làm chính mình tuyệt đối không có cách nào ở khoảng cách gần như vậy từ trước mấy chục khẩu súng thoát chết vị bằng hữu này chúng ta là người của căn cứ hấp huyết nơi này là do căn cứ chúng ta phát hiện ra các hạ đừng nên lỗ mãn mà làm hỏng việc một nữ tử cao gầy ở phía sau lưng thanh niên cầm đầu không vui nói lâm siêu chuyển ánh mắt từ hố sâu sang nữ nhân này trong ánh mắt lộ ra một tia hàng ý ầm uhm. trên ngực của nữ tử này giống như trúng phải bố tạ bỗng nhiên bay ngược về phía sau phun ra một nguồn máu lớn trên không trung rơi trên mặt đất cách đó mười mấy mét nửa ngày cũng không đứng dậy được Cút lâm siêu lạnh lùng nói thanh niên cầm đầu con ngươi co rụt lại trong lòng tràn ngập kinh hãi hắn chỉ cách lâm siêu khoảng hai mét dĩ nhiên không nhìn được lâm siêu ra tay như thế nào hắn không nghi ngờ chút nào nếu như lâm siêu mang sát ý một đòn vừa nảy liền có thể trực tiếp đánh chết nữ tử cao gầy xin bớt giận xin bớt giận thanh niên cầm đầu vội vã không lưng xin lỗi thái độ cực kỳ khiêm tốn hắn biết rõ tính cách của một số cao thủ nói được một câu sau đó không dài dòng nữa quay sang quát lên với mấy người đứng xung quanh các ngươi không nghe rõ à mau lui lại đem những cái này lưu lại lâm siêu giơ tay chỉ về một cái túi bên cạnh ở trong túi chứa lượng lớn gian thực vật, hẳn là bọn họ hái được lúc trước. Thanh niên cầm đầu vẻ mặt biến hóa một hồi, nhưng vẫn cắn chặt răng, quát lên với mấy người xung quanh, còn đứng đó làm cái gì, mau đưa cho vị đại nhân này. Mấy người này nhất thời có chút đau lòng cùng không muốn, bọn họ biết được mấy cây cỏ này nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng trực tiếp ăn vào ngay lập tức có thể cường hóa thể chất. Các tiểu đội sinh tồn đứng xung quanh nhìn thấy thanh niên cầm đầu lui lại, âm thầm liếu lưỡi không nghĩ tới người của căn cứ hấp huyết cực kỳ lớn lối ngạo mạn lại bị lâm siêu một người dễ dàng quát lui bọn họ liếc mắt nhìn cái túi bị bỏ lại trên mặt đất cố nén sự tham lam trong mắt rời đi cùng với người của căn cứ hấp huyết không dám chần chờ lâm siêu nhìn thấy bọn họ đã rời đi hết mới nhặt cái túi lên kiểm tra lại số lượng gen thực vật tổng cộng có 28 cây từ hình dáng mà xem đều là khoảng cấp 2, cấp 3, còn có thể trưởng thành ở trong vùng hoang dã Cướp đoạt tài nguyên là chuyện xảy ra như cơm bữa, Lâm Siêu cũng không có gì phải ấy nấy hoặc là bất an, từ kiếp trước hắn đã biết được chân lý mạnh được yếu thua. Tại nơi hắn lớn lên bị bạo dân hoành hành, Lâm Siêu từ lâu đã học được cách cướp đoạt, gần như là bản năng sinh tồn của hắn. Cướp đoạt tất cả các tài nguyên có thể để cho mình sống tiếp, càng nhiều càng tốt. Thiện lương, nhân từ, những phẩm chất tốt đẹp này, chỉ có những người quá yếu hoặc quá mạnh mới cần. Bất quá Lâm siêu cùng bạo dân khác biệt ở chỗ Hắn chỉ cướp đoạt những gì mình cần dùng đến Mà không phải là đem mọi thứ cướp đoạt hết Không lưu lại con đường sống cho người khác Việc này đại khái có quan hệ với việc từ nhỏ hắn đã là cô nhi Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần đồng tình với người yếu Mà sự đồng tình này trải qua mấy lần giáo huấn cùng chịu thiệt Đã bị tôi luyện thành một loại bí mật ẩn giấu ở sâu trong thâm tâm Không dễ dàng hiển lộ Lâm siêu đem gian thực vật ở trong túi bỏ vào bao không khí Mặc dù hắn biết bằng này gian thực vật cũng không phải là toàn bộ số lượng mà căn cứ hấp huyết lấy được, nhưng hắn cũng không có dự định đi một chuyến đến căn cứ hấp huyết cướp đoạt. Bởi vì từ cách nói chuyện của những người này hắn biết những người này cũng không am hiểu vung bón gian thực vật. Bọn họ hái về sau đó hẳn là sẽ trực tiếp ăn, nếu còn cũng không còn được bao nhiêu. Tuy rằng như vậy có chút phung phí của trời, thế nhưng cũng rất bình thường, dù sao căn cứ loại nhỏ sinh tồn rất là gian nan lúc nào cũng có thể sẽ bị một con quái vật cỡ lớn đi ngang qua càng quét sang bằng, vì lẽ đó nếu có thể tăng cường một phần thực lực, sẽ tăng cường một phần. Coi như gian thực vật có thể tạo ra một chiến sĩ cấp S, bọn họ cũng không thể kiên trì vung bón cho đến khi gian thực vật chậm rãi lớn lên, huống hồ vung bón gian thực vật phải cần có máu tươi và thi thể hữu thi, đồng thời máu tươi và thi thể hữu thi cũng phải có cùng cấp bậc với gian thực vật mới được. Nếu muốn vung bón ra gian thực vật cấp 7, nhất định phải dùng thi thể của hữu thi cấp 7. Sau khi bỏ gian thực vật vào bao không khí, Lâm Siêu liền quan sát thăm dò bên trong hố sâu, bên trong hố chỉ có một màu đen. May là hắn có năng lực nhìn trong ban đêm, hơn nữa năng lực của bản thân vừa vặn là tia sáng. Hắn quét mắt nhìn xuống. Lập tức nhìn thấy trên vách đá phía dưới 100 mét, có một lượng lớn gian thực vật sinh trưởng, trong đó có một số cây phỏng chừng đạt đến cấp 4 hoặc cấp 5, phải biết rằng một cây gian thực vật cấp 5 có thể sánh ngang với một con quái vật cấp S, nói cách khác, thâm nhập vào sâu khoảng 100 mét. Liền có thể trực tiếp hái được một cây gian thực vật sánh ngang với nguồn năng lượng tiến hóa của quái vật cấp S. Lâm siêu nhìn thấy ở vị trí cách miệng hố hơn 30 mét, nửa cây gian thực vật cũng không có, nhưng ở vị trí hơn 50 mét lại còn một ít cây, vô cùng ít ỏi. Từ vị trí từ 80 mét trở lên, gian thực vật lại mọc liên miên, số lượng dày đặc mỗi mét vuông ít nhất phải có mười mấy cây. Hiển nhiên, khoảng cách mà căn cứ hấp huyết có thể xâm nhập vào là có hạn, chỉ có thể hái một ít gian thực vật ở viền ngoài. Lâm siêu trong lòng có chút nghi hoặc, lấy sức mạnh của căn cứ hấp huyết, nếu như đã phát hiện ra công dụng của gian thực vật, làm sao chỉ hái ngần ấy, đừng nói là vị trí 100 mét, mà hai, 300 mét đều có thể dùng dây thường dễ dàng đi tới. Tất nhiên là có sự bất thường, Lâm Siêu cũng không có tùy tiện đi xuống hái gian thực vật, mà tiếp tục nhìn về phía sâu trong hố, tầm mắt hướng thẳng về phía dưới, rất nhanh đã tới vị trí 500m. Ở trong bóng tối như vậy có thể nhìn thấy ở phạm vi 500m, đã gần đến cực hạn của lâm siêu, thế nhưng vẫn không thể nhìn thấy được mặt đáy của hố sâu. Hơn nữa, làm cho lâm siêu kinh ngạc chính là, trên vách đá ở vị trí 500m, dĩ nhiên mọc đầy gian thực vật, cùng với một ít cây thực vật hắn cũng không nhận ra, tuy nhiên có thể sinh trưởng ở cùng một chỗ với gian thực vật chắc hẳn cũng không phải thực vật phổ thông. Nhiều gian thực vật như vật, quả thực có thể sánh ngang với giá trị của một di tích cỡ trung. Lâm siêu trong lòng thất kinh, cái hố sâu này quả thực chính là bảo địa, chẳng lẽ nói, tại các khu vực sâu khác cũng có một cái hố sâu như vậy. Ở dưới đáy hố sâu này, sẽ có cái gì? Trên con người lâm siêu hiện ra hào quang màu vàng ống, sau khi hoàng kim hóa thị giác, phạm vi tầm nhìn rõ ràng tăng lên một khoảng lớn, lâm siêu nhìn thẳng xuống phía dưới, khi đến phạm vi 800 m phản phất như bóng tối ở đây cực kỳ cô động, làm cho thị giác của lâm siêu lâm vào mơ hồ. Ở trong phạm vi từ 500 m đến 800 m trên vách đá có một lượng lớn gian thực vật cùng các loại thực vật khác sinh trưởng. Lâm siêu trong đầu xoay chuyển ý nghĩ, sử dụng một quả cầu ánh sáng, thả vào trong hố sâu. Quan cầu này sau khi được hắn thả xuống, một đường rơi thẳng tắp xuống phía dưới, rọi sáng toàn bộ phạm vi mà nó đi qua. Rất nhanh, quả cầu ánh sáng đã rơi xuống phạm vi 1.000m, đồng thời vẫn tiếp tục hướng về phía dưới rơi xuống. Khi đạt đến phạm vi 1,500m thì quả cầu ánh sáng từ từ bị bóng tối thôn vệ, không cách nào nhìn thấy. 1,500m còn chưa tới đấy. Lâm siêu trong lòng kinh ngạc. Cái hố sâu này không biết hình thành từ lúc nào, nếu như có thể đo lường được thành phần của vách đá, sau đó phân tích tốc độ sinh trưởng của gian thực vật, kết hợp với cấp bậc của gen thực vật, là có thể phân tích ra đại khái thời gian hình thành. Dù sao tốc độ sinh trưởng của gian thực vật trên vách đá so với tốc độ sinh trưởng khi được vuông bón bằng thi thể là không thể so sánh. Nếu như là thổ nhưỡng phổ thông thích hợp trồng gian thực vật, lấy tốc độ sinh trưởng của nó mà nói, thời gian vực sâu xuất hiện là khoảng 4 đến 5 năm. Lâm siêu thầm nghĩ trong lòng. 4, 5 năm trước, không phải là năm 2012 sao? Vào lúc ấy tự hồ chính là thời gian mà nền văn minh Maya tiên đoán là tận thế. Lẽ nào là hố sâu được hình thành vào lúc này? Lâm siêu từ ký ức của khối thân thể này biết được, vào năm 2012 nền văn minh Maya tiên đoán xảy ra tận thế, có lời đồn đại là nhân loại tạo ra thuyền cứu nạn noa, mặc dù là lời đồn, nhưng có hay không có phát sinh, cũng không thể biết được. Hơn nữa, tận thế lại xảy ra vào năm 2017, so với lời tiên đoán của nền văn minh Maya muộn 5 năm. Lâm siêu suy nghĩ một chút, phủ nhận khả năng hố sâu là do con người kiến tạo. Đầu tiên là lấy trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại thời đại trước, không thể đào ra một cái hố sâu như thế. Dù sao, hắn mới chỉ thăm dò được đến độ sâu 1.500m, còn thực tế sâu bao nhiêu thì hắn cũng không biết. Nói không chắc là 2.000m, 3.000m, thậm chí hơn 10.000m 10, đều có khả năng. Hơn nữa, nếu như là do con người kiến tạo, nhất định phải tiêu tốn thời gian rất lâu, coi như bảo mật cực kỳ tốt cũng sẽ bị lộ hình ảnh ra ngoài, như vậy nhất định có thể sẽ nghe được một ít tin tức. Thế nhưng bộ thân thể mà Lâm Siêu nhập vào này cũng không có nghe thấy những tin tức như vậy, hơn nửa gian thực vật và mấy loại thực vật không rõ lai lịch này, tự hồ ở bên trong di tích cổ mới có, nơi đó mới có thổ những thích hợp cho chúng nó sinh trưởng. Chẳng lẽ cái mà vực sâu nữ vương đang thủ hộ, chính là cái này. Lâm Siêu ánh mắt lấp lóe Hắn trầm tư trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định xuống mạo hiểm thử xem không vào hang sói không bắt được sói con hắn kiếp trước chỉ là một tiểu nhân vật những điều mà hắn biết được đều là do những đại căn cứ kia cho phép còn các điều cơ mật về thế giới hắn không có tư cách biết đến vì lẽ đó kiếp này hắn phải tự mình thăm dò lâm siêu triển khai ra huyết nha chiến giáp điều chỉnh thay đổi màu sắc cùng kiểu dáng của huyết nha chiến giáp để đề phòng bị người nào đó nhìn thấy dù sao trong lúc hắn thủ thành thì luôn mặc huyết nha chiến giáp việc này đã truyền ra rộng rãi, rất dễ dàng sẽ bị người khác nhận ra. Ở dưới sự bảo vệ của huyết nha chiến giáp, Lâm Siêu bám vào vách đá từ từ thâm nhập vào trong hố sâu. Mới vừa xuống hố sâu, Lâm Siêu đã cảm giác được một luồng hơi lạnh, tuy rằng có huyết nha chiến giáp bảo vệ, luồng hơi lạnh này cũng không có cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với thân thể của hắn, thế nhưng thông qua huyết nha chiến giáp truyền vào cảm giác, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên lệch giữa bên ngoài và bên trong hố sâu. Lạnh như thế. Lâm siêu trong lòng lộ ra sự kinh ngạc, chẳng trách đám người căn cứ hấp huyết chỉ có thể hái gian thực vật ở phạm vi bên ngoài, ở bên ngoài một tí hơi lạnh cũng không cảm giác được, thế nhưng trong này lại tràn ngập hơi lạnh, hơn nữa hắn thâm nhập xuống càng sâu, hơi lạnh càng nhiều, người bình thường có thể chất khoảng 70. 80, phỏng chừng nhiều nhất chỉ có thể đi xuống phạm vi 50, 60 mét. Coi như là năng lực giả có năng lực, hỏa diễm, nhiệt độ, hàng băng, cũng chỉ có thể đi xuống sâu hơn được 10 mét. Lâm siêu ở dưới sự bảo vệ của huyết nha chiến giáp, rất nhanh đã đi xuống đến độ sâu hơn 500 mét, dọc theo con đường này hắn cũng không có hái gian thực vật, trước tiên cứ thăm dò một phen cái đã. 700 mét, 800 mét. Qua thời gian mấy phút sau, Lâm siêu mới miễn cưỡng đi xuống độ sâu 1.000 mét, bằng vào trạng thái hoàng kim cùng với sự bảo vệ của huyết nha chiến giáp, xuống được đến đây đã là cực hạn của hắn, khí lạnh xung quanh ở đây tựa hồ có thể đem hắn đông lại hoàn toàn. Lâm siêu sử dụng nguồn năng lượng trong tế bào, miễn cưỡng chế tạo ra một quả cầu ánh sáng, hướng về dưới hố sâu thả xuống, ánh mắt dõi theo nơi mà quả cầu ánh sáng đi qua, trên vách đá ven đường tất cả đều là lượng lớn gen thực vật, khi quả cầu thâm nhập đến độ sâu khoảng 2.000 mét, ánh sáng phát ra từ quả cầu từ từ yếu đi, dần dần biến mất. Lâm siêu có chút thất vọng, không nghĩ tới độ sâu hơn 2.000 mét vẫn chưa chạm đáy của hố sâu, hắn đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, một lần nữa trở về mặt đất đột nhiên bên trong khóe mắt của hắn hiện ra một tia dư quan vào thời khắc cuối cùng mà quả cầu ánh sáng biến mất hắn nhìn thấy một con mắt có màu trắng đen xen kẽ đang nhìn về phía hắn lâm siêu toàn thân tóc gáy bỗng nhiên dựng lên tuy rằng chỉ là sự việc trong nháy mắt thế nhưng hắn xác nhận mình không hề nhìn nhầm hơn nữa kích thước của cái con mắt kia đã vượt qua kích thước cực hạn của sinh vật quả thực là khó có thể tin nổi riêng con người của nó mà lâm siêu nhìn thấy đã có đường kính hơn 3 mét nếu tính cả tròng trắng mắt, phỏng chừng đường kính của nó sẽ bằng cả đường kính của hố sâu. Chạy. Lâm siêu da đầu tê dại, hầu như dùng bản năng điên cùng leo lên, cấp tốc leo lên trên miệng hố sâu, một lần nữa trở về trên mặt đất, đồng thời sau khi thoát ra khỏi miệng hố, Lâm siêu liền bay lên trên trời cách hố sâu hơn 300 mét, cảm giác sau lưng không có động tĩnh gì, lúc này mới dừng lại, Lâm siêu quay đầu nhìn lại. Cũng không có nhìn thấy sinh vật gì bò ra khỏi miệng hố, mới thoáng thở vào nhẹ nhõm. Lâm siêu lập tức dùng tia sáng khúc xạ thị giác, từ trên trời cao nhìn vào bên trong hố sâu, nhìn đến độ sâu khoảng 800 mét, cũng không có nhìn thấy sinh vật gì, mới thở vào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn không dám tới gần. Dù sao thì không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại, vạn nhất có quái vật sở hữu năng lực ẩn thân lén lút tìm hành lại đây, mình căn bản không có cách nào đề phòng. Ở dưới đáy dĩ nhiên có một con mắt, hơn nữa kích thước lại to lớn như vậy, như vậy toàn bộ thân thể của nó, phỏng chừng. Lâm Siêu ngẫm lại liền cảm thấy sởn cả tóc gáy. Tuyệt đối là một sinh vật có thể dễ dàng nhất bổng vương thú lên. Cái mà vực sâu nữ vương thủ hộ chính là con mắt khổng lồ này hay sao? Hoặc là, con mắt khổng lồ này chế tạo ra vực sâu nữ vương. Lâm Siêu nhíu mày suy tư. Toàn cầu có 12 khu vực sâu, nên sẽ có 12 con mắt như vậy chứ. Nếu như con mắt khổng lồ này chế tạo ra vực sâu nữ vương, như vậy mục đích là cái gì để cứu nó ra nếu như chỉ là giải cứu nó ra khỏi lòng đất lấy sức mạnh của vực sâu nữ vương là hoàn toàn có thể nhưng kiếp trước hắn cũng không có nghe qua tin tức như thế coi như các căn cứ lớn liên thủ lại phong tỏa cũng không cách nào hoàn toàn che đậy lại tin tức động trời như vậy lâm siêu cao mày hắn thấy thế nào vực sâu nữ vương cũng không giống như là do con mắt khổng lồ này chế tạo ra nếu như nói vực sâu nữ vương ở đó để thủ hộ nó như vậy vì sao lại muốn thủ hộ lẽ nào con mắt khổng lồ này không có năng lực tự vệ vừa nãy chỉ trong chớp mắt nhìn nó lâm siêu đã cảm giác được linh hồn run rẩy lâm siêu tuyệt đối sẽ không cho là con mắt khổng lồ này không có sức chiến đấu hơn nữa nói không chắc nó so với vực sâu nữ vương còn đáng sợ hơn lâm siêu trầm tư trong chốc lát hướng về cánh tay phải anubis nói vừa nãy con mắt khổng lồ kia ngươi có nhìn thấy hay không nhìn thấy Anubis hiện ra một cái miệng trên cánh tay phải không khỏi nghi ngờ nói cảm giác nó có khí tức của tế bào thần tính phỏng chừng ít nhất nó phải hơn một bậc lúc ta còn sống thậm chí nó còn mạnh hơn lâm siêu ánh mắt lóe lên có thể làm cho Anubis kêu căng tự mãn đưa ra phán đoán nó còn mạnh hơn đủ thấy trong lòng nó cũng không chắc chắn bởi vậy có thể thấy được con mắt khổng lồ này đáng sợ dường nào nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha